chương 451 cùng lúc đó tay phải hắn nâng lên, lấy tốc độ cực nhanh cắt qua ngón trỏ, trong một chớp mắt khi lui ra phía sau, hắn hướng về phía trước ở lối rẽ chính giữa, điểm ra một chỉ. Gần như trong khoảnh khắc hắn lui ra phía sau, một tia hắc tuyến tốc độ nhanh như tia chớp, trực tiếp xuyên thấu qua chỗ Mạnh Hạo đứng lúc trước, nếu không phải là Mạnh Hạo rất nhanh phát hiện được, thì giờ phút này tất nhiên là đã bị trọng thương rồi. Nhưng một chỉ lúc trước của Mạnh Hạo, cũng là trong nháy mắt bộc phát ra hơi thở huyết sát ngập trời cùng cái tia hắc tuyến kia đan sen lao thẳng vào trong một cái ngã ba ở phía trước một tiếng nổ vang trong nháy mắt truyền ra thì sắc mặt mạnh hạo trở nên âm trầm trong mắt chớp động sát cơ thân mình chỉ lui về phía sau ba bước sau đó liền mạnh mẽ dừng lại không lùi nữa mà tiến tới tay phải nâng lên trong nháy mắt toàn thân mạnh hạo mây tía lượn lờ những thứ mây tía này trong khoảnh khắc bay thẳng đến tay phải mạnh hạo vườn quanh ở bên trong biến ảo trở thành một thanh trường đao màu tím Mạnh hạo tiến về phía trước, hắn không chút nào do dự, nâng tay phải lên chém thẳng về phía trước. Một tiếng nổ vang, một luồng ánh sáng màu tím hình cung ngay lập tức từ tay phải mạnh hạo phóng ra, khi phóng ra phía trước nó hóa thành một hình cung thật lớn, ước chừng dài hơn một trượng, cũng có mây tía nhẹ nhẹ từ trên thân thể mạnh hạo tràn ra, không ngừng dung nhập vào trong hình cung màu tím này. Chính là tử khí chảm. Lấy 10 tòa đạo đài trúc cơ hoàn mỹ vận chuyển từ khí đông lai, triển khai thuật pháp nhất kích sát chiêu, tử khí chảm như một vầng trăng cô độc, trong một chớp mắt bay ra, lao thẳng đến chỗ rẽ chính giữa, khi nó đến gần trong một cái chớp mắt trực tiếp bóp méo hư vô, lượng lớn dao động tràn ra, khiến cho ở khu vực đó thoạt nhìn không có một bóng người. Theo hư vô vặn vẹo, giống như một cái khăn che mặt bị nhấc lên, để lộ ra trong đó một cái thân ảnh cao lớn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đó là một người trung niên nam tử, thân thể cao lớn, ước chừng cao hơn mạnh hạo hơn ba cái đầu thoạt nhìn có vẻ cực kỳ cường tráng, mặc quần áo đơn giản, lộ ra trên làn da có xăm đồ đằng ba con dao long. Chính là tu sĩ Tây mặc giờ phút này, sau khi gã bị buộc phải hiện thân, tay phải gã bỗng nâng lên, trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Trong nháy mắt mi tâm của gã lập tức nổi lên những mũi nhọn màu đen, toàn bộ đồ đằng trên thân lại còn tỏa ra hắc quang long lánh, trong phút chốc trước người của gã liền xuất hiện hư ảnh một dao long ba đầu có sừng. Con dao long này cực kỳ chân thật, ba cái đầu gào thét hướng về phía tử khí chằm mà cắn xé, Tiếng nổ vang động trong nháy mắt tại đây kinh thiên động địa, truyền khắp tám phương, Mạnh Hạo lập tức nhìn thấy, tử khí trảm của hắn bị chém hủy vỡ vụn, hóa thành mây tía nhè nhẹ tản ra. Đồng thời ba cái đầu dao long kia cũng bị cắt đôi bổ ra, sắc mặt tu sĩ Tây mặt kia còn khó coi hơn, khi nhìn về phía Mạnh Hạo thì trong mắt mang theo vẻ khiếp sợ mơ hồ. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên trực tiếp hướng về phía mặt đất nhấn một cái. Tử khí rào sát, tay phải Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng lên, tại trong một cái chớp mắt này, những mây tím kia lập tức phân tán ra bốn phía, dày thêm lên một chút, đan xen vào nhau, chỉ một cái chớp mắt kéo dài, đã hóa thành từng sợi tơ rõ ràng, trong khoảnh khắc vườn quanh tu sĩ Tây Mạc. Trong khi cấp tốc vòng quanh, đồng thời truyền ra tiếng thét bén nhọn, mạnh hạo mạnh mẽ nắm chặt tay phải, những thứ sợi tơ mây tía này trong khoảnh khắc có rút lại. Thuật ấy là mạnh hạo sau khi trở thành tử lô, ngoài đạt được đạt được thức thuật pháp thứ hai của tử khí chảm trong tử khí nhất mạch ra, còn có thức thứ ba, tử lâm nguyệt, vị tu sĩ tây mặc kia có chút âm trầm, mắt nhìn những sợi tơ mây tím quẩn quanh có rút lại, gã bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trên mu bàn tay phải của gã lập tức lộ ra một cái đồ đằng. Cái đồ đằng này rất đơn giản, là một cái nắm tay màu đỏ, cái nắm tay này cũng không lớn, giống như một cái nắm tay trẻ con nắm lại, nhưng lại cố tình trong một cái chớp mắt này, một cỗ khí thế ầm ầm từ trên người tu sĩ tây mặc bộc phát ra. Tay phải gã nâng lên, hung hăng hạ xuống phía trước một quyền. Một quyền này đánh vào hư vô, nhưng nó lại nhắc lên tầng tầng sóng gợn, mờ mờ có tiếng khóc chói tai của trẻ con truyền ra, tiếng nổ vang động trong khoảnh khắc truyền khắp bốn phía, quẩn quanh, tại trong một cái chớp mắt này những sợi tơ mây tím, đụng chạm cùng với làn sóng gợn, trực tiếp nổ bung, hủy diệt. Nét mặt tu sĩ tây mặc này cũng tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi nhìn về phía mạnh hạo, trong ánh mắt lộ ra một chút kiêng kỵ. Đan sư tử vận tông nam vực, không nghĩ tới cũng có được tu vi như thế, hôm nay là tại hạ lỗ mãng rồi, cáo từ gã nói xong thân mình lui về phía sau, trên tay trái xuất hiện cái đồ đằng thứ ba, cái đồ đằng này chỉ là một nửa, hình như nó không trọn vẹn, nó không cũng hoàn toàn ngưng tụ ra. Nhưng dù chỉ là một nửa, nó cũng làm cho thân thể tu sĩ Tây Mạc này mơ hồ, như sắp dung nhập vào hư vô. Một câu lỗ mãng. Trong mắt Mạnh Hạo sát cơ chợt lóe lên, mới rồi nếu không phải hắn né tránh nhanh thì giờ phút này đầu và chân đã ở hai nơi khác biệt, giờ phút này trong lúc lời nói thân mình đã tiến thẳng về phía trước, tu sĩ nam vực các ngươi chính là cố chấp cắn không nhả, ta và ngươi rõ ràng đều là cảnh giới giả đan, mới rồi ngươi cũng đã dùng toàn lực, lực lượng của ta và ngươi cũng chỉ là ngang nhau mà thôi. Vị tu sĩ tây mặc kia hừ lạnh một tiếng, nhưng khi gã vừa mới nói xong, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Việc làm cho sắc mặt gã biến đổi đó là, trong chớp mắt đó Mạnh Hạo cất một bước đi ra, dưới sự vận chuyển tu vi của hắn, khí thế ầm ầm bùng nổ, khí thế kia trực tiếp vượt qua những lần trước, chấn động bát phương. Cùng lúc đó, tay phải Mạnh Hạo nâng lên, ba ngón tay hướng về phía trước. Tam chỉ huyết ấn trong một chớp mắt kinh thiên xuất ra, hóa thành ba đạo huyết sát khí tức kinh người, đi thẳng đến tu sĩ Tây Mạc. Nếu tiếp được tam chỉ của Phương Mỗ mà không chết, ngươi có thể rời đi. Sắc mặt tu sĩ Tây Mạc đại biến, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ban đầu thân thể gã đã có chút mơ hồ, giờ phút này trong khoảnh khắc lại trở về chân thật, căn bản là không thể giống như hư vô. Tay phải gã nâng lên vỗ vào chỗ mi tâm, lập tức đồ đằng ba con dao long hiện ra, lại có thêm đồ đằng nắm tay huyết sắc cũng xuất hiện biến ảo thành vật tương ứng đẩy thẳng về phía trước cùng với tam chỉ huyết ấn của mạnh hạo trong nháy mắt chạm cùng một chỗ tiếng nổ vang động lại ẩm vang bát phương dưới tiếng nổ khoách tán vang ẩm ẩm một tiếng hét thảm thiết từ trong miệng tu sĩ tây mạc truyền ra thân mình gã run lên đồ đằng nắm tay trẻ con trực tiếp bị hủy diệt khi trong miệng gã phun ra một ngụm tiên huyết thì ba con dao long cũng theo đó mà dập nát tu sĩ tây mạc này lùi lại mấy bước sắc mặt hoảng sợ tái nhợt không kịp mở miệng nói điều gì, một đạo huyết chỉ ấn trong nháy mắt phóng đến, trực tiếp xuyên thấu qua mi tâm của gã. Chấn động toàn thân, tu sĩ tây mặc này trực tiếp ngã xuống đất, khí tuyệt thân vong. Mạnh Hạo đi tới, cúi đầu nhìn thoáng qua tu sĩ tây mặc đã tử vong, đối với tên của đối phương hắn cũng không biết, giờ phút này hắn ngồi xổm người xuống, từ trên người tu sĩ lục ra một cái túi chữ vật, sau khi cất xong, trong mắt hắn lộ ra một chút trầm tư. Xem ra nơi đây không phải chỉ có một mình ta. Tu sĩ Tây Mạc công pháp kỳ lạ, hoàn toàn không giống với tu sĩ Nam vực, nếu không chỉ là tu sĩ già đan tầm thường, một chỉ huyết ấn của ta cũng đã có thể giết chết. Mạnh Hạo cúi đầu nhìn thoáng qua tu sĩ Tây Mạc này, hắn phát hiện ra trên người tu sĩ này đồ đằng trên hai tay giờ phút này giống như là đã hòa tan, đã trở thành nước màu đen. Ủng hộ kênh qua linhhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tây Mạc. Mạnh Hạo nhíu mày, hai bên Thiên Hà Hải, Nam vực cùng Tây Mạc tương liên, trung gian còn lại là Mặc Thổ. Mặc thổ không lớn, chỉ là một mảnh đất mà thôi. Nhưng nó lại là thông đạo duy nhất giữa Tây Mạc cùng Nam vực, ngoài ra, những địa phương khác đã bị tu sĩ cấp lão tổ của song phương ở rất nhiều năm trước liền phong ấn, khiến mặt đất xuất hiện lĩnh vực. Dù sao ở trong lịch sử, giữa Tây Mạc cùng Nam vực phát sinh qua hai lần đại lục chi chiến kinh thiên động địa, ở trong hai lần đại chiến đó, tất cả tông môn của Tây Mạc cùng Nam vực đều bị vây trong chiến tranh, đây không phải là chiến tranh của một tông môn, một gia tộc, mà là chiến tranh kinh thiên của hai đại khu vực và lại bên phát động chiến tranh đều là Tây Mạc, bởi vì Tây Mạc tài nguyên tu hành cằn cỗi, cộng thêm khí hậu ác liệt, linh khí rất thưa thớt, nhưng càng như vậy, ngược lại càng là sản sinh ra không ít hạng người kinh diễm tuyệt luân, khiến cho lực lượng Tây Mạc tại bên trong tình huống gian nan kia càng thêm quật khởi. Ở Tây Mạc, tu hành không phải trọng điểm, trọng điểm là sinh tồn, sự tàn khốc cá lớn nuốt cá bé này, so với Nam vực còn nghiêm trọng hơn không chỉ vài lần, cho nên dưới tình huống như thế Phàm là tu sĩ vượt qua được để trưởng thành đều so với tu sĩ cùng trình độ của Nam vực cường đại hơn nhiều lần. Bọn họ hâm mộ Nam vực dồi rào, cho nên muốn chiến, hai chiến hai bại, cũng đã hình thành phong ấn khổng lồ ở giữa phân cách tây cùng nam. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, một biển lửa tản ra, đem thân thể tu sĩ tây mặc kia đốt thành tro, sau đó hai mắt chợt lóe, ý cảnh giác càng nhiều, hóa thành cầu vòng hướng về phía trước gào thét mà đi thời gian chậm rãi trôi qua ở khu vực khác trong mê cung này không chỉ là tây mạc còn có tu sĩ nam vực bản thổ sau khi chạm mặt đối phương hoặc là tương trợ hoặc là ra tay một mảnh hỗn loạn mà ngoại giới giờ phút này lão tổ các tông cũng đều đã quay lại quang trụ của mình nhưng trên mặt khó tránh khỏi biểu tình lo âu bởi vì đã trôi qua một tháng nhưng lại không có một ai trở về hiện tượng này chưa bao giờ xuất hiện qua lúc trước phàm là người đụng chạm vào thi thể đều bị truyền tống đi nhưng nhiều nhất cũng chỉ là nửa tháng đã bị truyền tống đi ra trừ phi là toàn bộ tử vong. Và lại theo một màn xuất hiện một tháng trước, ở bốn phía thi thể kia rõ ràng xuất hiện một tầng quần sáng, quần sáng này ngăn cách tất cả người ngoài tiến đến, cho dù là lão tổ trảm linh, cũng đều là dừng bước trước quần sáng không thể tiến vào. Nhưng bọn họ có thể cảm nhận được, quần sáng này chính là lấy hơi thở nào đó của thi thể tiên nhân kia tản ra hình thành nên, khí tức này rất tốt. Đoán chừng, đó là sinh cơ. Cái gọi là tiên nhân này, y còn chưa chết, còn có một tia khẩu khí, Nam vực bị chấn động, tiến đến càng nhiều là lão tổ, vẫn như trước thúc thủ vô sách. Trừ phi là vận dụng trí bảo các tông, nếu không trong khoảng thời gian ngắn không thể đem quần sáng này đánh mở, nhưng, bọn họ cũng đều nhìn ra. Cho dù là không sử dụng trí bảo, qua một tháng nữa, tấm quần sáng này cũng sẽ tự động tản ra. Nhất là các tông đã phát hiện, phàm là đệ tử biến mất, mệnh giản của bọn hắn hầu hết đều vẫn còn. Số bị vỡ vụn không nhiều lắm, hiển nhiên tuyệt đại đa số còn không có nguy hiểm đến tánh mạng, vì thế liền trầm mặc ở bên ngoài đợi bởi vì bọn họ mặc dù cũng không nói đến, nhưng thân là lão tổ, lại há có thể nhìn không ra, quần sáng này tồn tại, so với nói là ngăn cách, không bằng nói là bảo vệ, lúc này đây mọi người biến mất, cùng với nói là nguy cơ, không bằng nói là một hồi tạo hóa. Đây là một lần truyền thừa. Trong mê cung, thiên kiêu đạo tử của các tông đang dùng đủ loại phương pháp đi tìm cửa ra của vùng đất này, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể làm được, nhưng mà Thật ra có không ít người ở chỗ này đã lấy được một ít tạo hóa tỷ như sở ngọc yên nàng giờ phút này hô hấp dồn dập sau khi đi tới cuối đường một cái ngã ba xuất hiện ở trước mặt nàng rõ ràng là một vách đá dựng đứng tại trên tuyệt bích kia có khắc lượng lớn đan phương từng cái đều làm cho nàng tâm thần chấn động lý thi kỳ đi lại trong từng tòa lầu các, kinh ngạc nhìn tất cả bốn phía ẩn ẩn có thể phát hiện vô số thân ảnh ở bên người nàng đi tới đi lui nhưng lại là hư ảo giống như nàng đi đến một thế giới lạ lẫm đã trở thành một người đứng xem vị tu sĩ thanh niên trong danh sách chuẩn của quý gia kia mang theo ngạo nghễ, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn về một mảnh chiến trường phía trước. Trung quanh Y vô số hài cốt, nhưng vẻ mặt Y lại bất động. Lưỡng thững đi đến, ở phía trước của hắn rõ ràng tồn tại rồi một cái quan tài. Còn có cái người nữ tử phương gia đến từ Đông thổ, giờ phút này vẻ mặt lạnh lùng, đi trong một khu tiên cảnh, trên trời tiên hạc bay múa, một mảnh mỹ hoán tuyệt luân. Lý đạo nhất vương hữu tài hàn sơn đạo trần phàm còn có hứa thanh hàn bối bọn họ cũng ở trong mê cung này đều thấy được những trường hợp bất đồng nếu như có thể đi ra ngoài mà kể lại người ngoài nhất định sẽ phát hiện từng màn mà bọn họ trải qua cùng với tràng diện mà những người từng trở về miêu tả lại giống nhau như đúc mạnh hạo cũng là sau khi đi về phía trước không biết bao nhiêu ngày đi tới một cái cuối đường thấy được thế giới tồn tại ở nơi đó chuẩn xác mà nói đó là một mảnh tinh không mênh mông vô số tinh thần phát ra tinh quang rực, bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng vang nào tồn tại, Mạnh Hạo đi ở trong tinh không, nhìn bốn phía, trong lúc mơ hồ, dựa vào lực lượng tuế nguyệt của hắn để cảm giác, hắn đã nhận ra nơi này tồn tại dấu vết tăng thương cổ lão. Cái loại tang thương này là sự hủ mục đã vượt qua 10 vạn năm, cái loại cổ lão này là một loại mỏi mệt đến cực hạn, như tìm không thấy ý nghĩa sống sót mà thở dài, mà tấm tinh không này, Mạnh Hạo cảm thấy rất là xa lạ cùng tinh không mà mỗi đêm hắn ngẩng đầu nhìn trời nhìn thấy khác nhau hoặc cũng có thể nói là hoàn toàn bất đồng không có một viên tinh thần nào là giống nhau tinh thần nơi này giống như tràn ngập tăng thương viễn cổ làm cho người ta sau khi nhìn thấy đều cảm giác không phải là bầu trời đêm ngẩng đầu là thấy ở nam vực tự thân liền có cảm giác nhỏ bé ở chỗ này dường như có một loại cảm giác chính mình muốn cùng tấm tinh không này tan ra cùng một chỗ thậm chí khi cỗ cảm giác này xuất hiện thì nội tâm sẽ hiện lên một cỗ tự tin cùng khát vọng mãnh liệt cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn cũng không rõ, tất cả những người được truyền tống trở về từ thi thể này, thứ mà mỗi người gặp được, nhìn thấy đều không giống nhau, những trạng diện khác nhau này đến nay tất cả mọi người đang ở trong mê cung này đều đã và đang gặp được một trong số đó, nhưng duy chỉ có tinh không mà Mạnh Hạo gặp được. Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Từ đầu tới cuối, bao gồm những người tử vong, bao gồm cả những người trở về, đều không có bất kỳ một người nào từng gặp qua cảnh như vậy mạnh hạo là duy nhất trong trầm mặc bỗng nhiên mạnh hạo mạnh mẽ cúi đầu hắn đã nhận ra ở phía dưới trên một viên tinh thần tràn ra từng trận lực lượng triệu hồi trong chớp mắt khi cảm nhận được lực triệu hồi này thân thể mạnh hạo nháy mắt như bị hút đi trong phút chốc liền bay thẳng đến tinh thần kia tốc độ cực nhanh khó có thể hình dung mạnh hạo nhìn thấy viên tinh thần này càng lúc càng lớn cho đến cuối cùng thay thế tất cả mọi thứ trong ánh mắt hắn thấy được tầng mây thấy được hải dương thấy được mặt đất mặt đất mở rộng lan tràn vô hạn cho đến khi mạnh hạo thấy được ngọn núi thấy được con sông tiếp theo trong nháy mắt hắn xuất hiện ở trên một đỉnh núi giờ phút này là đêm tối bầu trời hiển lộ tinh thần mạnh hạo theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại thì hắn có được sự so sánh trực tiếp nhất với nam vực tâm thần chấn động xác thực hiểu rõ là hoàn toàn bất đồng tấm tinh không này càng thêm sáng rõ như không có chút che đậy nào hiển lộ trong mắt tang thương cũng tốt cổ lão cũng thế chúng nó đều tồn tại ở trong tinh không không biết tồn tại bao nhiêu năm rồi mỗi một viên tinh thần đều là xa lạ cùng bầu trời đêm nam vực không có bất kỳ nửa điểm giống nhau đây là tinh không của viễn cổ trong trí nhớ của ta một thanh âm bình tĩnh từ phía sau mạnh hạo truyền tới mạnh hạo chậm rãi xoay người thấy được một trung niên nam tử không biết từ khi nào thì đã ngồi ở trên một sơn thạch phía sau hắn cách đó không xa nam tử này mặc một thân trường bào thanh lịch một đầu tóc đen tùy y tán ở sau người tướng mạo tuấn lãng trên mặt cũng có một cỗ cảm giác tà dị, cùng lão già mà Mạnh Hạo nhìn thấy ở trong thế giới Đường Lâu có chút khác nhau, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, bọn họ rõ ràng chính là một người. Ở trước mặt của y, rõ ràng có một đống lửa, hỏa diễm thiêu đốt đang quay một sinh vật, dường như là rắn. Ngồi xuống, trung niên nam tử thản nhiên mở miệng. Mạnh Hạo trầm mặc, đi tới phụ cận, sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía con rắn đang được quay trên đống lửa kia, nhưng càng xem, hắn càng thấy được có chút kỳ quái, con rắn này có vuốt mặc dù giờ phút này cũng đã khét rồi, nhưng con rắn này ấy thế mà lại còn chưa có chết, đang dãy ruộng. Càng làm cho Mạnh Hạo chấn động tâm thần, là con rắn này thế mà lại còn có sừng nữa, giống như sừng hươu vậy. Mạnh Hạo ngưng thần nhìn kỹ, sau khi từ trên thân thể nhìn có vẻ như đã cháy xem này cẩn thận tìm kiếm manh mối, hắn bỗng nhiên hít vào một hơi khẩu khí. Đây là một con bạch long mà thôi, có được tu vi vô hạn tiếp cận tầng thứ nhất của tiên cảnh, bị ta gặp được ở ngọn núi thứ 8, nó đói bụng rồi, muốn tới ăn ta, nhưng ta cũng đói bụng. Trung niên nam tử nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng, nhưng những lời y nói, Mạnh Hạo tuy nói là nghe không ra tiên cảnh tầng một là cường đại cỡ nào, cũng không biết núi thứ 8 là cái gì, nhưng ẩn ẩn có thể cảm nhận được, Bạch Long này nhất định là cường đại đến mức làm cho người ta rung động. Ngươi ăn hay không? Trung niên nam tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, tay phải nâng lên chém một nhát lên thân thể Bạch Long dài tầm một cánh tay kia, lập tức đem nó chém thành hai nửa. Ngươi thích ăn đầu hay là ăn cái đuôi? Trung niên nam tử hỏi. Ách, ăn đầu đi. Mạnh hạo trần chờ một chút, trung niên nam tử cười mắng một câu. Tiểu tử ngươi cũng biết ăn đấy. Nói xong, trung niên nam tử đem nửa người trên của bạch long kia, đưa cho mạnh hạo. Mạnh hạo sau khi nhận lấy, có chút kinh hãi đảm chiến, ngừng đầu nhìn đối phương một ngụm cắn lên đuôi bạch long, trực tiếp từng miếng từng miếng cắn ăn luôn, hắn hít sâu một cái, mắt nhìn nửa người trên của bạch long trong tay, tự nói với mình nơi này là cảnh tượng huyền ảo mà thôi, vì thế cho lên miệng chóp chép, ực, từng miếng từng miếng cắn, đầu rồng này rất là thanh thúy, hương vị đặc biệt ngon, mạnh hạo ăn một miếng, nhất thời trong miệng thơm nức, hai mắt sáng ngời, vội vàng bắt đầu miếng lớn mà ăn, không bao lâu sau đã đem nửa người trên của bạch long ăn vào trong bụng. Ăn ngon chứ? Ta trước kia hàng năm đều phải ăn một con. Trung niên nam tử nhìn mạnh hạo, cười mở miệng. Hương vị cũng không tệ lắm. Trên mặt mạnh hạo lộ ra vẻ ngại ngùng. Kỳ thật hương vị càng ngon hơn không phải là bạch long mà ứng long trong thân thể ngươi kìa bắt nó hầm thành canh hương vị càng ngon đáng tiếc ứng long hiếm thấy từng con sau khi đại thành đều là khó chơi đến cực điểm vận khí của ta xem như ngon lành rồi liều mạng bị đuổi giết ba vạn năm rốt cục cũng uống qua được một lần trung niên nam tử liếm liếm môi nhìn thoáng qua vị trí đan điền của mạnh hạo cái nhìn này làm cho mạnh hạo hít sâu một cái hắn lập tức phát hiện nội đan ứng long trong tòa đạo đài thứ nhất giờ phút này thế nhưng lại run rẩy lên giống như sợ hãi đến cực hạn tiền bối đem vãn bối triệu hoán đến đây, không phải chỉ vì cho vãn bối ăn một lần bạch long mà thôi chứ. Mạnh hạo nhanh chóng nói sang chuyện khác, mới vừa rồi bị trung niên nam tử này cứ như vậy đảo mắt qua, ánh mắt như đang nhìn đồ ăn làm cho da đầu mạnh hạo run lên. Trung niên nam tử lúc này mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, giống như hành động lần này. Phải dùng định lực rất lớn, ngẩng đầu lên, mắt nhìn tinh không. Tấm tinh không này là ký ức viễn cổ của ta. Đáng tiếc ta ngủ say lâu lắm lâu lắm rồi, vừa tỉnh lại liền đi tới nơi đây, không biết tinh không ngoại giới có còn như cũ hay không, hay là đã nhiều hơn hoặc ít đi một số tinh thần. Trung niên nam tử nhẹ giọng mở miệng, thanh âm có chút phiền muộn. nghe kỹ, tiểu tử kia, lão phu họ Sử môn, sinh ra ở hồ lao tinh bên ngoài núi thứ bảy, Sử môn đài chính là tục danh của lão phu. Ánh mắt trung niên nam tử từ trên trời sao thu hồi, nhìn về phía mạnh hạo, trên mặt lộ ra biểu tình nghiêm túc, vì chuyện cũ của một cố nhân ở núi thứ tám nên tham dự đạo chiến giữa núi thứ 8 và núi thứ 9, trọng thương trong trận đấu đó, vốn là phải vẫn lạc rồi, nhưng một hơi thở cuối cùng vẫn không tiêu tan, còn sót lại đến nay. Lão phu chết thì cũng được đi, nhưng truyền thừa thì không thể bị đứt đoạn ở đời ta được. Mà ngươi, năm đó có thể nhìn thấy được ta, cũng chính là đã cho ta một cái tinh tiêu, làm ta một hơi thức tỉnh, rơi xuống nơi đây. Huyết mạch của ngươi đặc thù, nếu cơ duyên xảo hợp, có thể đi ra khỏi nam thiên tinh nho nhỏ này, đi đến gia hương của lão phu, đem truyền thừa đưa trở về đây là việc lão phu hy vọng ngươi làm, mặc kệ ngươi có thể làm được hay không thể làm được, ta cũng không có tiếc nuối. Trung niên nam tử ngóng nhìn Mạnh Hạo, để báo đáp lại ta sẽ tặng ngươi mấy phần đại lễ. Phần đại lễ thứ nhất là một phần ấn ký mà lão phu sau khi thành tiên cảm ngộ, luyện hóa ngưng tụ ra được, ấn này tên là Tiên Nhân Chỉ Đường, chỉ có người tự thân thành tiên trong Cửu Sơn Hải, không tiếc tu vi ngã xuống, mới có thể luyện chế ra được, là bảo vật vì hậu bối tử tôn mà sáng tạo ra. Bảo vật này có thể giúp ngươi vấn đạo đại viên mãn, bước ra bước đầu tiên tiến về đỉnh phong. Khi đạp nhập thăng tiên có người chỉ đường, có thể giúp ngươi tăng thêm ba thành nắm chắc có thể thành tiên. Và lại một khi thành tiên, tiếp dẫn không còn là lực của viên tinh thần này nữa mà là trực tiếp tác động tinh không hàng lâm. Trung niên nam tử nói xong, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một phen đặt tại mi tâm, khi nhấc lên, trực tiếp từ mi tâm kéo ra một đoàn quang mang rực rỡ. Một cỗ khí tức không thuộc về thế giới này từ trong quần sáng này phát tán ra, khí tức này mạnh hạo chỉ mới cảm nhận một tia, tâm thần liền lập tức nổ vang, hắn có loại cảm giác mãnh liệt, trong hào quang này ẩn chứa lực lượng khủng bố, nếu là nổ tung, có thể đem chọn cái nam vực này trong nháy mắt hóa thành cho. Này! Mạnh hạo hô hấp dồn dập, kinh ngạc nhìn quang mang trong lòng bàn tay trung niên nam tử, cùng lúc đó mạnh hạo lại còn cảm nhận thấy được, sau khi lấy ra tia sáng này, khí tức của trung niên nam tử lập tức yếu đi một nửa, tinh không cùng mặt đất xung quanh có vẻ không ổn, xuất hiện dấu hiệu mơ hồ. Thành tiên khó. Có thể có tiên nhân chỉ đường này, khó khăn của ngươi sẽ giảm ít hơn nhiều, chỉ cần ngươi có thể trưởng thành đến một khắc thành tiên, ngươi liền có khả năng rất lớn bước ra được một bước kia. Vật ấy là phần đại lễ thứ nhất ta đưa cho ngươi." Trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng có chút tan rã, nhưng vẫn sang sảng cười, không chút ngập ngừng, đem tiên nhân chỉ đường hoàn toàn có đủ sức để dẫn đến vô số cường giả tranh đoạt này, trực tiếp đặt tại mi tâm mạnh hạo, quang mang kia nháy mắt dung nhập vào thân thể mạnh hạo. Mạnh hạo chấn động toàn thân, hai mắt nhắm nghiền hồi lâu mở ra thì hắn lập tức phát hiện chính mình dường như cùng lúc trước có khác biệt rất lớn nhưng lại phân không rõ rốt cuộc có cái gì bất đồng chẳng qua là cảm thấy dường như ý nghĩ rõ ràng hơn không ít phần đại lễ thứ hai ta đưa cho ngươi ta nghĩ ngươi ắt hẳn cũng đã nghe qua một trong tam đại kinh văn đạo thần kinh thái linh đạo thần trảm thiên ba bộ kinh văn không chỉ là chuyển lưu ở tinh thần mà ngươi đang sống trong cửu sơn hải cũng đều chuyển lưu tam đại kinh văn này đáng tiếc, thứ thế nhân vốn có, đều là tàn thiên, đến nay mà nói mới chỉ có hai người tập hợp được đầy đủ, đã lấy được xưng hô đạo cảnh, một trong số đó là đạo thần núi thứ nhất. Thứ hai chính là thái linh của núi thứ chín các ngươi. Chỉ có hai cường giả này, góp nhặt đầy đủ thái linh kinh cùng đạo thần kinh, những người khác có được, chỉ là tàn quyển mà thôi, về phần trảm thiên kinh thần bí nhất kia, đến nay đã qua vô số năm tháng, thủy chung không có ai thu thập đủ toàn bộ, cũng không tu luyện được đến cảnh giới đại viên mãn không giành được danh hiệu Trảm Thiên, mà đạo thần kinh này của lão phu chỉ có một quyển, nhưng một quyển này, trình độ chân quý vượt qua mấy cuốn khác nhiều lắm, cuốn này là cuốn thần thức. Lão phu sở dĩ đạo chiến mà không chết, có liên hệ rất lớn với việc tu hành cuốn này, bởi vì thần trí của ta cao gấp 3 lần so với tu sĩ cùng cảnh giới, đây chính là ưu thế khi tu hành cuốn đạo thần này, gấp 3 là cực hạn, nhưng nếu ngươi có thể lại đạt được các đạo thần tản cuốn khác, còn có thể để cao hơn. Thuật này, lão phu truyền cho ngươi trung niên nam tử lại nâng tay phải lên trong khoảnh khắc đặt tại trán mạnh hạo ở trong đầu mạnh hạo hiện lên một mảnh kinh văn từng cái kinh văn đều phát ra hắc quang đồng thời với việc in dấu ấn thật sâu trong đầu óc mạnh hạo thân thể hắn ầm ầm chấn động linh thức trong nháy mắt điên cuồng bạo tăng thời gian ngắn ngủn mấy cái hô hấp linh thức của hắn liền gia tăng gần như gấp đôi nếu lúc này tản ra ngoài đủ để tràn ngập bát phương linh thức càng mạnh thì đan khí sinh ra lại càng thêm nồng đậm lấy đan khí thi triển thuật pháp lại càng là kinh người, cực hạn khi thôi diễn chiêu thức thuật pháp, đồng dạng cũng vượt xa người khác. Mà giờ khắc này, chỉ là khắc ấn mà thôi, Mạnh Hạo liền đã lấy được linh thức gấp đôi, có thể tưởng tượng, nếu hắn tu hành lâu dài, nhất định có thể không ngừng gia tăng. Lúc này đây, đối với Mạnh Hạo mà nói, là một lần tạo hóa kinh người, gia thân của lần tạo hóa này, làm cho Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Thế nào, ngươi sở dĩ có thể trong một khắc liền gia tăng gấp đôi linh thức, là vì nửa con rồng kia, Bạch Long lực chủ về thần thức lấy tu vi của ngươi còn chưa đủ để hoàn toàn tiêu hóa cần chậm rãi dung hòa có thể làm cho thần trí của ngươi gia tăng ổn định trung niên nam tử cười nói bạch long đây không phải là hư ảo sao mạnh hạo cảm thụ được linh thức trong cơ thể gia tăng hắn giờ phút này nắm chắc đối với kết đan trong nháy mắt bọ tăng giờ phút này nghe lời trung niên nam tử nói mạnh hạo theo bản năng mở miệng tuy nói là hư ảo trung niên nam tử ánh mắt bỗng nhiên chừng lớn tay phải nâng lên vỗ lên đầu mạnh hạo một cái Tiểu tử tham ăn ngươi à, đó là con Bạch Long khô duy nhất còn lại của ta mấy năm nay rồi, tuy nói hiệu quả kém rất nhiều, nhưng vốn định là trước khi chết có thể ăn cho thỏa mãn một phen, đáng tiếc đáng tiếc, ngươi thế mà ăn mất một nửa. Thôi thôi, ta lúc trước còn chưa nói hết, phần lễ vật thứ nhất cùng thứ hai đã cho ngươi rồi, hiện tại cho ngươi một phần đại lễ cuối cùng. Tiểu tử kia, ngươi phải nhớ kỹ cho ta, nếu ngươi không thể mang theo truyền thừa của ta trở lại Hồ Lao Tinh, lão phu cho dù chết rồi, cũng đều đi theo nguyền rủa ngươi. Trung niên nam tử dường như có chút không cam lòng, giống như đối với tạo hóa nơi này của mạnh hạo, bộ dạng có chút ghen tị, thở dài, tay phải bỗng nhiên nâng lên, một phen xâm nhập bộ ngực mình, rồi mạnh mẽ kéo xuống, trực tiếp từ bên trong thân thể của mình túm ra một đoàn bạch sắc quang mang. Tia sáng này mang theo mùi thơm ngát nhàn nhạt, nhạt, khi tràn ra làm cho mạnh hạo sừng sốt, hắn có thể thấy rõ ràng, tại trong bạch sắc quang mang kia ẩn chứa một miếng lăng phiến màu trắng. Đây là, đây là do một ngụm tiên linh khí của lão phu biến thành trong đó ẩn chứa truyền thừa thuộc về lão phu có thể dẫn ngươi đến hồ lao tinh truyền thừa này chỉ có sau khi ngươi đem ngụm khí tức tiên linh này hòa tan được hết mới có thể nhìn đến đến lúc đó ngươi nếu muốn học cũng có thể học tóm lại đưa đến hồ lao tinh cho lão phu là có thể nhưng mà dựa theo tính toán của ta ngươi không có mấy trăm năm rất khó hấp thu hoàn toàn trung niên nam tử nói thầm một câu chịu đựng đau lòng đem lăng phiến màu trắng này trực tiếp đặt tại bụng mạnh hạo ủng hộ kênh qua linh com gạch treo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Mạnh Hạo toàn thân chấn động mạnh một cái, lăng phiến màu trắng này rõ ràng xuất hiện ở trên 10 tòa đạo đài trong cơ thể hắn, phát ra bạch sắc quang mang, nháy mắt liền cùng 10 tòa đạo đài liên hệ lại với nhau. Cùng lúc đó, một cỗ tu vi tràn đầy ầm ầm ở trong cơ thể Mạnh Hạo bộc phát ra, 10 tòa đạo đài chấn động, trực tiếp tràn ra lượng lớn mây tía, những mây tía này quấn quanh ở trên lăng phiến màu trắng. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, Hắn lập tức phát hiện một màn này, cùng hắn lúc trước khi muốn kết đan mà nuốt vào tam phàm đan có chút tương tự. Đây là muốn kết đan. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập. Ngươi cũng đến thời điểm kết đan rồi, ngụ khí tức tiên linh này, chỉ cần tràn ra một chút, liền giúp đỡ ngươi kết đan. Tự giải quyết cho tốt, tất cả hy vọng của lão phu đều đặt ở trên người ngươi. Cẩn thận Thanh La tông. Cẩn thận một cỗ lực lượng cổ xưa đến từ phương đông trên viên tinh thần này, nếu lão phu không có nhìn lầm, chủ nhân của cỗ lực lượng kia đã trở thành đỉnh của tinh cầu này ngươi huyết mạch đặc thù những suy đoán của ta về lai lịch của ngươi đều ở trong ngụm khí thức tiên linh kia nhiều năm sau chờ ngươi dung hợp toàn bộ xong ngươi liền sẽ thấy nhưng mà lão phu cũng không bảo đảm tất cả là thật trung niên nam tử cấp tốc mở miệng thân thể y chậm rãi mơ hồ thế giới bốn phía bắt đầu vỡ vụn ta cuối cùng muốn đánh cuộc một lần tiến vào trong vãng sinh động trên viên tinh thần này của các ngươi động này thần bí, dựa theo phân tích của ta, ứng cùng đạo hải dưới núi thứ 9 có chút liên hệ. Tự mình, bảo trọng, thế giới ý thức của ta rất nhanh sẽ hỏng mất, sau khi hỏng mất, tất cả những người bên trong đều sẽ bị truyền tống ra ngoài. Thanh âm đứt quãng, khoảnh khắc sau khi biến mất, bốn phía mạnh hạo lập tức nổ vang ngập trời, một cái chớp mắt, toàn bộ biến mất. Bốn phía như trước vẫn là tường thành, nhưng tường thành này đã xuất hiện khe nứt. Tiếng động ken két khuếch tán, Mạnh Hạo nhìn bốn phía, hắn hít sâu một cái, một màn lúc trước quá nhanh, làm cho hắn giờ phút này hồi tưởng lại, giống như nằm mơ vậy, nhưng đạo thần kinh trong đầu, miếng linh phiến do khí tức tiên linh tạo thành trong cơ thể kia, lại là tồn tại chân thật. Nhất là giờ phút này trong cơ thể hắn mười tòa đạo đài đang rất nhanh hòa tan, phóng xuất ra từ khí nồng đậm trước nay chưa từng có, quấn quanh bên ngoài lăng phiến, ẩn ẩn như muốn thành đan. Mạnh Hạo trong lòng biết, chính mình đã bắt đầu kết đan, một quá trình này nguyên bản cần thời gian rất dài. Nhưng dưới sự trợ giúp của tiên linh khí được thúc đẩy nhanh hơn vô hạn, nhưng lúc này lại là vào thời khắc mấu chốt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, nháy mắt từ trên vách tường chảy dài truyền ra, ngay sau đó, vách tường kia trực tiếp nổ bung hỏng mất, một cỗ hơi thở bá đạo, nháy mắt vọt tới. Rốt cuộc tìm được rồi, nơi này chính là chỗ mà lão tổ nói là chỗ tiên nhân kia ngủ say. Hả? Theo thanh âm mà đến, chính là thanh niên họ Quý một thân trường bào màu xanh, vẻ mặt ngạo nghễ hai mắt của gã chớp một cái liền rơi xuống trên người mạnh hạo trong mắt lộ ra u mang vẻ mặt hờ hững biến đổi lộ ra âm trầm bị ngươi đoạt rồi thanh niên họ quý vẻ mặt ngạo nghễ lời nói cao cao tại thượng giống như căn bản cũng không có đem mạnh hạo để vào mắt giống như đang chất vấn hạ nhân trong gia tộc vậy mạnh hạo nhíu mày nhưng nghĩ đến sự khủng bố của gia tộc đối phương nghĩ đến thái độ kiêng kỵ của an tại hải nghĩ đến từng màn hắn đã trải qua đối với truyền thuyết về chữ quý này mạnh hạo đè xuống nội tâm không vui và lại hắn giờ phút này không thích hợp ra tay, tu vi trong cơ thể đang đứng ở thời khắc mấu chốt, trọng yếu như thời kỳ lột xác, lúc này ra tay, mạnh hạo không biết có thể tạo thành ảnh hưởng đối với sự tăng lên của chính mình hay không. Mặt khác, thanh niên họ Quý trước mắt này tu vi đã là kết đan sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí so với tu sĩ mặt xanh mặc thổ lúc trước còn cao hơn mấy lần. Ý các hạ, phương mỗ không rõ, phương mỗ cũng là tới đây chưa lâu, không thu hoạch được gì, hay là nơi này còn có bảo vật gì? Mạnh Hạo kinh ngạc mở miệng, khi nói đến cuối cùng hai mắt lộ ra quang mang tham lam. Hai mắt thanh niên họ Quý chợt lóe, sau khi liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt chán ghét, lại nhìn chung quanh, đáy lòng nổi lên nghi hoặc. Người này tu vi chỉ là trúc cơ, không có khả năng mở ra tiên thức của tiên nhân kia, mặc dù là tiên nhân này đã suy yếu đến cực hạn và lại bị vây trong ngủ say, cho dù là ta, nếu không có vật lão tổ cho cũng không thể mở ra tiên thức. Như vậy, là người khác đã đến đây trước rồi trong đầu thanh niên họ quý chớp mắt hiện lên một bóng dáng chính là nữ tử họ phương kia trước khi ngươi đến có nhìn thấy có người nào khác từng ở chỗ này không thấy cái gì còn không mau kể ra nếu có một chữ giả dối ngươi cùng với tông môn gia tộc của ngươi toàn bộ đều sẽ bị hủy diệt thanh niên họ quý liếc mắt nhìn mạnh hạo một cái không che giấu vẻ chán ghét cao cao tại thượng giống như chất vấn những người khác thật là thấy được một vị mặc quần áo màu xanh nhưng ta không thấy rõ bộ dáng vị đạo hữu này nơi đây Mạnh Hạo trần chờ một chút, thấp giọng hỏi, nhưng không đợi hắn nói xong, nội tâm thanh niên họ Quý kia đã có xác định, tay phải vung lên, trên mặt lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Cút. Trong hai mắt Mạnh Hạo khoảnh khắc lướt qua một tia hàn mang không thể nhận ra, nhưng vẻ mặt cũng là lộ ra ý yếu đuối. Liên tục lui ra phía sau, xoay người muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, vách tường bên người Mạnh Hạo ầm ầm nổ bung hỏng mất, theo vách tường nổ bung, một bóng dáng màu xanh trong khoảnh khắc đi đến theo bóng dáng này tiến đến là một cỗ hơi thở cực kỳ bá đạo khí tức này mạnh mẽ khoách tán ra bốn phía trực tiếp liền bao phủ bát phương trong khí tức này chẳng những tồn tại sự bá đạo còn có một cỗ khí chất duy ngã độc tôn theo hơi thở tràn ra bóng dáng màu xanh từng bước một đi tới đây là một nữ tử chính là nữ tử họ phương đồng dạng đến từ đông thổ nàng mới vừa xuất hiện hai trong mắt liền chiếu thẳng lên người thanh niên họ quý về phần mạnh hạo ở một bên bị nàng trực tiếp xem nhẹ một cỗ cảm giác kiêu ngạo ở trên người cô gái này hiển lộ cực kỳ rõ ràng quý hồng đông đưa tiên tàng cho ta nữ tử thanh y họ phương tướng mạo xinh đẹp trong kiêu ngạo mang theo hàn băng thản nhiên mở miệng trong chớp mắt khi thấy cô gái này xuất hiện nội tâm mạnh hạo liền lộp bộp một tiếng lui ra phía sau vài bước nhưng không đợi hắn rời khỏi quá xa hai mắt thanh niên họ quý kia bỗng nhiên có rút lại phương du người đã đem tiên táng lấy đi còn quý hồng đông lời mới nói một nửa nội tâm bỗng nhiên vừa động mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo thì mắt phải liên tục nháy nháy 7 lần. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mắt phải của y vừa chớp động liền xuất hiện song đồng, như mang theo lực lượng nào đó thu lấy tâm thần, liếc mắt một cái nhìn về phía Mạnh Hạo thì lập tức liền thấy được bên trong đan điền Mạnh Hạo, một tấm lăng phiến màu trắng. Trừ bỏ lăng phiến thì là một mảnh mơ hồ, nhưng chỉ cần là lăng phiến này cũng đủ để làm cho sát cơ trong hai mắt Quý Hồng Đông nháy mắt lộ ra, nhưng lại lấy tốc độ cực nhanh biến mất. Toàn bộ biến hóa này cực nhanh, nếu không cẩn thận nhìn, căn bản là phát hiện không ra chút manh mối nào. Không nói đạo lý, Quý Hồng Đông cười lạnh một tiếng, không hề nhìn Mạnh Hạo, mà là thân mình nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía Phương Du, khi tới gần thì tay phải nâng lên vung về phía trước, lập tức một mảnh tinh không khoảnh khắc xuất hiện ở phía sau y. Phương Du hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, tay phải nâng lên, một quyền đánh vào hư không, lập tức đã hình thành tiếng nổ vang, khoét tán bát phương thân hình mạnh hạo trong chớp mắt này lập tức lui lại không chút do dự theo một phương hướng lao thẳng đi hắn sắc mặt âm trầm giờ phút này hắn đã nhận ra vị quý hồng đông kia đã nhìn ra manh mối sở dĩ không có vạch trần cùng đuổi theo hiển nhiên là bởi vì có nữ tử họ phương ở bên y không muốn nói ra mà là tính sau đó một mình tìm đến hắn lúc này vách tường bốn phía bắt đầu không ngừng vỡ vụn đổ xuống nhưng mạnh hạo không nắm chắc còn cần bao lâu nữa thì nơi này mới có thể hoàn toàn mở tung hắn vỗ túi chữ vật trực tiếp lấy ra như ý ấn, sờ một cái, sắc mặt nhất thời khó coi. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện, Như Ý ấn không thể truyền tống, không thể đem toàn bộ hy vọng đều đặt trên việc vùng đất này kịp thời vỡ tan. Mạnh Hạo trong lòng biết nếu trước khi nơi đây hỏng mất, hắn còn có biện pháp chạy trốn, nhưng nếu sau khi nơi đây hỏng mất, một khi bị Quý Hồng Đông đuổi theo, chính mình sẽ không ổn. Thân phận của đối phương đến từ Quý gia khủng bố dẫn đến việc người này một khi bị giết chẳng khác gì là đại họa sấm hạ ngập trời mạnh hạo không biết được lấy đạo ẩn của tử vận tông có thể chống cự hay không nhưng nghĩ đến song phương căn bản không phải cùng một cái cấp bậc mạnh hạo sắc mặt âm trầm đi về phía trước cũng chỉ là thời gian không đến nửa nén hương mà thôi hắn bỗng nhiên cắn răng một cái thân mình lập tức tạm dừng khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất không để ý tới vách tường bốn phía đang sụp đổ mà là ngồi xuống vận chuyển tu vi thôi động tăng tốc quá trình kết đan bất kể như thế nào, chỉ có kết đan rồi mới có thể chiếm cứ chủ động. Ánh mắt mạnh hạo lộ ra tinh mang, giờ phút này là thời điểm nguy cơ, không cho hắn thời gian nghĩ nhiều, hai mắt khép kín, hắn phun ra một ngụm sương mù, lập tức hóa thành lôi vụ bao phủ bốn phía, cùng lúc đó, một tầng quầng sáng huyết sắc tản ra ở dưới thân mạnh hạo, mấy huyết thân cũng theo đó mà xuất hiện, ẩn núp ở bốn phía, hộ pháp cho mạnh hạo. Mười tọa đạo đài trong cơ thể mạnh hạo giờ phút này truyền ra tiếng gầm rú chỉ có mình hắn có thể nghe thấy, theo lượng lớn tử khí tràn ra, 10 tòa đạo đài này bắt đầu hòa tan. Sau khi 10 tòa đạo đài hòa tan toàn bộ là thời điểm Mạnh Hạo kết đan, có một ngụm khí tức tiên linh kia tồn tại, quá trình này được giảm bớt đến cực hạn, khiến cho Mạnh Hạo đã trở thành người có tốc độ kết đan nhanh nhất từ xưa đến nay. Thời gian chậm rãi trôi qua, Mạnh Hạo không biết Quý Hồng Đông lúc nào sẽ đuổi theo, nhưng việc này tất nhiên là cực nhanh, Quý Hồng Đông đã nhìn ra manh mối của bản thân, chắc chắn sẽ mau chóng bỏ qua nữ tử họ Phương, đến truy đuổi chính mình. Tất cả phải nhanh mạnh hạo toàn lực vận chuyển tu vi trong cơ thể không bao lâu sau một tiếng nổ vang kinh thiên ở trong đầu óc mạnh hạo nháy mắt chuyển ra tòa đạo đài thứ 10 của hắn trong nháy mắt đó hòa tan cùng với sự hòa tan của tòa đạo đài thứ 10, lượng lớn tử khí lập tức tản ra nhất tề lao về phía đám xương màu tím bên ngoài ngụ khí tức tiên linh quấn quanh trên đó khiến cho đám xương màu tím này cấp tốc chuyển động ẩn ẩn tràn ra vô số sợi tơ màu tím lan tràn toàn thân mạnh hạo một cỗ khí tức cường hãn trực tiếp ở trên người mạnh hạo hiển lộ đi ra, nhục thân của hắn càng thêm cứng cáp dẻo dai, linh thức của hắn càng khoách tán hơn một chút, rõ ràng nhất là những huyết thân trong huyết sát dưới kia, một đám khí tức nhất thời cường đại thêm không ít. Bản tôn mạnh thì bọn họ cũng theo đó mà mạnh lên. Nhưng chỉ là như vậy, với mạnh hạo cũng chưa đủ, tốc độ vẫn còn quá chậm, trên mặt hắn gân xanh nổi lên, liều lĩnh vận chuyển tu vi, nổ vang, tòa đạo đài thứ 9 trực tiếp hòa tan, tử khí càng nhiều, đoàn tử vụ quay vòng nhanh hơn, ẩn ẩn như muốn ngưng tụ thành đan. Ngay sau đó, tòa đạo đài thứ 8, thứ 7 nhất tề hòa tan, tiếng nổ vang quanh quẩn, hai tòa đạo đài này hòa tan, phóng xuất ra linh khí vượt xa lúc trước, khiến cho tốc độ tử vụ nhanh hơn, không ngừng mà hấp thu những tử khí này, thân thể mạnh hạo cũng ở một khắc này, tràn ngập quang mang màu tím. Đoàn tử vụ tại đây cấp tốc xoay tròn, dấu hiệu trở thành tử đan càng thêm mãnh liệt, một màn này dù là mạnh hạo nuốt vào lượng lớn tam phàm đan cũng không thể đạt tới, Giờ phút này, hắn mãnh liệt cảm nhận được, chính mình đã tiếp cận. Khoảng cách kết đan vô cùng gần. Nhanh nữa một chút. Mạnh hạo nội tâm gầm nhẹ, nổ vang, tòa đạo đài thứ tư, thứ năm, thứ sáu của hắn trong khoảnh khắc nhất tề hòa tan. Cùng lúc với ba tòa đạo đài hòa tan, mạnh hạo lập tức nhận thấy được, xa xa có âm thanh thuật pháp va chạm truyền đến. Không phải quý hồng đông. Mạnh hạo mặc dù đang vận chuyển tu vi, nhưng linh thức đã sớm tản ra, liếc mắt liền thấy được một bóng người, đang rất nhanh gào thét lao về phía bản thân, mạnh hạo thầm than một tiếng mở mắt ra nhìn lý đạo nhất từ nơi không xa mang theo nghiền ngẫm tươi cười đi tới ta còn tưởng rằng là ai đáng giá để cho quý đạo hữu để ý như thế cố ý để cho ta đuổi theo giữ lại thì ra là phương mộc đại sư lý đạo nhất mỉm cười liếc mắt nhìn mạnh hạo một cái chậm rãi đi tới khí tức kết đan người thế nhưng lại lựa chọn ở chỗ này kết đan lý đạo nhất sau khi tới gần sửng sốt một chút theo sau cười ha hả trong tươi cười mang theo trò phúng không hổ là phương mộc đại sư, lại có quyết đoán như thế, nhưng mà ngươi không nên lấy thứ gì đó của quý đạo hữu, lại càng không nên đụng phải ta, ta chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, sẽ bất chi bất giác dâng lên sát ít. Ngươi ra tay với ta, là muốn khơi lên đại chiến giữa lý gia ngươi cùng tử vận tông ta. Mạnh hạo thản nhiên mở miệng, vẻ mặt bình tĩnh, vì chính mình tranh thủ thời gian, trong cơ thể hắn tu vi còn đang vận chuyển, tòa đạo đài thứ ba đã sắp hoàn toàn bị hòa tan lý mỗ tự nhiên sẽ không xuất thủ, chính là muốn quấy nhiễu một chút mà thôi sau đó đem ngươi lưu lại lấy mạng ngươi không phải ta mà là đạo hữu quý gia việc này nghĩ đến lão tổ gia tộc nhất định là rất vui vẻ nhìn thấy lý đạo nhất ngoài cười nhưng trong không cười vừa nói tay phải vừa nâng lên ấn thẳng đến mi tâm mạnh hạo mạnh hạo thầm than hắn biết mình không thể tiếp tục đột phá trong mắt sát cơ chợt lóe đang muốn ra tay thì bỗng nhiên vẻ mặt hắn khẽ động cùng lúc đó lý đạo nhất cũng là biến sắc mạnh mẽ nghịch chuyển thân mình rất nhanh tránh sang một bên ngay khi gã tránh ra, một tiếng hừ lạnh thanh thúy bỗng nhiên từ bốn phía truyền đến, cùng lúc đó, một luồng bạch mang khoảnh khắc xuyên thấu đến vị trí của Lý Đạo Nhất lúc nãy, đuổi theo Lý Đạo Nhất. Hứa Thanh một thân bạch y, dung nhan lạnh như băng, hóa thành cầu vồng cấp tốc mà đến, xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo, mắt lạnh nhìn về phía Lý Đạo Nhất sắc mặt khó coi. Người đột phá, ta đến đối phó gã." Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, lời nói mặc dù lạnh như băng, nhưng dừng ở đáy lòng Mạnh Hạo, cũng là hóa thành ý lo lắng. Hứa Thanh ánh mắt lý đạo nhất lộ ra tinh mang đối với hứa thanh này gã không xa lạ gì năm đó ở ngoài miệng giếng tây bộ nam vực gã cũng từng cùng chiến hứa thanh một trận trận chiến ấy gã đại bại tuy nói từ đó về sau gã ngược lại là có đột phá bước vào kết đan cảnh mà một bại ngày đó đối với gã mà nói là kích thích thật lớn giờ phút này lại nhìn thấy hứa thanh ánh mắt lý đạo nhất lộ ra hàn mang sát cơ chợt lóe khi tay phải nhấc lên thì tu vi kết đan lập tức tràn ra vẻ mặt hứa thanh vẫn thủy chung lạnh như băng, hai mắt chợt lóe, nhất thời có khí tức màu trắng từ trên người hứa thanh tản ra, hóa thành từng sợi tơ mảnh, lao thẳng về hướng lý đạo nhất. Tiếng nổ vang lập tức vang lên, mạnh hạo nhắm mắt, toàn tâm đắm chìm trong việc vận chuyển tu vi, tòa đạo đài thứ ba nháy mắt hòa tan, tử khí mênh mông tràn ngập trong cơ thể hắn, thẩm thấu đi ra, khiến cho thân thể mạnh hạo giờ phút này trở thành một mảnh tử quang. Đấu pháp giữa Hứa Thanh cùng Lý Đạo Nhất rõ ràng Hứa Thanh chiếm thượng phong, trên thực tế nếu bàn về tu vi chân chính, Hứa Thanh dung hợp Phượng Tổ tuyệt đối không phải là đối tượng mà hạng người như Lý Đạo Nhất có thể so sánh, đó là của cấp bậc lão tổ các tông. Chính là, ý thức của Hứa Thanh là ý thức chủ động, nàng còn không thể trong thời gian ngắn hoàn toàn dung hợp, phát huy toàn bộ, giờ phút này thực lực có thể phát huy ra, ngay cả một phần trăm trong đó cũng chưa tới, tuy nói như thế, nhưng vẫn là đứng trên Lý Đạo Nhất. Mặc cho Lý Đạo Nhất dương ra thủ đoạn gì, vẻ mặt hứa thanh đều vẫn như thường nếu không phải là nàng thủy chung không rời xa bên người mạnh hạo đuổi giết ra ngoài thì thuật pháp có thể triển khai càng nhiều và lại không có quá nhiều băn khoăn lý đạo nhất đã sớm không địch lại nhưng hứa thanh không muốn đánh cuộc nàng lo lắng mình mà đi ra ngoài đấu pháp thì lý đạo nhất sẽ có không ít thủ đoạn ảnh hưởng tới mạnh hạo tu hành khi hai người đang giao thủ thì tòa đạo đài thứ hai trong cơ thể mạnh hạo trực tiếp hòa tan cùng với sự hòa tan của tòa đạo đài thứ hai thì tòa đạo đài thứ nhất sau vài chục hơi thở cũng theo đó mà hòa tan khiến cho viên nội đan của ứng long đang hiển lộ trong đan hải của mạnh hạo mạnh mẽ xung động trực tiếp nhảy vào trong tử vụ yêu đan này đã nhỏ đi rất nhiều giờ phút này sau khi dung nhập vào trong tử vụ đoàn tử vụ này lập tức chuyển động với tốc độ nhanh hơn ẩn ẩn có thể thấy được trên đó bắt đầu xuất hiện ý ngưng kết cùng lúc đó ở cách cách nơi này một chỗ không phải rất xa quý hồng đông đang cực tốc bay đi từ từ nhắm hai mắt giống như men theo hơi thở nào đó lo thẳng đến phía trước sắc mặt của y có chút tái nhợt Hiển nhiên cùng nữ tử họ Phương chiến một trận, đối với y mà nói, cũng có thương tổn, nhưng cuối cùng vẫn là dứt ra được, giờ phút này trong đôi mắt đang nhắm lại của y quang mang cường liệt lấp lánh. Không biết tên tu sĩ thô tục kia làm thế nào nào mở ra tiên thức, lấy được tiên linh khí mà lão tổ nói, nhưng mà không sao, lấy tu vi của hắn, căn bản là không thể nhanh chóng hấp thu, chỉ cần đem hắn giết chết, liền có thể đem tiên linh khí này luyện hóa đi ra một khi ta lấy được tiên linh khí này, như vậy ta sẽ có nắm chắc rất lớn việc có thể thăng chức từ thứ tự chuẩn, bước vào trong thứ tự chính thức của gia tộc. Quý Hồng Đông nghĩ đến đây, mạnh mẽ mở mắt ra, lộ ra một chút chờ mong mãnh liệt. Tìm được rồi. Ý bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm một cái phương hướng, trong khoảnh khắc liền bay đi. Giờ phút này trong cơ thể Mạnh Hạo truyền ra từng trận tiếng động ken két, đoàn tử vụ trong đan hải của hắn đang không ngừng có rút lại, theo có rút lại đan càng thêm chân thật phát ra tử quang trói mắt đang đang dần dần xuất hiện một khi hoàn toàn ngưng kết trở thành tử đan tu vi mạnh hạo sẽ khoảnh khắc tăng lên từ trúc cơ bước vào kết đan bước vào hàng ngũ cường giả một thành hai thành ba thành đoàn sương mù màu tím trong cơ thể hắn tốc độ xoay tròn dần dần chậm lại đan hiện ra càng chân thật càng thu nhỏ lại hơn giờ phút này chỉ còn nhỏ lại cỡ nắm tay không bao lâu sau tử đan sẽ xuất hiện, giờ phút này, Mạnh Hạo đã cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại làm cho hắn chấn động, trong khi tử đan này ngưng tụ, cỗ lực lượng này vượt xa lực lượng của hắn lúc trước rất nhiều rất nhiều. Bởi vì đây không phải tử đan tầm thường, đây là đan do 10 tòa đạo đài hoàn mỹ trúc cơ sau khi hòa tan hình thành, chỉ riêng điều này đã khiến cho cái tử đan này của Mạnh Hạo một khi xuất hiện, sẽ trở thành tử đan mạnh nhất từ trước đến nay trong vài vạn năm nay của cả Tử Vận Tông. Trên cơ sở mạnh nhất này, còn có yêu đan của thượng cổ ứng long của mạnh hạo cùng dung hợp khiến cho sự cường hãn của tử đan này lại tăng lên, đạt đến một độ cao mới. Độ cao này, tử vận tông chưa từng có ai đụng chạm tới, kể cả vị tử đông chân nhân kia khi còn ở cảnh giới như mạnh hạo lúc này, thì cũng tuyệt đối không có kinh người như vậy. Lại càng không cần phải nói, tử đan mà mạnh hạo sắp kết thành này, còn có một ngụm khí tức tiên linh ở bên trong, cái này khiến cho viên đan này, chớ nói toàn bộ tử vận tông, cho dù là toàn bộ nam vực, toàn bộ tây mạc toàn bộ bắc mạc toàn bộ đông thổ sợ đều là trước đó chưa từng có bốn thành năm thành sáu thành mạnh hạo cảm giác được rõ ràng hơi thở của tử vụ trong cơ thể càng ngày càng cường đại lên nhịp tim đập của hắn gia tốc thân thể của hắn cứng cỏi hơn linh thức của hắn khuếch tán trên phạm vi lớn hắn có thể cảm nhận được chính mình thời thời khắc khắc đều đang trở nên mạnh mẽ đúng lúc này đột nhiên ở trong linh thức của mạnh hạo hắn liếc mắt liền thấy được thân ảnh quý hồng đông tốc độ của thân ảnh này cực nhanh trước một hơi còn ở phía xa, tiếp theo trong nháy mắt liền trực tiếp xuất hiện trong khu vực chỗ mạnh hạo. Theo sự xuất hiện của Quý Hồng Đông, một tiếng nổ vang nháy mắt truyền khắp bốn phía, Lý Đạo Nhất phun ra máu tươi, thân mình lảo đảo lui ra phía sau vài bước, đứng ở phía sau Quý Hồng Đông, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra sát cơ. Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hứa Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, biểu tình lạnh lùng, nhìn chằm chằm Quý Hồng Đông chậm rãi thu hồi tay phải. Lý Đạo Nhất, ngươi rất không tồi, việc này ta sẽ thông báo cho gia tộc, nói cho Lý gia ngươi biết, ngươi đã lập công." Quý Hồng Đông thản nhiên mở miệng. "Quý thiếu khách khí, có thể vì quý thiếu ra tay, là vinh hạnh của Lý mỗ, quý thiếu, nữ tử này lát nữa có thể để ta mang đi không? Nàng đối với ta ra tay hai lần, lần này, ta muốn khiến nàng ta sống không bằng chết." Ánh mắt Lý Đạo Nhất đảo qua Hứa Thanh, ở chỗ sâu trong mắt lộ ra một chút dâm tà, gã chính là thích nữ tử lạnh như băng như vậy. "Tùy ý ngươi." quý hồng đông thản nhiên mở miệng ánh mắt đảo qua hứa thanh liền rơi lên người mạnh hạo đang nhắm mắt đả tọa bên cạnh lấy tu vi của y đương nhiên nhìn ra mạnh hạo đang kết đan trong mắt lộ ra khinh miệt ý nếu không có phương du xuất hiện thật đúng là suýt chút nữa đã bị ngươi lừa gạt nếu tiên linh khí ở trên người ngươi vậy cũng chỉ có thể đem ngươi chém giết từ trên thi thể luyện lấy ra quý hồng đông dứt lời thân mình tiến về phía trước một bước trên thân thể của y cũng có một cỗ khí thế ầm ầm tản ra ẩn ẩn ở sau người huyễn hóa ra núi sông mặt đất, sau khi hiển lộ ra một màn kỳ dị này, dường như y đã trở thành quân vương, nơi y đạp đến đều là vương thổ. Khi y cất bước, tử vụ trong cơ thể Mạnh Hạo đã ngưng tụ được 8 phần, đang rất nhanh ngưng kết đến tầng thứ 9, hơi thở cường hãn kia ở trong cơ thể hắn, không hề tán ra ngoài, ẩn ẩn giống như hóa thành dòng khí, lưu chuyển toàn thân Mạnh Hạo. Hai mắt hứa thanh ngưng tụ, thân mình đi về phía trước bước ra từng bước, đứng phía trước Mạnh Hạo, ngăn cản Quý Hồng Đông. Không biết lượng sức, Quý Hồng Đông hử lạnh, cước bộ không có ngừng lại, khi hạ xuống thì núi sông mặt đất phía sau, nháy mắt khoách tán, ép thẳng về phía hứa thanh mà đến. Đây là đan khí huyễn hóa của Quý Hồng Đông ngưng tụ thành khung cảnh núi sông mặt đất, hoàn thành sẽ đạt được khí tức chủ quyền như quân vương, một cái chớp mắt liền áp chế. Sắc mặt hứa thanh khẽ biến, hai mắt lập tức xuất hiện hắc mang, sau khi tròng trắng hoàn toàn thay thế, con ngươi của nàng dường như phóng đại, chiếm cứ toàn bộ vị trí hai mắt, khiến người ta nhìn lại thì chỉ có màu đen. Cùng lúc đó, trên người hứa thanh tràn ra không còn là bạch khí, mà là hắc khí, từng luồng hắc khí này sau khi tràn ra lại hóa thành từng cái quỷ diện dữ tợn, mà những hắc khí quỷ diện này ở trên đỉnh đầu hứa thanh ngưng tụ lại với nhau, rõ ràng đã hình thành một phượng hoàng màu đen. Sông về phía núi sông mặt đất tràn ngập khí tức quân vương đang đến gần. Quý hồng đông hai mắt có rút lại, một màn biến hóa này cũng làm cho y lắp bắp kinh hãi. Ngay khi tiếng nổ vang kinh thiên động địa vang lên thì hứa thanh phun ra một ngụm tiên huyết, thân mình lảo đảo lui về phía sau, một phen kẹp lấy mạnh hạo, như năm đó ở trên đại thanh sơn nàng mang theo mạnh hạo, lao thẳng về phía xa xa. Sắc mặt nàng tái nhợt, khoái miệng còn tràn đầy máu tươi, mới vừa rồi nàng vận dụng lực lượng của phượng tổ. Lực lượng này còn chưa thuộc về nàng, một khi vận dụng, thương tổn đối với bản thân nàng cũng rất lớn. Và lại cho dù là liều mạng thương tổn, trên thực tế cũng không cách nào phát huy ra nhiều lắm, chỉ là một tia mà thôi. Cùng với lúc hứa thanh mang theo mạnh hạo bay đi. Quý Hồng Đông cũng là sắc mặt tái nhợt, cúi đầu vỗ ngực, lấy ra một miếng ngọc bội đã muốn tổn hại. Sắc mặt y cực khó coi, ánh mắt lộ ra sát cơ, đồng thời cũng có một chút quang mang kỳ dị. Trong một nháy mắt kia, có thể bộc phát ra tu vi ngang với Nguyên Anh, trực tiếp chấn nát ngọc bài hộ thân của ta. Nhưng mà khí tức trên thân nữ tử này, có ý tứ, chính là lực lượng tàn hồn, ta muốn xem thử, tất cả tàn hồn của nam thiên tinh này, kẻ nào dám biến hình trước mặt người quý gia ta kẻ nào lại dám ra tay với huyết mạch quý gia? Khóe miệng Quý Hồng Đông lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, thân mình nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía trước, đuổi theo. Lý Đạo Nhất đi theo ở phía sau, âm thầm kinh hãi, gã thế mới biết, mới vừa rồi Hứa Thanh căn bản cũng không có xuất toàn lực, nếu không thì bản thân gã hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà hiển nhiên nàng sở dĩ không có toàn lực ra tay, là vì thuật ấy phải trả giá quá lớn. Mạnh Hạo nhìn bằng mắt thường không thấy được một màn bên ngoài, nhưng linh thức của hắn lại rõ ràng cảm nhận được tất cả biến hóa của ngoại giới, so với mắt thường nhìn thấy còn muốn rõ ràng hơn, hắn thấy được máu tươi của Hứa Thanh, thấy được Hứa Thanh liều mạng. Mạnh Hạo trong lòng đau đớn, tinh thần của hắn nhấc lên lửa giận ngập trời, khi Hứa Thanh phun ra ngụm máu tươi thứ ba, tử vụ trong cơ thể Mạnh Hạo chớp mắt hoàn thành chín thành, hướng về tầng thứ 10, cấp tốc kéo lên. "Sư tỷ, thả ta xuống đi." Mạnh Hạo mở mắt ra. Hứa Thanh không nói gì, cũng không có nghe, mà là tốc độ nhanh hơn. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, ánh mắt lộ ra nhu hòa. Đúng lúc này, tiếng thét nháy mắt truyền đến, thân ảnh Quý Hồng Đông chớp mắt mà đến, giờ này khắc này, vách tường bốn phía đã muốn vỡ vụn hơn phân nửa, dường như không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hỏng mất. Gần như ngay khi Quý Hồng Đông xuất hiện, ánh mắt Hứa Thanh lộ ra một chút quyết đoán, tay trái vung về phía sau, thân thể nàng lập tức run run, lượng lớn hắc khí lại ngập trời dựng lên, đã hình thành phượng hoàng màu đen vô số tàn hồn vòng quanh, ở trong từng tiếng thê lương gào thét lao thẳng về hướng Quý Hồng Đông. Các ngươi mù rồi, huyết mạch quý gia mà các ngươi cũng dám mạo phạm. Quý Hồng Đông cười lạnh, cước bộ không hề dừng lại, chỉ là thản nhiên mở miệng. Ngay khi Quý Hồng Đông nói ra những lời này thì Phượng Hoàng do hắc khí tạo thành đang được vây quanh, bởi vô số tàn hồn kia đã tiến đến vị trí cách Quý Hồng Đông chừng bảy, tám trượng, mạnh mẽ run run. Bốn phía nhắc lên vô số tàn hồn, một đám vẻ mặt nguyên bản vốn dữ tợn, đột nhiên biến thành hoảng sợ cùng sợ hãi, giống như gặp phải nhân vật khiến chúng thấy khủng bố. Phát ra từng trận thét vang trói tai thê lương, phượng hoàng màu đen kia lại càng run run, giống như không dám tiến gần lại phía trước dù chỉ một chút, đầu hơi hơi cúi thấp, giống như đang hướng về quý hồng đông mà cúng bái. Một màn này xuất hiện, làm cho sắc mặt Hứa Thanh đại biến, thân mình nàng run run, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, nàng như thế nào cũng không cách nào dự liệu được, những tàn hồn như mặt trời ban trưa ở trong Thanh La tông này, thế nhưng lại ở trước mặt một tu sĩ kết đan mà cúng bái. Huyết mạch của y, hứa thanh nội tâm lột bộp một tiếng, nàng trong giây lát nghĩ tới lời nói của quý hồng đông lúc nãy. Đúng lúc này, quý hồng đông hừ lạnh, lại truyền ra. Tất cả tàn hồn trên thế gian ở trước mặt huyết mạch quý gia, ngay cả tư cách làm chó đất cũng đều không có. Chỉ là con kiến mà thôi, bởi vì bọn họ thời sinh tiền, chính là chết ở thiên hạ của quý gia ta. Quý hồng đông thản nhiên mở miệng, vẻ mặt ngạo nghễ, cước bộ của y từ đầu tới cuối đều không có dừng lại. Khi y bước về phía trước thì tàn hồn lập tức kêu thảm thiết, đều lui ra phía sau, một đám như đang cúng bái, trên mặt lộ ra biểu tình cầu xin. Phượng hoàng màu đen kia toàn thân run run mãnh liệt hơn, ở khoảnh khắc Quý Hồng Đông đi tới, bỗng nhiên, trên mặt Hắc Phượng đột nhiên lộ ra một gương mặt. Gương mặt này là một nữ tử, không thuộc về Hứa Thanh, mà là Phượng Tổ Chân chính bị áp chế phong ấn dung hợp kia. Bà ta từ từ nhắm hai mắt, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi cũng có cầu xin như muốn đi giải thích nhưng lại giống như mất đi năng lực mở miệng cùng mở mắt trong lúc mơ hồ ở trên khuôn mặt của bà ta có một đạo ấn ký màu đỏ như đang phong ấn bà ta ngay khi quý hồng đông nhìn thấy khuôn mặt này mắt phải bỗng nhiên chớp liên tục nháy mắt lộ ra quang mang kỳ dị sau khi liếc mắt nhìn kỹ một cái y lại lộ ra vẻ mặt cổ quái sau đó nở nụ cười có ý tứ chỉ nghe nói có tàn hồn đoạt thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói tàn hồn đảo ngược bị ký chủ chiếm đoạt nàng tên gọi là gì thuộc tông môn nào quý hồng đông khóe miệng lộ ra vẻ y vị thâm trường tươi cười hỏi lý đạo nhất ở bên người thanh la tông hứa thanh lý đạo nhất nhanh chóng mở miệng hứa thanh có ý tứ không biết ngươi là dùng biện pháp gì giấu giếm được thanh la tông lại giấu giếm được tàn hồn khác khiến người ta tưởng rằng ngươi chính là tàn hồn này ngươi nói nếu chuyện này truyền ra ngoài ngươi sẽ có cái kết cục gì đây chứ trên mặt quý hồng đông mang theo một cỗ tươi cười tà ác cất bước đi về phía trước, cười ha hả, tay phải tùy ý vung lên, lập tức tất cả tàn hồn toàn bộ đều rút lui, một đám run run, phượng hoàng màu đen do phượng tổ hóa thành kia, cũng đều cấp tốc lui về phía sau, giống như không dám tới gần dù chỉ một chút. Bọn họ không phải sợ hãi thanh niên này, mà là sợ hãi huyết mạch quý tộc trong cơ thể thanh niên này. Sắc mặt Hứa Thanh lại biến hóa, nháy mắt tái nhợt hơn, nàng hiểu được, một khi việc này bị truyền ra ngoài, mình coi như trốn ra khỏi nơi này, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ bởi vì thứ nàng phải đối mặt, trừ bỏ việc Thanh La Tông đuổi giết ra, còn có những tàn hồn khủng bố này cắn nuốt. Toàn bộ Thanh La Tông, vô luận là tu sĩ trên mặt đất hay linh hồn dưới lòng đất, sẽ không có một ai bỏ qua nàng, toàn bộ nam vực sẽ không còn chốn nào cho nàng dung thân, thậm chí tất cả căn cơ của nàng ở trong tông môn đều sẽ bị tẩy trừ. Nam vực, nàng không thể dung thân, và lại nàng căn bản là không thể chạy thoát được bao lâu, bởi vì dung hợp phượng tổ, nhất định phải ở trong thanh la tông tiến hành chỉ có ở nơi đó mới có thể duy trì được dung hợp cho đến khi hoàn toàn cắn nuốt xong, một khi rời đi, qua thời gian dài, chẳng những không thể dung hợp, tu vi của nàng còn có thể tụt xuống, việc này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tai họa ngập đầu. Còn có ấn ký này, Quý Hồng Đông nhìn đến sắc mặt biến hóa của Hứa Thanh, nở nụ cười, mang trên mặt vẻ trào phúng, y thích nhất là nhìn thấy bộ dáng như vậy của người khác, như thế sẽ khiến cho y có loại cảm giác trở thành chúa tể, nắm trong tay hết thảy ấn ký này càng có ý tứ rồi, cư nhiên có thể trợ giúp ngươi đi chiếm tàn hồn, thứ này lão tổ trong tộc, bọn họ nhất định sẽ cảm thấy rất có hứng thú. Quý Hồng Đông cười to, khi cất bước đi về hướng Hứa Thanh, trên mặt đã tràn ngập vẻ trào phúng, giống như tất cả đều do y nắm giữ trong tay. Hứa Thanh sắc mặt tái nhợt, giờ phút này nàng tạm thời mất đi khống chế đối với tàn hồn, không có lực lượng của Phượng Tổ, nàng chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi, ngay cả kết đan cũng khó mà phát huy và lại nàng căn bản là không thể lui về phía sau, bởi vì tại thời khắc này, nàng cảm nhận được bốn phía xung quanh đây tồn tại một cỗ trói buộc, đem toàn bộ thân thể nàng như phong ấn, chặt chẽ chấn định ngay tại chỗ. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Thanh âm của Quý Hồng Đông truyền đến, ngay khi tới gần, tay phải y nâng lên, y hướng về phía Mạnh Hạo chộp đến. Nhưng ngay trước khi tay phải y nâng lên một cái chớp mắt, Mạnh Hạo mở bừng hai mắt, một cỗ tu vi lực kinh khủng, âm âm cuồng bạo từ trên người hắn bộc phát ra. Sự bùng nổ tu vi này nháy mắt đã hình thành một cỗ gió xoáy, ầm ầm quét ngang bốn phương tám hướng, Quý Hồng Đông sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân mình không chút do dự đột nhiên lui về phía sau, sau khi liên tục thối lui ra khỏi hơn 10 trượng, sắc mặt của y nháy mắt âm trầm, hai mắt cũng có co rút lại. Lý Đạo Nhất ở một bên cũng là vẻ mặt hoảng sợ, mang theo biểu tình không thể tin nổi, giờ phút này lui ra phía sau, lộ ra ý cảnh giác, nhưng rất nhanh gã liền há to miệng, tất cả đều là mạnh mẽ chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh mạnh hạo trong gió lốc, hai mắt chớp một cái, lộ ra sự oán độc mãnh liệt cùng không thể tin. "Ngươi, ngươi, ngươi không phải Phương Mộc, ngươi là Mạnh Hạo." Thanh âm bén nhọn của Lý Đạo Nhất trong phút chốc truyền ra, gã hô hấp dồn dập, như thế nào gã cũng không nghĩ đến, Mạnh Hạo mà gã âm thầm tìm kiếm nhiều năm, cư nhiên xuất hiện ở trước mặt. Theo lời gã truyền ra, bốn phía Mạnh Hạo nổ vang quanh quẩn, gió lốc khoách tán bát phương, trong gió lốc, thân ảnh mạnh hạo như sừng sững ở giữa trời đất, đã trở thành trung tâm của gió lốc, mà gió lốc khủng bố, cũng chính là từ trên người hắn khoách trương tán đi ra. Gương mặt mạnh hạo dĩ nhiên thay đổi, không còn là bộ dạng phương mộc, mà là biến thành bộ dạng nguyên bản của hắn. Một cỗ hơi thở cường đại khủng bố ở trên người hắn vào giờ khắc này, kinh thiên quật khởi. Lý đạo nhất sắc mặt tái nhợt, gã giờ phút này đầu óc vẫn đang nổ vang như trước, mang theo không thể tin, mang theo vẻ khó tin, gã lúc này há còn có thể không rõ phương mộc chính là mạnh hạo mạnh hạo chính là phương mộc đệ tử truyền thừa của tử vận tông đan đỉnh đại sư phương mộc mạnh hạo thân mình lý đạo nhất lui ra phía sau y đột nhiên thấy tay phải của mình rất đau mặc dù cánh tay này đã sớm khôi phục như thường nhưng thù hận huyết tiên truyền thừa năm đó gã vẫn cảm thấy là sỉ nhục lớn nhất cuộc đời này mạnh hạo ngập trong tử quang hai mắt của hắn một mảnh thâm thúy ngoại trừ chính hắn những người khác đều đoán không được nguyên nhân hắn biến hóa ra bộ dáng nguyên bản. Trong mắt của hắn lộ ra hàn mang mãnh liệt, trong cơ thể hắn, một tử đan nhỏ cỡ nắm tay trẻ sơ sinh, rõ ràng thay thế vị trí đan hải, phiêu phù ở nơi đó, chậm rãi chuyển động, mỗi khi nó chuyển động một vòng, đều có lượng lớn tử khí tựa như tia chóc khoét tán, dung nhập mỗi một vị trí trong cơ thể mạnh hạo. Những tia màu tím này tồn tại như kinh mạch vậy, chợt lóe chợt lóe, phát ra tu vi tràn đầy vượt xa trúc cơ, đó là khí tức kết đan. Đó là tu vi kết đan, thậm chí loại khí tức kết đan này căn bản là không giống tu vi của người mới bước vài cảnh giới này mà là trực tiếp liền bộc phát ra lực lượng kết đan sơ kỳ đỉnh phong tử phong gào thét chuyển động bát phương mái tóc dài của mạnh hạo cũng đã trở thành màu tím không gió mà bay phiêu diêu thì ở bên cạnh hắn hứa thanh nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh dường như lại nhớ ra cái gì đó biến sắc vừa muốn mở miệng tất cả đã có ta mạnh hạo nhẹ nhàng nói khi xoay người thì trong đôi mắt màu tím liền hiện ra ảnh ngược của thân ảnh quý hồng đông phương mộc mạnh hạo xem ra thân phận của ngươi cũng không ít nhưng mà nhanh như vậy liền bước vào kết đan cảnh xem ra ngụ khí thức tiên linh này xác thực giá trị thật lớn ta liền càng cảm thấy hứng thú quý hồng đông khôi phục vẻ mặt bình thường lộ ra tươi cười nháy mắt khi nụ cười này hiện lên tay phải y bỗng nhiên nâng lên vung xuống nhất thời phía sau y xuất hiện một mảnh tinh không tinh không này cực kỳ to lớn một cái chớp mắt đã bao trùm bát phương trong giây lát thẳng hướng mạnh hạo mà ầm ầm ép đến Tinh không này chính là bầu trời đêm của vùng đất Nam Thiệm, bao hàm cả Tây Mạc, Bắc Mạc, bao hàm cả Đông Thổ, Nam vực, cực kỳ mênh mông cuồn cuộn. Khi phủ xuống, dường như đem tất cả nơi đây đều bao phủ ở bên trong, khiến người ta không còn chỗ nào để trốn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, vẻ mặt có chút mờ mịt, giống như đang trầm mặc, giống như không nhìn thấy tinh không đang buông xuống, mắt thấy tấm tinh không kia sẽ hạ xuống thì mờ mịt trên mặt Mạnh Hạo biến mất, thay vào đó, chỉ còn là kiên định cùng quyết đoán trong trầm mặc. Hắn đã hạ một cái quyết tâm tay phải nâng lên, nắm chặt, khi mạnh mẽ mở ra thì một mảnh quang mang màu đỏ nháy mắt ở trên người mạnh hạo tản ra, chính là huyết sắc giới, quang mang huyết sắc này chớp mắt liền cùng đụng chạm tinh không. Tiếng động nổ vang khoảnh khắc truyền ra, thân thể mạnh hạo giống như diều đứt dây, trong tiếng nổ vang bị cuốn sang một bên. Ngô Xuân, Quý Hồng Đông cười lạnh, vẻ mặt khinh miệt, nhưng lời còn chưa nói hết, ý bỗng nhiên biến sắc, đã thấy thân thể mạnh hạo đang bị cuốn ra thì bỗng nhiên thay đổi phương hướng lấy tốc độ khó có thể hình dung không đợi y kịp phản ứng đến cả lý đạo nhất thủy trung vẫn luôn cảnh giác nhưng vẫn là không kịp né tránh nữa mạnh hạo thế nhưng lại xuất hiện ở trước người lý đạo nhất từ đầu tới cuối mục tiêu đầu tiên của mạnh hạo đều là lý đạo nhất này bởi vì người này dễ dàng diệt sát nhất khó chính là khó ở sự cảnh giác của người này lý đạo nhất co rút hai mắt lại đang muốn lui ra phía sau thì tay phải mạnh hạo đã nâng lên một chỉ đặt trên mi tâm lý đạo nhất, oanh một tiếng, một cỗ lực lượng hủy diệt nháy mắt nhảy vào thân thể lý đạo nhất, trực tiếp chạy toàn thân gã, gã cư nhiên vỡ bung, huyết nhục mơ hồ, trực tiếp tử vong. Nhớ kỹ bộ dạng của người giết ngươi rồi chứ? Mạnh Hạo nhìn thi thể huyết nhục mơ hồ của lý đạo nhất, nhẹ giọng mở miệng, sau đó hắn xoay người, nhìn về phía Quý Hồng Đông. Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, tay phải nâng lên vỗ túi chữ vật, lấy ra lệnh bài tử lô của Đan Đông nhất mạch, cúi đầu nhìn thật sâu một cái, cái nhìn này mang theo phức tạp mang theo phiền muộn, cũng có một chút quyết đoán, sau đó, bóp chặt lấy. Ngay khi cái lệnh bài kia vỡ vụn, trường bào tử lô đan sư của Mạnh Hạo cũng theo đó nứt vỡ, một thân thanh sam bao phủ trên người. Từ giờ khắc này, hắn không còn là phương mộc đệ tử truyền thừa của đan đông nhất mạch tử vận tông nữa, hắn là Mạnh Hạo của Đại Thanh Sơn Triệu Quốc. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong nháy mắt lệnh bài tử lô bị mạnh hạo bóp nát, trường bào tử lô bị mở tung ra, Đông Lai Quốc, Tử Vận Tông, trên ngọn núi thấp mà đan quỷ ở tại Đan Đông nhất mạch. Trong một gian phòng, có treo ba hàng ngọc giản. Hàng thứ ba, có chín tấm ngọc giản, trên mỗi tấm đều có khắc tên, nhìn cẩn thận, chính là chín tử lô đan sư hiện tại của Tử Vận Tông như An Tại Hải, Diệp Phi Mục, bọn họ đều là đệ tử ký danh của đan quỷ. Hàng thứ hai, chỉ treo một tấm ngọc giản, trên đó có viết Sở Ngọc Yên, nàng là đệ tử thân truyền. Mà hàng thứ nhất, cũng treo một tấm ngọc giản, trên đó viết rõ ràng hai chữ, Phương Mộc, địa vị cao quý, đệ tử truyền thừa, đây đại biểu cho thân phận của Mạnh Hạo và tầm quan trọng của hắn đối với đan đông nhất mạch của Tử Vận Tông. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ngọc giản của Phương Mộc rung động mạnh, tiếng răng rắc truyền ra, lại trực tiếp nứt vỡ, trong chớp mắt đã phát nổ, tan thành tro bụi. Trong chớp mắt khi ngọc giả tan vỡ, trên ngọn núi, Đan Quỷ ngồi trên đỉnh núi, nhìn về phương xa, mặc một bộ đồ trắng toát, đột nhiên run lên, lặng lẽ quay đầu, nhìn về phía gian phòng để ngọc giản lão nhìn rất lâu, khuôn mặt vốn đầy dấu vết của năm tháng, lúc này lại như già thêm mấy phần, lại thêm vài nếp nhăn. Cũng đồng thời, ở trung tâm Nam Vực, trong khu vực Lý Gia Cư Trú, một nơi giống như tiên cảnh, đột nhiên, có một tiếng gầm kinh thiên động địa, cùng với tiếng gầm đó, một bóng người xuất hiện với cơn giận ngập trời. Bóng người này vừa lao ra, sau lưng y cũng bay ra bảy tám bóng dáng khác, trong đó một người cầm trong tay một tấm ngọc giản tan vỡ. Ngọc giản này còn phát ra ánh sáng dịu dịu, trong ánh sáng xuất hiện một khuôn mặt, khuôn mặt này chính là mạnh hạo trước khi lý đạo nhất chết hình ảnh còn lưu trong võng mạc của gã chính là khuôn mặt của mạnh hạo đạo nhất lão giả ngẩng đầu lên trời gào lên vẻ mặt vô cùng thê lương một đạo tử trong gia tộc bị giết chuyện này năm đó ở vương gia chỉ là đồn thổi đã làm chấn động nam vực mà hiện giờ chuyện xảy ra ở lý gia hiển nhiên không phải giả tạo mà là đạo tử thực sự tử vong giết người lý gia ta cho dù người này là ai cho dù hắn là tu sĩ tông môn nào đều phải chết lúc tiếng gào thét điên cuồng truyền ra, bảy tám bóng người trong nháy mắt nhảy lên, lao thẳng về phía xa. Sau lưng bọn họ, còn có càng nhiều tu sĩ lý gia, cũng bay theo cùng, một đoàn mấy chục người, hóa thành cầu vồng, như muốn xé rách bầu trời, vội vã chạy về phía vãng sinh động. Cũng đúng vào thời khắc này, vương gia nam vực, trong một mảnh sơn mạch liên tiếp, năm đó vị tổ thứ 10 của vương gia ở trong động dung nham, nắp cỗ quan tài, đột nhiên vỡ vụn, lão tổ thứ 10 của vương gia, chậm rãi đứng dậy từ trong quan tài, đi vào trong dung nham, theo bước chân lão bước đi, dung nham lập tức nguội lạnh, từng đợt ánh sáng và bóng tối luân phiên thay đổi. Lão tổ trong truyền thuyết của vương gia ta từng nói, chúng sinh có nhân, vì vậy có quả, có sinh, cho nên có tử. Vậy hôm nay ta giúp ngươi một phen, coi như kết nhân, ngày sau ta nuốt ngươi, coi như là ngươi trả lại quả. Hôm nay ngươi không chết, thì đại biểu cho tương lai, ngươi sẽ thành toàn cho ta. Lão tổ thứ mười vương gia khan khàn cười, toàn thân lập tức phát tán ánh đỏ, bao bọc toàn thân, lâu lắm không ra ngoài rồi lão thì thào lẩm bẩm trong nháy mắt biến mất bên ngoài vãng sinh động trong thế giới ý thức của thi thể tiên nhân trong mê cung bên cạnh thi thể lý đạo nhất mạnh hạo đứng đó hít sâu trong khoảnh khắc lộ ra diện mạo mạnh hạo đã nghĩ rất nhiều lý đạo nhất nhất định phải chết gã nghe được lời nói của quý hồng đông đã định rằng gã nhất định phải chết chỉ có người chết mới có thể đảm bảo bí mật đây là bí mật của hứa thanh cũng là bí mật của mạnh hạo một khi bị truyền ra hứa thanh sẽ phải đối mặt với nguy cơ sống chết khó có thể hình dung cơ bản là phải chết không thể nghi ngờ cho nên lý đạo nhất tất phải chết nhưng chết trong tay mạnh hạo hay chết trong tay phương mộc lại hoàn toàn khác nhau mạnh hạo không phải là thiếu niên ngây ngô vừa bước vào tu chân giới nữa hắn ở tử vận tông bao nhiêu năm sớm đã cực kỳ hiểu chuyện tu hành há có thể không biết bất cứ đệ tử một tông môn nào một khi bị giết trong khoảnh khắc tông môn đó sẽ biết ngay lập tức Thậm chí còn một số thủ đoạn có thể biết được diện mạo và khí tức của kẻ giết người, thậm chí xác định vị trí của người đó cũng là chuyện đơn giản. Có lẽ miếng mỡ đông có thể lừa gạt lý ra, nhưng quý gia, mạnh hạo không nắm chắc cũng không thể đánh cuộc. Việc này, mạnh hạo rõ ràng, cho nên, hắn không thể dùng thân phận phương mộc để giết người. Cho dù là, thân phận này, mạnh hạo đã lựa chọn bỏ đi. Quý Hồng Đông trước mắt, người có tên trong danh sách chuẩn của đệ nhất gia tộc vùng đất Nam Thiệm một khi chết đi mạnh hạo có thể tưởng tượng được thái độ của quý gia bất cứ một gia tộc mạnh mẽ nào đều sẽ cực kỳ nghiêm túc xử lý việc người trong tộc bị giết đây là thủ đoạn tất yếu để duy trì uy nghiêm của gia tộc và uy hiếp bên ngoài giết quý hồng đông bằng với giết hoàng tử của một đế quốc cho dù hoàng tử của đế quốc đó rất nhiều nhưng chuyện này nhất định sẽ dẫn đến tai họa ngập trời và phiền toái vô tận lý ra tử vận tông có lẽ có thể đối kháng nhưng quý gia này qua lời nói của an tại hải qua lý giải của bản thân mạnh hạo hắn sớm đã hiểu tử vận tông ở nam vực là đại tông nhưng so với quý gia lại chỉ như phù du nếu đệ tử tử vận tông giết người của gia tộc họ quý vậy chết nhất định không phải mình kẻ giết người mà rất có thể sẽ là cả tông môn đều bị hủy diệt trong khoảnh khắc mạnh hạo bóp nát lệnh bài tử lô hắn nghĩ tới sư tôn nghĩ tới những tử lô đan sư kia nghĩ đến non xanh nước biếc của đan đông nhất mạch nghĩ đến từng cảnh ngộ trong những năm này nhưng Quý Hồng Đông tất phải chết. Nếu người này không chết, nguy cơ của Hứa Thanh sẽ luôn thường trực. Hơn nữa, một khi sự tồn tại của Phong Yêu Sư bị Quý Gia biết được, Mạnh Hạo rõ ràng cảm thấy bị nguy cơ mạnh mẽ đe dọa. Cho nên, Quý Hồng Đông nhất định phải chết, chỉ có y chết, Hứa Thanh mới an toàn, có thể như thường ngày, ở lại Thanh La Tông. Cho đến khi hoàn toàn dung hợp phượng tổ, sẽ không ai nghi ngờ nàng chút nào. Cho nên mạnh hạo bóp nát lệnh bài tử lô, cũng đại biểu cho tất cả những gì hắn làm, đã rũ bỏ quan hệ với tử vận tông không còn chút liên can nào, vì hắn vốn là mạnh hạo, Phương Mộc chỉ là tên giả mà thôi. Chuyện này một ngày cha ra, tử vận tông cũng có thể trả lời được rồi. Quan trọng nhất là, bóp vỡ lệnh bài, hoặc là đại biểu cho phản bội tông môn, cũng có thể là đại biểu cho Phương Mộc đã chết. Phiền toái duy nhất chính là từ đây về sau, mạnh hạo sẽ sống trong cảnh bị quý gia truy sát, trời đất rộng lớn, nhưng hắn lại không thể ở lại Nam Vực, hắn nhất định phải rời đi, hoàn toàn biến mất khỏi Nam Vực. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Mà trước khi biến mất, hắn phải làm một loạt chuẩn bị tốt, một loạt chuyện điên cuồng giáng xuống. Những điều này, trước đó Quý Hồng Đông nhìn ra thân phận của Hứa Thanh, sau khi nhìn ra đáp án, Mạnh Hạo cho dù tu vi có đột phá, nhưng hắn đã nghe được tất cả, trong lúc hỗn loạn, hắn đã có quyết định. Sư tôn, đệ tử bất hiếu, coi như Phương Mộc đã chết. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Vận Tông, hai mắt lóe lên, lúc quay đầu nhìn về Quý Hồng Đông, trong mắt lần đầu tiên lộ ra sát cơ mãnh liệt. Tất cả suy nghĩ trước đó, nói ra thì dài, trên thực tế chỉ là một ý niệm lóe lên trong đầu Mạnh Hạo, liền hóa thành sát khí nồng đậm đến cực điểm trong mắt hắn. Loại sát cơ này khiến Quý Hồng Đông run rẩy, y lần đầu tiên nhìn thấy sát cơ như vậy trong mắt người ngoài, trước đây cho dù y đi tới nơi nào, cho dù là đối với ai, đối phương cho dù có ra tay, nhưng cũng chưa từng có sát cơ như vậy. Vì y họ Quý, vì trong cơ thể y có chảy huyết mạch của quý gia trên nam thiên tinh này, trên vùng đất nam thiện này, không có mấy người dám chọc vào quý gia. Muốn giết ta? Ngươi dám sao? Trong mắt quý hồng đông lóe lên hàn quang, tay phải đột nhiên giơ lên bắt quyết, chỉ về phía trước, lập tức đan khí trên đầu y đột nhiên khuếch tán, một lần nữa hóa thành tinh không, trong tinh không lần này, đầy những ngôi sao, rõ ràng còn mênh mông hơn lúc trước, sau khi xuất hiện, bao trùm phía trên, tràn khắp đại địa, giáng thẳng xuống chỗ mạnh hạo đồng thời trong tinh không do đan khí biến đổi thành này còn có vô số ngôi sao lấp lánh như bị kéo xuống hóa thành tinh quang xuyên thẳng về phía mạnh hạo sát cơ trong mắt mạnh hạo vẫn như cũ trong nháy mắt tinh quang và cả mảnh tinh không ráng xuống tay phải giơ lên ấn mạnh xuống mặt đất một ấn này năm ngón tay hắn tóe máu mặt đất đột nhiên chấn động mặt đất quanh chân mạnh hạo đột nhiên xuất hiện một huyết thủ ấn to lớn thủ ấn này không ngừng mở rộng tự hình thành huyết sát giới trong huyết sát giới này huyết thân của mạnh hạo lần lượt xuất hiện hướng về bốn phía trực tiếp đối kháng với tinh quang bắn tới tinh không giáng xuống huyết thủ ấn này bay lên giống như bàn tay người khổng lồ quật khởi từ mặt đất đánh lên tinh không tiếng ầm ầm truyền ra bốn phía thân thể mạnh hạo run mạnh khóe miệng trào máu tươi tinh không bên ngoài tan vỡ tinh quang hoàn toàn biến mất nhưng huyết sát giới của mạnh hạo cũng vào giờ khắc này hoàn toàn tan biến Mạnh Hạo lúc này còn chưa tu ra đan khí, nhưng cho dù như vậy, đối mặt với tu sĩ thanh diện mặc thổ năm đó tu ra đan khí còn mạnh hơn cả Quý Hồng Đông trước mắt, hắn vẫn không bỏ chạy, mà thế lực vẫn ngang nhau. Quý Hồng Đông biến sắc, khóe miệng tràn máu tươi, thân thể lui lại mấy bước, trên mặt lộ ra lệ khí, tay phải vung lên. "Trừ bà điên yêu nghiệt bạo lực đáng chết của phương gia kia, ngươi là người đầu tiên dám làm ta bị thương, ngươi đáng chết. Tù Thiên chi lao, hóa thân chi ngục." Trong lời nói, tay phải Quý Hồng Đông bắt quyết chỉ về phía trên mạnh hạo, lập tức một luồng lam quang bay ra, nháy mắt đã bao phủ bầu trời, trực tiếp trở thành lam sắc, trong đó có mây trắng, có trời xanh, lại hóa thành một mảnh trời. Quỷ dị là, mảnh trời này, chỉ bao phủ mạnh hạo, mà những nơi khác, lại hoàn toàn bình thường. Đông linh vang lên, cửu trùng diệt, dùng thiên ý diệt thân, dùng thương khung chi mục phạt thần, dùng huyết mạch quý gia ta, dáng xuống người này thiên kiếp trách phạt. Đôi mắt quý hồng đông lộ ra tơ máu, tay phải bắt quyết liên tục chỉ tới, lập tức bầu trời xanh trên đầu mạnh hạo trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn lại có tiếng sấm đi đùng truyền tới còn có tia chớp kinh người chạy qua chạy lại muốn giết ta ngươi cũng xứng tay trái quý hồng đông vỗ túi chữ vật trong tay y lập tức xuất hiện một cái chuông màu bạc tay vung lên tiếng chuông tức thời chuyển đi bốn phía dùng huyết mạch quý tộc dùng đông linh làm dẫn khiến tên mạnh hạo này thẩm phán thiên y bất dung chết cho ta vẻ mặt quý hồng đông biến dạng gào lên lời quý hồng đông vừa thốt ra bầu trời trên đầu mạnh hạo lập tức sấm chớp đùng đùng một tia chớp to như cánh tay đánh thẳng xuống dưới tốc độ cực nhanh bắn về phía mạnh hạo tử đan trong cơ thể mạnh hạo nhanh chóng vận chuyển bắn ra lực lượng tu vi dồi dào khoách tán ra toàn thân mạnh hạo tay phải mạnh hạo giơ lên giữa không trung rất nhiều mây tía đột nhiên xuất hiện hình thành một vòng phòng ngự hình cung trong tiếng nổ tia chớp giáng xuống vòng phòng ngự lập tức vỡ tan nhưng tiếp đó là vòng thứ hai thứ ba thứ tư nhiều không đếm xuể, ùn ùn xuất hiện, đối kháng với tia chớp, cho đến khi tia chớp chỉ còn bằng ngón tay, Mạnh Hạo há mồm phun ra một hơi, lôi vụ lập tức xuất hiện, trực tiếp cắn nuốt tia chớp kia vào bên trong. Nên kết thúc rồi. Quý Hồng Đông cười lạnh, chiếc chuông trong tay lại rung lên, tiếng chuông vừa truyền ra, trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, mây đen lập tức cuồn cuộn, có ba tia chớp giao nhau, như sắp đánh xuống. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra một tia tinh mang, hắn đã đoán được chiến lực chân chính của bản thân vào lúc này cho dù không có đan khí, cũng đủ để đấu với kết đan sơ kỳ đỉnh phong có đan khí một trận. Chỉ là không thể chiến thắng, chỉ có thể hai bên ngang nhau, suy xét đến huyết mạch cường đại của Quý Hồng Đông, nếu đổi lại là kết đan đỉnh phong khác, Mạnh Hạo cảm thấy bản thân hẳn là chiếm được thượng phong. Hiện giờ, nếu gặp lại tu sĩ thanh diện của Mặc Thổ lúc trước, Mạnh Hạo thắng lợi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu ta tu ra đan khí, hoặc là hoàn mỹ kim đan, vậy diệt sát kết đan sơ kỳ dễ như trở bàn tay trong lòng mạnh hạo hiểu ra quả thực là nên kết thúc rồi mạnh hạo bình tĩnh mở miệng nhìn chăm chăm quý hồng đông tay phải vỗ lên túi chữ vật mặt nạ huyết sắc lập tức xuất hiện trong tay hắn mặt nạ huyết tiên truyền thừa tiêu chuẩn thấp nhất để đeo là tu vi kết đan khi ba tia chớp ngưng tụ trên đỉnh đầu mạnh hạo trong nháy mắt giáng xuống mạnh hạo đã đeo chiếc mặt nạ này lên mặt trong nháy mắt khi khuôn mặt tiếp xúc với mặt nạ toàn thân mạnh hạo chấn động mãnh liệt một cơn đau khó có thể hình dung ở trên mặt Giống như mặt nạ này dính vào da mặt vậy, đồng thời, thế giới trước mắt Mạnh Hạo cũng trực tiếp hóa thành màu đỏ. Lệ khí nháy mắt tràn đầy ý thức mạnh hạo, nhanh chóng thay thế lý trí của hắn, phát tán sát khí ngập trời, giống như nhập ma vậy. Giết, giết, giết. Trong đầu Mạnh Hạo, chỉ có một chữ này không ngừng vang vọng. Tiếng nói đến từ vô số người, có nam có nữ, có già có trẻ, thậm chí còn cả dã thú thực vật, giống như tất cả chúng sinh đều đang gào thét bên tai hắn, cùng gào lên một chữ này thế giới trước mắt hắn càng thêm đỏ hồng, cũng trong nháy mắt này đã hoàn toàn trở thành một màu đỏ. Trong thế giới màu đỏ này, tu vi của hắn đột nhiên bạo phát, cho dù vẫn là kết đan sơ kỳ, nhưng vào giờ khắc này lại hình thành một cỗ đan khí màu đỏ. Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đan khí này cực kỳ nồng đậm, trong nháy mắt đã tràn ngập đỉnh đầu Mạnh Hạo, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy rõ, đan khí này không thuộc về Mạnh Hạo, mà đến từ mặt nạ của huyết tiên truyền thừa. Mạnh Hạo lúc này, đeo mặt nạ, nhìn có vẻ cực kỳ quỷ dị, lại có một cảm giác lành lạnh yêu dị, Quý Hồng Đông nhìn vào, không thấy mặt mũi, chỉ để lại vị trí hai mắt, lúc này vị trí đó lại là hai con mắt đỏ ngầu của Mạnh Hạo. Màu đỏ trong đôi mắt đó, giống y hệt màu đan khí trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Bộ trường bào màu xanh, giờ phút này đã bị nhuộm đỏ, tung bay phất phới trên người, giống như huyết ma. Đây là pháp bảo gì? Quý Hồng Đông biến sắc, một cảm giác nguy cơ rất mạnh, sau khi Mạnh Hạo đeo mặt nạ lên, liền xuất hiện trong lòng Quý Hồng Đông. Loại cảm giác này y không trải nghiệm nhiều, lúc này toàn thân chấn động, chiếc chuông trong tay lập tức rung lên, tức thời ba tia chớp trên đầu Mạnh Hạo lập tức giáng thẳng xuống. Mạnh Hạo cười, mặt nạ che đi nụ cười của hắn, nhưng tiếng cười khàn khàn của hắn lại truyền ra ngoài. Tay phải hắn đột nhiên đưa lên, đấm thẳng về phía ba tia chớp đang tới, đồng thời, đan khí màu đỏ trên đầu Mạnh Hạo dường như sôi trào đột nhiên hóa thành một nắm đấm màu máu to lớn theo nắm đấm của mạnh hạo bay về phía ba tia chớp kia tiếng sấm nổ vang kinh thiên động địa ba tia chớp lập tức tan vỡ ngay cả bầu trời kia vào thời khắc này cũng bị chấn động quý hồng đông hoàn toàn tái mặt trong mắt y xuất hiện rất nhiều tơ máu chiếc chuông trong tay chợt lay động bản thân lại phun ra rất nhiều máu tươi vẻ mặt dữ tợn gào lên thê lương thiên y dáng thẩm phán kiếp tiếng nói của y vừa truyền ra, bầu trời trên đầu Mạnh Hạo lập tức mây mù chồng chất, trong một mảnh đen nhánh, có chín tia chớp trong nháy mắt biến hóa, dường như ngưng tụ thiên ý, mạnh mẽ giáng xuống. Khí tức hủy diệt thế gian vạn vật khuếch tán ra, khiến cho Hứa Thanh ở phía xa cũng tái mặt. Nhưng vào lúc này, Mạnh Hạo mở miệng, vẫn giọng nói khàn khàn đó, lúc truyền ra, lại mang theo ý vị kỳ lạ. Vô diện. Mạnh Hạo chỉ nói hai chữ, thần thông của huyết tiên truyền thừa, một lời vô diện nối liền phong hỏa, mây tàn mưa máu biển ngập trời sai khiến quỷ thần cầm lấy ma tháp dùng huyết mạch chúng linh luyện ra cửu sát trong đó bao hàm chín loại huyết tiên thần thông chỉ có đeo mặt nạ vào mới có thể thi triển được lúc này trong tay mạnh hạo thuật pháp kinh thiên của thái ách tộc năm đó sau mấy vạn năm biến mất một lần nữa xuất hiện gần như đúng lúc mạnh hạo mở miệng một lượng lớn đan khí trên đỉnh đầu hắn trong nháy mắt khuếch tán đột nhiên hóa thành một khuôn mặt khổng lồ khuôn mặt này trừ đôi mắt ra thì không còn gì cả chỉ là một mảnh đỏ hồng đặc biệt là mắt trái lại có vẻ chấn nhiếp tâm thần còn vị trí mắt phải thì được mạnh hạo thay thế khuôn mặt khổng lồ đột nhiên xuất hiện lúc này trực tiếp đánh về phía chín tia chớp từ trên trời giáng xuống không gian chấn động nơi này mặc dù không phải mặt đất thực sự nhưng cũng nổi lên cuồng phong mạnh mẽ chín tia chớp tan vỡ hoàn toàn mây đen trên trời trong chớp mắt tan vỡ bầu trời này cũng bị mặt nạ kia đâm vào tứ phân ngũ liệt hoàn toàn tan vỡ vô diện thuật pháp hóa thành khuôn mặt khổng lồ, mắt trái thâm thúy, mắt phải có mạnh hạo ở trong, không hề có mũi mồm. Nhưng trong nháy mắt này, lại khiến Quý Hồng Đông sợ hãi, một cảm giác tử vong mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ thân thể y. Ngươi! Quý Hồng Đông đang định mở miệng, nhưng lời nói lại nghẹn lại ở yết hầu. Vì trong nháy mắt này, khuôn mặt khổng lồ do vô diện thuật pháp hóa thành, đã xuất hiện trước mặt y, mà mạnh hạo ở vị trí mắt phải, đã giơ tay phải lên, túm chặt cổ Quý Hồng Đông. Nắm chặt cổ họng, cắt đứt lời nói của Quý Hồng Đông, khiến Quý Hồng Đông tái mặt, đang muốn né tránh, lại kinh hãi phát hiện, tu vi bản thân như bị áp chế, không thể phản kháng một chút nào. Trong mắt y lộ vẻ sợ hãi, sợ hãi vô cùng, y cảm nhận được sát ý của Mạnh Hạo, sát ý mạnh mẽ, vô cùng chân thực, nhưng y vẫn không tin rằng, trong vùng đất Nam Thiện này, lại có người dám giết huyết mạch quý tộc. Suy nghĩ này, thâm căn cố đế trong lòng y, là ý chí xuất hiện từ lúc nhỏ, lúc này cho dù đối mặt nguy cơ, nhưng cơn sợ hãi của y nhanh chóng biến mất. Thay vào đó, là cái nhìn âm trầm về phía Mạnh Hạo, khóe miệng còn lộ nụ cười châm chọc. Ngươi dám giết sao? Y không nói, nhưng ánh mắt y lại mang ý nghĩa này, rõ ràng truyền vào trong lòng Mạnh Hạo. Y không cầu xin tha thứ, không nói một lời mềm mỏng, cho dù lúc này đối mặt với sinh tử, y vẫn nhớ đến bản thân là huyết mạch quý gia Tôn Nghiêm, cao quý, thậm chí còn hất hàm, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo. Ta thực sự không muốn giết ngươi. Mạnh Hạo im lặng chốc lát, tiếng nói khàn khàn truyền ra, lúc tiếng nói này truyền ra, màu đỏ trong mắt dần tan đi, lộ ra ánh mắt thuộc về Mạnh Hạo. Khi câu này được nói ra, khóe miệng Quý Hồng Đông lộ ra nụ cười lạnh, tay phải Mạnh Hạo lập tức dùng lực siết mạnh, rắc một cái, Quý Hồng Đông trợn tròn mắt, cổ y hoàn toàn vỡ nát, đồng thời, lực lượng huyết tiên từ trong tay Mạnh Hạo lập tức hòa vào cơ thể Quý Hồng Đông. Thân thể y lập tức run rẩy tốc độ khô héo dùng mắt thường có thể nhìn thấy, tất cả máu tươi trong nháy mắt ngưng tụ ở mi tâm của y, một vệt máu tự động xuất hiện, một giọt máu tươi ngưng tụ huyết mạch quý gia bay ra ngoài. Giọt máu tươi này dung nhập vào mi tâm của mặt nạ Mạnh Hạo đang đeo, mặt nạ nhanh chóng nhúc nhích như đang kích động hoan hô, Mạnh Hạo buông lỏng tay, thi thể Quý Hồng Đông ngã xuống, đã sớm tuyệt khí bỏ mình. Mạnh Hạo nắm mắt, tay phải đưa lên lấy mặt nạ xuống, lúc mặt nạ được lấy ra thì khuôn mặt trắng bệch của Mạnh Hạo lộ ra mặt nạ này tràn đầy lực lượng kinh nhân nếu không phải linh thức mạnh hạo đủ mạnh hắn không thể bảo trì một tia thần trí tồn tại chỉ chút ít thời gian hắn đã phát hiện bản thân đã tốn đi gần nửa giáp tuổi thọ đeo chiếc mặt nạ này cái giá quá lớn hiện giờ an toàn rồi không ai có thể biết được bí mật của sư tỷ mạnh hạo quay người nhìn về phía hứa thanh khuôn mặt trắng bệch đang cắn chặt môi nhẹ nhàng cười hứa thanh kinh ngạc nhìn mạnh hạo nước mắt lưng tròng nàng cho dù đơn thuần hơn nữa cũng hiểu được để bảo vệ bí mật này mạnh hạo đã phải trả cái giá như thế nào giết người của quý gia chọc vào đại họa ngập trời để không liên lụy đến sư môn trước khi giết đã phản lại sư môn từ đây chỉ có thể lưu lạc chân trời không thể quay lại nam vực càng phải tránh né sự truy sát vô tận từ quý gia mà hắn chỉ là một tu sĩ kết đan hứa thanh cắn môi nước mắt không kìm được chảy thành dòng nhưng chưa rơi xuống đất đã được mạnh hạo nhẹ nhàng đưa tay gạt đi Đừng khóc, đường còn dài, không chừng lúc nào đó chúng ta còn có thể gặp lại." Mạnh Hạo cười nói, vẻ mặt trắng bệch khiến nụ cười này đột nhiên in sâu vào lòng Hứa Thanh. "Ta đi rồi, nơi này sẽ lập tức tan vỡ." Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, hắn hiểu rằng sau khi quay đi, có lẽ từ đây, sinh tử mong manh, cho dù còn sống cũng không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể quay trở lại. Không biết lúc trở về, hồng nhan trước mắt có còn như trước hay không. Nhưng Mạnh Hạo không hối hận, Quý Hồng Đông tất phải giết, cho dù là vì hứa thanh hay là vì bản thân, không phải Quý Hồng Đông chết thì là hai người họ chết. Dù là đã đem mặt nạ huyết sắc thu vào bên trong, nhưng Quý gia mạnh mẽ, Mạnh Hạo biết rõ chuyện này không có khả năng thành công, thậm chí kết quả có thể còn ác liệt hơn. Có lẽ còn có con đường thứ ba, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, Mạnh Hạo nghĩ không ra con đường đó ở đâu. Về phần bản thân cho rằng có thể dùng thân phận Mạnh Hạo giết người, thân phận Phương Mộc vẫn bình thường thì lại hoàn toàn không hiểu sự đáng sợ của quý gia. Đối với quý gia, những gì Mạnh Hạo đã trải qua, tất có phán đoán. Nếu hắn làm như vậy, vậy đến chín phần sẽ kéo cả Tử Vận Tông Lâm vào hủy diệt, hắn không thể lựa chọn như vậy. Mạnh Hạo quay người, trong nháy mắt hắn vừa quay đi, một thân thể mềm mại ôm lấy hắn từ sau lưng. "Muội đợi huynh." Lời nói của Hứa Thanh mang theo chấp nhất, hẹn ước ba đời, nhẹ nhàng vang vọng. Ngay khi Quý Hồng Đông vừa tử vong ở ven Thiên Hà Hải, vùng đất đông thổ khu vực ngay sát biên giới có một ngọn núi màu trắng ngọn núi này không có tuyết đá núi toàn một màu trắng như không nhiễm bụi trần nơi này ở đông thổ được gọi là bạch sơn lúc này trên bạch sơn có một đầm nước sâu có lời đồn rằng nước trong đó sâu bằng ngọn núi này bên đầm nước một lão giả ngồi đó lão giả gầy gò mặt không cảm xúc cầm một cần câu dây câu thỏ vào trong đầm không hề lay động rất nhanh dây câu giật mạnh lão giả vẻ mặt không đổi chỉ đưa tay lên kéo một cái, tức thời một tiếng hét thảm truyền ra từ trong hư không, sợi dây câu bay lên, trên móc câu lại có một đoàn quang mang. Đoàn quang mang này nếu nhìn kỹ, rõ ràng là vô số sợi tơ quấn quanh tạo thành, trong mơ hồ ở trên mỗi sợi tơ, dường như đều tồn tại vô số khuôn mặt, ở chính trung tâm quang mang, lại có một nam tử trung niên, vẻ mặt kinh khủng, đang quỳ xuống cầu xin tha thứ. Được lão phu kéo ra khỏi nhân quả chúng sinh là phúc phận của ngươi, vì sao còn muốn cầu xin tha thứ? lão giả rừng dưng nói, tay phải đưa lên chộp lấy, lập tức quang đoàn rơi vào trong tay lão. Trong giây phút bị túm lấy, nam tử trung niên trong đó dường như phát ra tiếng gào thét không cam lòng trước khi chết, cuối cùng lại bộc phát ra khí tức nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn. Nhưng lão giả mặc kệ khí tức này tràn ra, chộp lấy quang đoàn, ném vào trong mồm, răng rắc mấy tiếng, trực tiếp nuốt xuống, khóe miệng lão, đột nhiên chảy ra máu tươi, rất nhanh đã bị lão liếm đi ngay, trong mắt dần lộ ra chút mờ mịt. Mùi vị nhân quả, rất lâu lão giả lẩm bẩm ngẩng đầu nhìn bầu trời đột nhiên quỳ trên mặt đất lại khấu bái bầu trời sau chín vái lão giả đứng dậy nhìn về đầm nước một lúc sau đột nhiên cao mày đưa tay chộp vào hư không lập tức trong tay lão xuất hiện một tấm ngọc giản vỡ nát hử đột nhiên đôi mắt lão giả phát ra tinh mang có quý tử tử vong là quý tử của mạch ta chết ở nam vực lão giả bóp nát ngọc giản đã vỡ trong tay trong chớp mắt trong đầu lão hiện lên một khuôn mặt khuôn mặt chính là Mạnh Hạo. Đồng thời, còn có một tiếng nói bén nhọn vang vọng trong đầu lão giả. "Lão tổ, kẻ giết con là Phương Mộc, Phương Mộc của Tử Vận Tông, còn gọi là Mạnh Hạo." Giọng nói này chính là của Quý Hồng Đông, trước khi y chết, chấp niệm duy nhất, thanh âm thê lương này mang theo oán khí mạnh mẽ đến cực điểm. Chuyện này Mạnh Hạo không hề ngờ tới, người của Quý gia lại có biện pháp ngưng tụ âm thanh rồi truyền ra, theo hiểu biết của Mạnh Hạo, chỉ có thể truyền hình ảnh mà thôi may mà lúc cuối cùng hắn rút tộc huyết khiến Quý Hồng Đông trước khi chết vô cùng đau đớn, làm ý thức y hỗn loạn, ý niệm duy nhất trong đầu là truyền ra cái tên của Mạnh Hạo, mà đã sớm quên mất chuyện của Hứa Thanh. Đồ vô dụng, chẳng qua cho dù có vô dụng, thì y cũng là chảy trong người huyết mạch của quý gia, há có thể để phàm nhân có thể giết được. Nhưng mà Tử Vận Tông, lão giả hơi nhíu mày, trong lời nói lại coi tu sĩ cũng là người phàm lão vung tay áo, ném ngọc giản đã thành bụi phấn trong tay đi, rồi nhảy lên một cái, trực tiếp bước vào hư vô, trong nháy mắt biến mất không thấy. Nam vực, cũng nhiều năm không tới rồi. Chỉ còn giọng nói lạnh lùng của lão, vang vọng trong không trung. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch treo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngoài vãng sinh động, dưới cờ xí quý gia, có tám lão giả đang khoanh chân tĩnh tọa, lúc này đồng loạt mở mắt, vẻ mặt khiếp sợ, còn có biểu tình không thể tin tưởng, đứng bật dậy đôi mắt họ xuất hiện tơ máu một cỗ sát cơ cường đại đến cực điểm ngay lúc này xông thẳng lên trời chấn động bốn phương khiến cho tu sĩ các tông môn xung quanh đều kinh hãi ai nấy nhìn lại lập tức cảm nhận được trên người tám lão giả đó vào lúc này phát tán ra sát khí và điên cuồng khó có thể hình dung tám lão giả này đều là lão quái nguyên anh tu vi không tầm thường lúc này phát tán ra toàn bộ sát khí lập tức kinh thiên động địa phong vân biến sắc quý tử ngã xuống Tám người nhìn nhau một cái, bên trong sát khí tràn ngập quanh thân, bọn họ đều nhìn ra được sự kinh sợ và trái tim đang run rẩy của nhau. Theo cách làm của Quý gia lâu nay, bọn họ có thể tưởng tượng được, Quý Hồng Đông chết đi, nếu tám người bọn họ không tìm ra hung thủ, thì sẽ chôn cùng, thậm chí tất cả thân thích của họ trong Quý gia cũng bị hủy diệt trong khoảnh khắc. Đây là cái đại giới. Trừ khi bọn họ có thể tìm ra hung thủ, giải về Đông thổ. Một trong tám người đưa tay vỗ lên túi chữ vật lập tức xuất hiện bảy tám mảnh vỡ ngọc giản những người khác cũng lần lượt lấy ra những mảnh vỡ này để cùng một chỗ trong nháy mắt phát ra ánh sáng nhu hòa ánh sáng này chiếu thẳng lên trời tám người sắc mặt âm trầm ngưng thần nhìn lại không chỉ có bọn họ lúc này tu sĩ các tông môn xung quanh cũng mang đề nghi hoặc toàn bộ đều dõi mắt nhìn tới trong quang mang dần hiện ra một thân ảnh thân ảnh này đeo mặt nạ nhìn không rõ ráng dấp nhưng mặt nạ quỷ dị và sát khí ngập trời kia lại khiến cho mọi người xung quanh chấn động tâm thần đây là mặt nạ của huyết tiên truyền thừa, đây là mặt nạ huyết tiên của thái ách tộc. Chính là mặt nạ này, lần trước lúc huyết tiên truyền thừa mở ra, lão phu tận mắt nhìn thấy. Nhưng cuối cùng tấm mặt nạ này, Lý Gia không phải đã nói có chuyện ngoài ý muốn, rơi mất trong thế giới huyết tiên rồi sao? Dù chuyện này các đại tông môn không tin, đều đi thăm dò thử, cuối cùng xác định truyền thừa không bị Lý Gia mang đi. Những lời này truyền ra, lập tức khiến đôi mắt tám lão giả sáng lên sát khí nồng đậm, đều nhìn về phía quang trụ của Lý Gia ở đây, khiến những tu sĩ của Lý Gia ở nơi này, ai nấy đều tái mặt. Nhưng không đợi bọn họ giải thích, đột nhiên, từ phía xa, có 7-8 chiếc cầu vòng nhanh chóng bay tới, 7-8 người này cực nhanh, ngay khi tới gần, chính là những lão giả tới từ Lý Gia. Đệ tử Lý Đạo nhất của Lý Gia, ngã xuống ở đây, chư vị đạo hữu, có ai biết người này không? Lão giả Lý Gia vừa tới, lập tức vung tay, một màn ánh sáng hiện ra, trên đó là hình ảnh của Mạnh Hạo đồng thời thân ảnh mang mặt nạ trên mảnh vỡ ngọc giản bên người tám lão giả quý gia cũng uốn khúc hóa thành một người khác người này chính là mạnh hạo ngay lúc này ánh mắt mọi người xung quanh đều rơi trên hai màn ánh sáng hai sự việc cùng trên thân một người càng khiến tâm thần chấn động vì lão giả lý gia nói rằng đạo tử lý gia ngã xuống vì người của các tông môn gia tộc ở nam vực này đột nhiên liên tưởng đến nguyên nhân quý gia lấy ra mảnh vỡ ngọc giản xuất hiện thân ảnh giống với của lý gia quý tử của quý gia lẽ nào một vị lão tổ của kim hàn tông hít sâu một hơi nếu thực như vậy thì người này đã chạm vào đại họa ngập trời quý gia đông thổ há có thể bỏ qua kẻ giết người là đệ tử của tông môn nào bốn phía tĩnh lặng đột nhiên một tu sĩ ở phía xa ngập ngừng hỏi hắn hắn hình như là mạnh hạo đã biến mất ở nam vực nhiều năm trước mạnh hạo thái linh kinh ta nghĩ ra rồi người này là mạnh hạo mạnh hạo ngoài trung tâm thung lũng đột nhiên ồ lên trong tiếng ồn tám lão giả quý gia sát cơ ngập trời những lão giả của lý gia cũng đều xuất hiện sát khí trong đáy mắt tên mạnh hạo này lúc này vẫn ở trong ảo cảnh chúng ta phong ấn xung quanh nơi này nghiêm cấm tất cả truyền tống vậy thì tiểu tặc dù có chút bảo vật cũng không thể chạy thoát lão giả lý gia nghiến răng mở miệng lập tức bốn vị lão giả nguyên anh sau lưng lão ta nhanh chóng di chuyển đến bốn phương đông tây nam bắc trong nháy mắt đi xa hiển nhiên là muốn triển khai phong ấn nghiêm cấm người ở nơi này truyền tống. Quý tử của quý gia ta ngã xuống ở nơi này, chư vị nam vực đạo hữu, hãy cứ ở lại nơi này, đợi cha ra tất cả manh mối, chư vị mới có thể rời đi. Tám lão giả của quý gia, lúc này cũng có bốn người tản ra, hiển nhiên là không yên tâm thủ đoạn của lý gia, muốn tự mình đi bố trí phong ấn. Về phần người này có biết huyễn hóa thuật hay không, thì không có vấn đề, giết người của quý tộc, thì đã dính lấy thiên địa nhân quả, chỉ cần người này truyền tống ra, chỉ cần người này còn trong khu vực này, quý gia lập tức có thể cảm nhận được. Trong tám lão giả của quý gia, có một lão giả, lúc này hừ lạnh một tiếng, âm trầm mở miệng. Chính vào lúc này, đột nhiên, một đạo khí tức kinh thiên đột nhiên từ phía thi thể tiên nhân bộc phát ra, khí tức này mang theo ý chí bá đạo, phát tán uy hiếp chảm linh, dần dần, một bóng người cao lớn đi ra từ trong thung lũng. Bóng người này mặc trường bào màu cam, là một nam tử trung niên, theo y đi ra, tu sĩ các tông môn xung quanh, đều tập trung nhìn tới, bọn họ tự nhiên biết người này là ai, y là cường giả mạnh nhất của quý gia lần này tới đây. Một thân tu vi chảm linh, trong thời điểm mà lão tổ các tông môn khác đều lui khỏi thung lũng trung tâm vãng sinh động, thì y lại nỗ lực đi vào, phải biết rằng chủ động, với chảm linh mà nói, cũng là một nơi vô cùng đáng sợ, không đến mức bất đắc dĩ, không ai tiến vào, lão tổ các tông môn ở đây, cũng chỉ dám ở bên ngoài mà thôi, không dám thực sự tiến vào. Tuy nói cuối cùng y vẫn do dự, nhưng ở lại ngoài động, giao chiến với không ít sinh mệnh kỳ dị, lúc này đi tới, sắc mặt nam tử trung niên này hơi âm trầm, đi đến trước mặt mấy lão giả quý gia, mấy lão giả này lập tức cung kính vái chào. Nam tử trung niên xòe tay ra, trong lòng bàn tay y có một phấn do bóp nát ngọc giản chảy xuống. Kẻ giết người là Tử Vận Tông Phương Mộc, còn gọi là Mạnh Hạo. Đây là thanh âm Quý Hồng Đông trước khi chết truyền ra, chuyện này đã kinh động đến Quý Phương lão tổ, người đang từ Đông thổ tới đây. Trung niên nam tử rừng rưng nói, giọng nói bình tĩnh, nhưng lại mang theo uy áp mạnh mẽ, càng khiến các tông môn xung quanh chấn động. Phương Mộc, Mạnh Hạo, chuyện này làm sao có thể, đệ tử Phương Mộc của Tử Vận Tông đan đông nhất mạch, lại là Mạnh Hạo năm đó bị Nam vực truy sát. Chuyện này, khó trách năm đó không ai có thể tìm ra Mạnh Hạo, thì ra hắn ẩn trốn trong Tử Vận Tông, trở thành đệ tử truyền thừa, người này. Bốn phía ồ lên, đều nhìn về phía quang trụ của Tử Vận Tông, nhìn những tu sĩ Tử Vận Tông đang tái mặt kia sắc mặt an tại hải biến đổi, Lâm Hải Long bên cạnh cũng hít một hơi, đứng bật dậy, Ngô Đinh Thu ngây ra, nhưng lập tức sắc mặt âm trầm, một cỗ nguy cơ trong nháy mắt đã xuất hiện trên người tất cả tu sĩ của Tử Vận Tông. Cũng đúng lúc này, trong quang trụ của Tử Vận Tông, hai vị lão tổ Trảm Linh chậm rãi mở mắt. Hôm trước ta đã thu được tông chủ lệnh, đan đông nhất mạch tử Lô Phương Mộc, đã phản bội Tử Vận Tông, sinh tử không rõ. Người này sống, không liên quan đến Tử Vận Tông ta, người này chết, cũng không liên quan im lặng một hồi một trong hai vị lão tổ trảm linh của tử vận tông chậm rãi lên tiếng lời nói từ tốn cặp mắt lấp lánh tinh mang những lời này nói ra từ miệng ông khiến ông cảm thấy cực kỳ khuất nhục lại cảm thấy một tia bi thương mà lão tổ trảm linh bên cạnh im lặng không nói nhưng lại hơi cau mày trong mắt lại có một chút phẫn nộ sắp không kiềm chế được cũng lộ ra rõ ràng bọn họ đang nhịn quý ra bọn họ ở đây là người duy nhất biết chuyện của phương mộc cũng thực sự là hôm trước đã thu được lệnh khẩn cấp của tử vận tông lời nói trong lệnh đơn giản không nhắc đến việc người của quý tộc bị chết nhưng lại nói sẽ xảy ra đại biến nói rằng mạnh hạo tự mình phản bội sư môn để hai người bọn họ sau khi xảy ra biến cố sẽ nói như vậy hai người bọn họ lúc đó đã cảm thấy có chuyện lớn rồi hiện giờ lại càng thấy có vấn đề bọn họ đã sống mấy nghìn năm tự nhiên đã ngay lập tức hiểu ra những chỗ mấu chốt trong đó phương mộc cũng được mạnh hạo cũng xong người này nhất định có lý do không thể không ra tay giết tộc nhân quý gia nhưng để không liên lụy đến tông môn đã tự mình bóp nát lệnh bài tử lô lựa chọn chặt đứt liên hệ với tông môn cách làm này khiến cho hai vị lão tổ trảm linh đau lòng đó là đệ tử tông môn của họ đó là đệ tử truyền thừa của đan đông nhất mạch là một đệ tử sau khi gặp phải loại nguy cơ này vẫn còn nghĩ đến không muốn liên lụy tông môn nhưng bọn họ không thể bảo vệ cả tử vận tông cũng không thể bảo vệ được hắn thậm chí hai người ở nơi này trước mặt tu sĩ cả nam vực lại nói ra những lời lạnh lẽo vô tình đến như vậy sống cũng được chết cũng xong, không hề liên quan đến tử vận tông. Ủng hộ kênh qua linh linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Câu nói này, khi truyền ra, xung quanh hoàn toàn yên lặng, không ít tu sĩ tông môn ở Nam vực lộ ra vẻ mặt phức tạp, nghe ra được sự bất đắc dĩ trong lời nói. Một loại cảm giác đồng cảm lây lan, đối lập với sự bá đạo của quý gia ở một bên, lại càng phát ra mạnh mẽ. Nam tử trung niên có tu vi chảm linh của quý gia, lạnh lùng nhìn đám người tử vận tông hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không nói thêm gì nữa bốn phía tĩnh lặng không ai nói gì mọi người đều đang chờ đợi đợi những đệ tử các tông đang biến mất quay lại khắp xung quanh từng đạo cấm chế đã được mở ra nơi này trở thành một nơi không thể có bất cứ ai hay thứ truyền tống gì nhưng đúng vào lúc này thanh la tông tử la lão tổ đột nhiên hai mắt lóe sáng từ từ mở miệng chư vị đạo hữu tiền bối của quý gia tôi có biết trên người mạnh hạo này có một chiếc như ý ấn của như ý tông thượng cổ sợ là cấm chế của các vị tử la lão tổ mỉm cười không nói hết lời nhưng câu nói này của lão vừa ra lập tức khiến đôi mắt của mấy vị lão giả quý ra lóe sáng sau khi nhìn lẫn nhau một chút nam tử trung niên có tu vi trảm linh vung tay lên ném ra một miếng ngọc bội đặt trong cấm chế có thể cản lại như ý ấn trong tử vận tông hai vị lão tổ trảm linh ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm tử la lão tổ của thanh la tông trong mắt có vẻ bất thiện đệ tử tông môn xung quanh ai nấy đều như ve sầu mùa đông trong lòng xuất hiện đủ loại suy tư một bên là phương mộc một bên là mạnh hạo vẻ mặt biến hóa đến như vậy hiển nhiên vẫn còn khiến người ta kinh ngạc dù sao thân phận phương mộc cũng cực kỳ nổi tiếng ở nam vực ở trong cùng thế hệ tuy không nói là như mặt trời ban trưa nhưng cũng không khác biệt lắm đệ tử truyền thừa của đan quỷ đại sư đạo tử của đan đông nhất mạch vị đại sư thứ tư của nam vực đan đỉnh mà cái tên mạnh hạo lúc này cũng xuất hiện cùng với mặt nạ của huyết tiên trong lòng mọi người cũng vang động không kém. Người thu được Thái Linh Kinh, con rể nhà họ Tống, lúc này còn thêm một thứ nữa, người thu được truyền thừa của huyết tiên. Trong lúc mọi người yên lặng, trong quang trụ của nhà họ Tống, những người trong đó đều có vẻ mặt có phần khó coi, Tống lão quái cũng không ngoại lệ, đang mặt ủ mày trao, thầm thở dài một tiếng. Các tu sĩ lúc này, kể cả các lão tổ trảm linh, cũng không một ai phát hiện ra, trong số các tu sĩ xung quanh, không biết có thêm một lão giả từ lúc nào, lão giả này thân thể gầy gò, tướng mạo xấu xí, nhưng lão đứng ở đó, lại giống như không một ai nhìn thấy, cứ như lão giả này đang ở một thế giới khác hẳn mọi người vậy. Tiểu tử kia bước vào cảnh giới hoàn mỹ, thế gian có nhân quả, lão phu ngày sau sẽ đoạt lấy hoàn mỹ của ngươi, chính là quả, mà hôm nay giúp ngươi một tay, thì là nhân đó. Lão giả mỉm cười, nhẹ giọng lên tiếng, nhưng không ai nghe thấy, lão, chính là vị lão tổ thứ 10 của vương gia. Trong lúc mọi người đều im lặng, thì ở biên giới Nam Vực, nơi khá gần triệu quốc có một vùng biển rộng lớn nằm sau một ngọn núi hùng vĩ vùng biển này chính là thiên hà hải chia cách khu vực tây nam và đông bắc lúc này trên bầu trời thiên hà hải gần nam vực không gian đột nhiên gấp khúc một bóng người mơ hồ trong chớp mắt cất bước đi ra người này không phải chân thân mà là một thân thể hư ảo thân thể này trong nháy mắt ngưng tụ thành thực thể giữa hư không là một lão giả chính là quý phương lão tổ của quý gia ở đỉnh bạch sơn đông thổ câu lấy nhân quả để ăn lão đứng giữa trời phía dưới là thiên hà hải minh mông sau khi nhìn nam vực một cái thân thể thoáng động hướng thẳng tới nam vực nhưng ngay khi lão tới gần biên giới nam vực đang chuẩn bị đi vào đột nhiên lão cau mày hư lạnh một tiếng phất tay áo về phía trước ầm một tiếng sấm nổ truyền khắp bốn phương khiến nước biển phía dưới đột nhiên cuộn trào khiến cho mặt đất ở biên giới nam vực cũng hơi chấn động một ít núi đá trực tiếp tan vỡ trong lúc mặt đất tan vỡ nước biển cuộn trào Phía trước quý phương, có một lão giả mặc trường bào màu xám, trên tay áo có ấn ký đan lô đi ra từ trong hư không? Lão giả này mái tóc bạc trắng, bộ dạng người guộc, trên người có một ít bớt đen, nhưng vẻ mặt lại không nộ mà uy, đặc biệt là quang mang trong đôi mắt, trong nháy mắt này, như có thể ngưng tụ cả bầu trời. Một mùi đan rực nồng đậm, trong nháy mắt tràn ra, tỏa khắp bốn phương. Ta nên gọi ngươi là tử đông, hay là đan quỷ? Quý phương lạnh lùng nhìn lão giả đối diện, rừng rưng nói. Lão giả này chính là sư tôn của Mạnh Hạo, Đan Quỷ. Tử Đông đã chết, lão phu Đan Quỷ. Đan Quỷ im lặng trong giây lát, chậm rãi mở miệng, nhìn về phía Quý phương, "Mặc kệ ngươi là Đan Quỷ hay là Tử Đông, nếu không muốn Tử Vận Tông bị diệt thì tránh đường, kẻ giết người quý tộc ta, tất phải chết." Quý phương hơi ngẩng đầu, lạnh lùng nói, "Ta là sư tôn của nó, nó đã vái ta ba vái, ta cũng nên làm chút gì đó cho nó." Đan Quỷ lắc đầu, cánh tay vung lên, lập tức một đan lô màu thanh đồng đột nhiên xuất hiện trong tay ông đan lô này vừa ra lập tức tản ra khí tức tăng thương cổ lão khí tức này trong nháy mắt chuyển khắp không gian mà trên đan lô lại phát tán từng đợt xương khói màu xanh chỗ xương khói này lượn lờ khắp nơi trong nhất thời khiến cho không gian như là một thế giới toàn xương khói nếu ngươi thực sự là tử đông lão phu còn e ngại một chút còn về ngươi chỉ là muốn chết quý phương hử lạnh giơ tay lên xương khói trong nháy mắt lập tức ngưng tụ chớp mắt đã trực tiếp bao phủ lấy thân ảnh của lão và đan quỷ không nhìn thấy thân ảnh của hai người, nhưng có thể nghe thấy tiếng ầm ầm truyền ra từ trong làn sương khói. Thiên hà hải phía dưới cuộn trào, mặt đất bên bờ nam vực rung động. Bản thân hai người này đã ra tay, bất cứ một ai cũng có năng lực lay động đất trời. Vì một tên đệ tử, đan quỷ ngươi làm như vậy, đáng sao, ngươi có thể ngăn ta một lần, nhưng người có thể ngăn cản quý gia ta. Trong làn sương, truyền ra tiếng nói trầm thấp của quý phương. Nó lựa chọn làm đệ tử của ta, ta lựa chọn làm sư tôn của nó, không phải một việc phản bội sư môn là có thể xóa đi. Ta cho rằng đáng, thì tất cả đều đáng. Ta không ngăn được quý gia, nhưng lại có thể ngăn ngươi được một lúc, vậy là đủ rồi. Trong tiếng nổ vang, kinh thiên động địa. Trận chiến này, được triển khai ở nơi tiếp giáp giữa thiên hà hải và biên giới nam vực không một bóng người. Sương khói cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, sấm chớp đùng đùng, trận chiến này như muốn lật ngược trời đất. Trong thế giới do ý thức của sử môn đài biến ra, lúc này vách tường bốn phía bắt đầu tan vỡ trên diện rộng. Hứa Thanh nhìn bóng dáng Mạnh Hạo biến mất trong mắt, cắn chặt môi, nhắm nghiền hai mắt. Mạnh Hạo đi rồi, không còn dùng bộ dạng phương mộc, mà khôi phục lại tướng mạo khi năm đó rời khỏi Triệu Quốc, với tu vi kết đan, hóa thành một đạo cầu vồng, bay về phía xa. Không phải muốn rời khỏi mê cung này, mà là muốn rời xa Hứa Thanh. Không hề quay đầu, trên mu bàn tay phải của Mạnh Hạo, lúc này có một ấn ký màu xanh đang lấp lóe, Ấn ký này là ngày trước sau khi tử đan của Mạnh Hạo ngưng tụ, theo lần tuần hoàn đầu tiên của dòng máu trong cơ thể xuất hiện trên mu bàn tay. Ấn ký này như phù văn, Mạnh Hạo cũng không hề xa lạ với nó, cho dù là năm đó trúc cơ hay là lúc ở Tử Vận Tông được Sử Môn Đài triệu hoán hắn đều nhìn thấy ấn ký này. Lúc này đi thẳng tới phía trước, vách tường bốn phía tan vỡ ngày càng nhiều, thậm chí tường mê cung sập xuống, dần dần rất nhiều tu sĩ bị vây khốn ở nơi này, có không ít người đã nhìn thấy nhau, đều tụ tập lại theo tông môn của mình, chỉ là nếu giữa hai bên có bất hòa, cũng sẽ ra tay vào lúc này, khiến nơi này có phần hỗn loạn. Mạnh Hạo lao thẳng một đường, tốc độ rất nhanh, không ai nhìn rõ mặt mũi của hắn, chỉ có thể thấy thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Tiếng ầm ầm càng lúc càng lớn, từng bước từng đổ xuống, bước chân Mạnh Hạo dừng lại, nhìn bốn phía xung quanh, hắn biết, nơi này sắp tan vỡ hoàn toàn. Lúc này ở bên ngoài, sợ là vì Lý Đạo Nhất và Quý Hồng Đông chết đi, đã có một cuộc phong tỏa, như ý ấn của ta. Sợ là không hữu hiệu mạnh hạo im lặng trong mắt lộ ra hàn quang trong khoảnh khắc đánh chết quý hồng đông hắn đã suy nghĩ rất rất nhiều sinh cơ duy nhất chính là vãng sinh chủ động ở ngoài trăm dặm mạnh hạo hít sâu một hơi đột nhiên vẻ mặt của hắn thay đổi thân thể lập tức bốc lên sương khói quay người trực tiếp tránh đi một hướng khác không quá lâu phía trước mạnh hạo hắn thấy được sở ngọc yên diệp phi mục còn cả những đệ tử khác của tử vận tông đang bị bốn tên tu sĩ tây mạc vây lại chuẩn bị ra tay Đạo hữu Tử Vận Tông, giao ra thạch bích thác ấn các ngươi vừa có được, chúng ta lập tức rời đi, nếu không, cho dù các ngươi là đại tông ở Nam vực, nhưng tu sĩ Tây Mạc chúng ta cũng sẽ giết hết." Giọng nói lạnh lùng truyền ra, vang vọng xung quanh, đồ đằng của bốn tu sĩ Tây Mạc bay lượn, Sở Ngọc Yên, Diệp Phi Mục, còn mấy đệ tử của Tử Khí Nhất Mạch đều đang khổ cực chống đỡ. Diệp Phi Mục đã trọng thương, sắc mặt tái nhợt, nhưng y vẫn chấp nhất, khóe miệng Sở Ngọc Yên có máu chảy ra tay phải còn có máu theo cánh tay chảy xuống, mặt mày đã không còn chút máu nào, nhưng vẫn cắn chặt răng. Những người khác cũng đều mang thương thế, đang toàn lực liều mạng. Bên cạnh bọn họ, còn có hai đệ tử tử khí nhất mạch, nằm trên mặt đất, sinh tử không rõ. Nơi này lúc nào cũng có thể tan vỡ, một khi tan vỡ, chúng ta sẽ được truyền tống ra ngoài. Giọng Diệp Phi Mục yếu ớt, không phải nói với tu sĩ Tây Mạc, mà là nhắc nhở những người tử vận tông của phe mình mặt y trắng bệch, nhưng trong sắc trắng lại có lúc có màu đen lóe lên, đó không phải độc, ngược lại lại như một loại trùng ký sinh trong cơ thể, đây chính là một loại pháp thuật quỷ dị đến từ Tây Mạc, một khi bị hạ, không chết cũng bị thương, hơn nữa tu vi cũng sụt giảm nghiêm trọng. Nếu không như thế, với tu vi của Diệp Phi Mục cũng không có chẳng diện như hiện giờ. Sở Ngọc Yên cắn răng, vỗ lên túi chữ vật, lấy ra đan dược nuốt xuống, mọi người đều có vẻ kiên định, chỉ là trừ sở ngọc yên ra trên mặt ai nấy đều có hắc tuyến di động mọi người đều chúng phải trùng ký sinh mấy tên tu sĩ tây mạc có tu vi không cao hơn đám sở ngọc yên nhiều trừ một người trong đó khá mạnh còn lại đều là kết đan sơ kỳ hơn nữa không một ai đạt đến đỉnh phong lúc này bọn chúng còn trần trừ một chút nguyên bản không định lập tức hạ sát thủ là vì không muốn chọc vào quá nhiều phiền phức ở nam vực nhưng thạch bích kia trong lòng bọn chúng đã xác định là bảo vật lúc này nhìn thấy vẻ kiên quyết của mấy người tử vận tông liền nhìn nhau một cái trong mắt lộ ra sát cơ giết bọn họ đoạt lấy trước khi chỗ này tan vỡ ánh mắt mấy tên đó lóe lên lại ra tay lực lượng đồ đằng đột nhiên ẩm ẩm biến hóa trở thành bốn con hung thú to lớn lao thẳng về phía đám người sở ngọc yên chính vào thời khắc nguy cơ này sương khói trên người mạnh hạo che phủ thân mình trong chớp mắt lao đến ngay khi bốn tu sĩ tây mạc còn chưa nhìn rõ đã trực tiếp xuất hiện trước mặt đám sở ngọc yên đưa tay ra vung về phía trước tức thời một mảnh ánh sáng màu tím phát tán từ trên người mạnh hạo hóa thành một vầng trăng to lớn vầng trăng màu tím hóa thành một chạm và chạm với bốn con hung thú tạo thành một tiếng nổ vang bốn tu sĩ tây mạc đều biến sắc lui lại phía sau nhưng trong đó có hai người đồ đằng toàn thân trực tiếp tan vỡ không thể chống đỡ trong nháy mắt liền bị chém đứt thân thể trực tiếp chết đi còn lại hai người một người phun một ngụ máu may mắn né được còn một người là kẻ mạnh nhất trong số tu sĩ tây mạc cũng là kẻ áp chế diệp phi mục Tu vi kết đan trung kỳ, mạnh hạo xuất hiện, lập tức khiến đám sở ngọc yên ngây ra, tiếp đó sau khi nhìn thấy tử khí trảm, ai nấy đều kinh hãi. Thuật này chỉ có Tử Vận tông mới có, người ngoài không thể nắm giữ. Cút. Mạnh Hạo lạnh lùng nhìn hai người còn lại, rừng dưng mở miệng. Lời này truyền ra, mang theo uy áp, khiến cho tu sĩ may mắn né được tử nguyệt trảm không chút chậm trễ quay người chạy đi. Tu sĩ Tây Mạc bọn họ, sinh sống cực kỳ gian khổ, căn bản không có cái gọi là vinh quang sinh tồn mới là lựa chọn tốt nhất vì vậy giờ phút này nhìn thấy người không địch lại thì lập tức không do dự lựa chọn tránh đi trước khi đi còn chắp tay vái mạnh hạo một cái đối với cường giả cho dù không phải đồng bạn của mình họ cũng rất tôn trọng còn về tu sĩ tây mạc kia nam tử kết đan trung kỳ lúc này hơi trần trừ nhìn mạnh hạo một chút lại nhìn đám người diệp phi mục đang muốn quay người rời đi để thuốc giải lại mạnh hạo lạnh lùng nói nam tử kia thầm than vung tay ném ra một cái bình màu đen rồi lập tức chạy đi. Mạnh Hạo không lo kẻ này có mưu đồ, vì nơi này sắp tan vỡ, một khi vỡ tan, mọi người đều ra ngoài, đến lúc đó, tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nơi này sắp tan vỡ rồi, các ngươi tự lo cho mình đi." Mạnh Hạo quay đầu, qua màn sương mờ, nhìn đám Sở Ngọc Yên một cái, vẻ mặt có chút phức tạp, rồi quay người đi về phía xa. "Ngươi là ai?" Sở Ngọc Yên bỗng thốt lên. Mạnh Hạo không trả lời, im lặng rời đi, nhưng đúng lúc này, đột nhiên Diệp Phi Mục nhìn vào bóng lưng của Mạnh Hạo, mở miệng, "Phương Mộc, có chuyện gì xảy ra?" Câu này vừa nói, Sở Ngọc Yên kinh hãi, những đệ tử từ khí nhất mạch bên cạnh cũng đều nhìn về Mạnh Hạo phía xa. Từ giờ trở đi, Tử Vận Tông không còn Phương Mộc. Bước chân Mạnh Hạo dừng lại, nhẹ thở dài, không nói tiếp nữa, mà tiếp tục đi xa. Sở Ngọc Yên và Diệp Phi Mục ngây ra, vẻ mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh, ánh mắt Sở Ngọc Yên ngưng lại. Giọng nói vừa rồi, nàng thở gấp ngẩng đầu nhìn tới thế nhưng phía trước đã không còn bóng dáng mạnh hạo tiếng nổ vang vọng vách tường xung quanh liên tục tan vỡ thậm chí có nơi còn trực tiếp sập xuống xuất hiện hư không cuốn lấy một số tu sĩ rơi vào hư vô biến mất không thấy đôi mắt mạnh hạo ngưng trọng lại kèm cẩn thận hắn không biết lúc này bên ngoài thế nào nhưng có thể tưởng tượng được nhất định có nguy hiểm hắn cũng không lập tức hành động thiếu suy nghĩ mà quan sát hư vô vừa xuất hiện kia không lâu lắm tiếng nổ ngày càng lớn, nơi này càng sụp đổ nhiều hơn, ánh mắt mạnh hạo lóe lên, đang muốn bước chân tiến vào hư vô, đột nhiên sắc mặt hắn biến hóa, giơ tay lên, vung về một bên, trong nháy mắt rất nhiều khói tím tràn ra, lại lấy ra hai thanh mộc kiếm dường như không thể phá hủy từ trong túi chữ vật ngăn cản bên mình. Đúng lúc này, tiếng nổ vang truyền ra, nắm đấm của một cô gái, dường như xuất hiện từ hư vô, trực tiếp đánh tới bên người mạnh hạo, một quyền này đánh lên làn xương nồng đậm, khiến xương khói tan rã, Nắm đấm không hề trì hoãn, giáng thẳng lên thân hai thanh mộc kiếm của Mạnh Hạo. Một tiếng nổ vang trời. Hai thanh kiếm mộc kiếm rung động, bật lại đập vào lồng ngực Mạnh Hạo. Với thân thể và tu vi hiện giờ của Mạnh Hạo, chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang, đau nhức toàn thân, thân thể giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ra, còn phun ra một ngụm máu lớn. Hai mắt nhìn lại, hắn thấy chủ nhân của nắm đấm đó là một cô gái, chính là cô gái họ Phương, nàng mặc một bộ trường bào màu xanh, trong thanh lịch có chút cao ngạo, bước từng bước từ trong hư vô ra cô gái xinh đẹp như vậy nhưng lại có cú đấm khiến mạnh hạo kinh hãi lực lượng của cú đấm vừa rồi đã vượt xa kết đan sơ kỳ lực lượng thân thể mạnh mẽ đến mức này khiến mạnh hạo cảm thấy đáng sợ khói tím quanh người mạnh hạo trong chớp mắt liền cuộn trào lên đôi mắt hắn lập tức chuyển thành màu tím thương thế trong cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục chỉ mấy lần hô hấp gần như đã khôi phục bình thường chỉ là sắc mặt có phần tái nhợt mạnh hạo lau đi vệt máu ở khóe miệng ngẩng đầu nhìn về phía cô gái họ phương vẻ mặt âm trầm rất mạnh phi thường mạnh, vượt xa quý hồng đông rất nhiều, thậm chí chỉ một quyền vừa rồi đã có thể đánh chết tươi một kết đan sơ kỳ bình thường. Đồng tử mạnh hạo có rút, chạy rất nhanh, để ngươi giết chết tên quý hồng đông khiến người ta chán ghét. Ta có thể không giết ngươi, đem thứ giấu trên người ngươi ra đây, đó không phải thứ ngươi có thể có được. Cô gái họ Phương rừng dưng nói, trên người cô không có loại ý vị cao cao tại thượng như quý hồng đông, nhưng loại cao ngạo này còn mạnh hơn cả quý hồng đông còn có cả một cỗ khí thế bá đạo cường liệt, duy ngã độc tôn. Không đồng ý. Vậy ngươi có thể chết rồi. Cô gái nhìn Mạnh Hạo một cái, chỉ đợi hai nhịp thở, liền nói tiếp, thân thể đi về phía trước, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, cũng đưa tay tới, nắm đấm giáng xuống. Mạnh Hạo hai tay bắt quyết, huyết ấn ngũ chỉ trong nháy mắt bộc phát, ánh sáng huyết sát dưới dưới chân nhanh chóng khuếch tán, huyết thân trùng điệp, như dung hợp lại với bản thân, trong khoảnh khắc nắm đấm của cô gái tới nơi, một chưởng được đánh ra, Âm một tiếng, kinh thiên động địa, một cỗ lực lượng to lớn quật tung mặt đất giữa hai người, khiến vách tường bốn phía trong nháy mắt tan vỡ, bắt đầu xuất hiện dòng xoáy hư vô. Mạnh Hạo phun máu tươi, thân thể loạn choạng lui lại, mây tía trùng kín toàn thân, đôi mắt lộ ra tử quang chói mắt, thương thế trên người lại lập tức hồi phục, nhưng vẻ mặt lại càng trắng nhợt. Mỗi lần khôi phục, Mạnh Hạo đều tiêu hao sinh cơ của bản thân, mà sinh cơ thì đại biểu cho tuổi thọ, lúc này lui lại, trong mắt hắn lộ ra hàn quang đưa tay vỗ lên túi chữ vật mặt nạ huyết sắc đã nằm trong tay cô gái kia lui lại hai bước nhìn mạnh hạo trong mắt lộ vẻ sắc bén ở kết đan sơ kỳ đã có thể khiến ta lui lại ngươi là kẻ đầu tiên cô ta kiêu ngạo mở miệng ta còn có thể khiến ngươi đổ máu trong mắt mạnh hạo lộ ra hàn ý tay phải đưa lên đang muốn đeo mặt nạ chính vào lúc này cô gái họ phương hừ lạnh một tiếng sát cơ trong mắt càng thêm cường liệt thân thể trong nháy mắt sông lên lao thẳng về phía mạnh hạo cánh tay lại đưa lên một quyền lại tới. Phương. miệng nàng ta nhẹ nhàng thốt ra một chữ, nắm đấm của nàng ta trong chính thời khắc này hóa thành màu xanh, có vô số tia chớp màu xanh chạy quanh, phát tán một cỗ khí tức khiến mạnh hạo kinh hãi. nhất là tốc độ của nàng cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, khiến trong lòng mạnh hạo dâng lên nguy cơ cường liệt. nguy cơ này, cho dù là khi hắn gặp quý hồng đông cũng không hề cảm thấy, thậm chí có thể nói, hắn đã rất lâu không bị một kẻ cùng lứa áp chế toàn diện như vậy. chết giọng cô gái họ phương vang vọng, cánh tay giáng xuống, đánh thẳng về phía Mạnh Hạo. Vào khoảnh khắc này, tay phải Mạnh Hạo đưa lên, mặt nạ đã đặt lên mặt, một cỗ sát khí màu máu trong nháy mắt bộc phát. Cũng chính lúc này, tay phải Mạnh Hạo, vì cầm mặt nạ đeo lên mặt, cho nên mu tay đưa về phía cô gái họ Phương, mà chính lúc này, trên mu tay Mạnh Hạo, ấn ký màu xanh tạo thành lúc kết đan, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, mà chậm rãi chớp động, lúc này, chính là chớp lên. Ấn ký màu xanh, giống như phù văn, Đồng thời, chiếu vào trong mắt cô gái họ Phương, nàng vừa nhìn thấy ấn ký này, đột nhiên mở to đôi mắt, lộ vẻ không thể tin tưởng cùng không thể tưởng tượng được. Nhìn thấy nắm đấm cách Mạnh Hạo càng lúc càng gần, cô gái họ Phương đột nhiên tức giận hét lên, liều chịu cắn trả, cánh tay thay đổi phương hướng, thuận theo bên cạnh Mạnh Hạo, giáng thẳng lên mặt đất. Âm một tiếng, mặt đất hoàn toàn tan vỡ, hóa thành hư vô, thậm chí ngay cả hư vô cũng rung động, như bị một quyền này đánh đến khiến suýt nữa tan vỡ nàng phun ra một ngụ máu mái tóc rối tung quay đầu nhìn mạnh hạo trong mắt lại lộ vẻ tức giận và dầu dĩ cảnh này khiến mạnh hạo ngây ra hắn có phần không rõ vì sao vừa rồi vào thời khắc quyết định nàng lại chuyển hướng nắm đấm phải biết vào lúc đó làm như vậy bị thương nhất định là bản thân nàng ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé chết tiệt cô gái này mạnh mẽ ngẩng đầu giống một tiếng bộ dáng của nàng ta rất đẹp trước khi động thủ làm cho người ta có cảm giác mềm mại nhưng sau khi động thủ rồi thì giống y như bạo long nhất là giờ phút này một tiếng giống này lại càng tràn ngập bá đạo cái loại cảm giác duy ngã độc tôn này cực kỳ mãnh liệt mạnh hạo xe mà ra đầu run lên đây là lần đầu tiên hắn gặp được nữ tử như vậy chết tiệt nữ tử giống to sau đó tay phải nắm chặt lại một quyền hào hùng đã đánh xuống mặt đất mặt đất nơi đây vốn là không còn được bao nhiêu nữa giờ phút này một quyền đánh xuống lập tức nổ bung hỏng mất vì sao không phải màu đen dầm vì sao không phải màu đỏ oanh vì sao không phải màu tím cô gái này cứ nói một câu là lại giống như phát cuồng hạ súng một quyền đánh vào bốn phía mạnh hạo khiến cho tất cả mặt đất xung quanh mạnh hạo đều hoàn toàn hỏng mất duy chỉ còn lại có một khối đáng thương dưới chân của hắn thậm chí ngay cả hư vô bốn phía này cũng đều ở trong từng quyền này như muốn vỡ vụn hỏng mất da đầu mạnh hạo càng thêm run lên hắn cảm thấy cô gái này là một người điên loại quái lực thân thể này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mạnh hạo hắn thậm chí cảm thấy, mình cho dù là có đeo thêm mặt nạ, phòng trừng cũng không phải đối thủ của người điên này. Giờ phút này Mạnh Hạo lập tức nghĩ tới hình dung của Quý Hồng Đông đối với cô gái này trước mắt, nhất thời hoàn toàn tán thành. Mắt thấy nữ nhân này đang điên lên đánh vào hư vô, thân mình Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, khoảnh khắc nhảy vào trong một chỗ hư vô khác, nháy mắt thân thể liền bị cuốn đi, hắn nghe được nàng kia gầm lên một tiếng trước nay chưa có. Tại sao là màu xanh? Dầm, Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt khi bị truyền tống ra ngoài từ trong hư vô, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mu bàn tay của mình, ấn ký bên trên đang dần dần tiêu tán hoàn toàn. Chẳng lẽ là bởi vì nó? Mạnh Hạo chần chờ một chút, nhưng tưởng tượng đến nữ nhân điên đáng sợ kia, thân thể của hắn run run một chút, từ nhỏ đến lớn, từ đọc sách đến tu hành, đây là lần đầu tiên hắn đối với một nữ tử có cảm giác khủng bố như thế. Rất nhanh, Mạnh Hạo thấy hoa mắt, khi tất cả đều rõ ràng thì hắn thấy được trên hắc vụ trên bầu trời, cảm nhận được hơi thở quen thuộc bốn phía, nơi này chính là phụ cận Vãng Sinh Động. Cùng lúc đó, thi thể tiên nhân kia, giờ phút này đang rất nhanh thu nhỏ lại, xem bộ dáng này, có vẻ rất nhanh sẽ hoàn toàn khôi phục kích cỡ bình thường. Mà lúc này, bốn phía xung quanh giống như có người truyền tống vậy, lần lượt xuất hiện ở các vị trí. Ngay khi Mạnh Hạo xuất hiện, hắn không chút do dự lấy ra như ý ấn, thử một lần, Mạnh Hạo nhíu mày như ý ấn quả nhiên như hắn sở liệu, mất đi hiệu lực. Thu hồi như ý ấn, thân mình mạnh hạo mạnh mẽ lao ra, không phải là hướng ra phía ngoài, mà là hướng về phương hướng vãng sinh động, mau chóng chạy đi. Trước khi đi ra hắn cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, chính mình bị vây ở chỗ này, có thể nói là thập tử vô sinh, căn bản không có khả năng chạy ra khỏi khu vực này, mà sinh cơ duy nhất chính là vị trí nhìn như tử lộ. Vãng sinh chủ động kia, tử lộ này, so sánh ra thì mới chính là sinh cơ. Mạnh hạo không có lựa chọn khác đây là một loại đánh cuộc. Hắn đã nghĩ kỹ tất cả, giờ phút này nháy mắt lao ra, thẳng đến phía trước mà đi, nhưng ngay khi Mạnh Hạo bị truyền tống ra ngoài, bỗng nhiên, bốn phía bên ngoài sương mù, trong hơn 10 đạo quang trụ kia, chỗ của Quý gia, vị nam tử trung niên kia bỗng nhiên mở bừng hai mắt, xuất hiện tay phải y vung lên, trước mặt lập tức xuất hiện một bức tranh, trong tranh, rõ ràng chính là Mạnh Hạo giờ phút này đang bay nhanh hướng chính bắc. Nam tử trung niên thản nhiên mở miệng, thân mình nhoáng lên một cái, nháy mắt mà đi, những lão giả nguyên anh của quý gia ở bên cạnh cũng đeo sắc mặt âm trầm, mang theo sát cơ, cấp tốc đi theo, nhảy vào bên trong thung lũng, bước vào trong hắc vụ. Còn có những tu sĩ kia của Lý gia, cũng là một đám mang theo sát khí, đều bay vào, vì một người mạnh hạo, giờ phút này đều cùng nhảy đi vào, chừng hơn 10 người. Những người này, bất kỳ một ai, chỉ cần một ngón tay là có thể đem mạnh hạo đâm chết, nhưng hôm nay lại toàn bộ tiến vào, hiển nhiên không phải lo lắng mạnh hạo đào tẩu. Mà là việc này, bọn họ nhất định phải tham dự. Nháy mắt khi những người này nhảy vào trong sương mù, vị lão tổ thứ 10 của Vương gia đang ở đây mà không ai phát giác ra kia, bỗng mỉm cười, thân mình lao thẳng về phía trước, rõ ràng đi ở trước mắt phần đông tu sĩ, nhưng vẫn không có ai nhìn thấy lão, trực tiếp bước vào bên trong sương mù. Những tu sĩ nguyên anh của Quý gia cùng Lý gia kia, khi bọn họ hành tẩu trong hắc vụ thì tu vi dần dần bị áp chế, rất nhanh liền trở thành cảnh giới kết đan, nhưng lại là trình độ đại viên mãn. Tuy nói như thế, nhưng là bất kỳ một ai cũng vẫn có thể trực tiếp đưa mạnh hạo vào chỗ chết. Bọn họ cấp tốc bay đi, vị nam tử trung niên chảm linh của quý gia mặc dù tu vi bị áp chế, nhưng vẫn có thể chống cự một lát, chỉ cần thời gian không phải quá dài, y vẫn có thể bảo trì tu vi của mình ở nguyên anh. Tốc độ nhanh nhất, đương nhiên cũng là nam tử trung niên này, nhưng ngay khi y ở trong làn sương mù này gào thét lao như bay, đột nhiên, một tiếng ho khan thương lão ở bên cạnh y truyền ra. Tiếng ho khan này đến quá mức đột nhiên, khiến cho sắc mặt nam tử trung niên nháy mắt biến đổi, cước bộ khoảnh khắc dừng lại. Ai? Trên mặt y kinh nghi bất định, mặc dù nơi đây tu vi bị áp chế, nhưng y dù sao cũng là cường giả Trảm Linh, bản thân đối với nguy cơ tự nhiên có cảm ứng. Mới vừa rồi một nháy kia, tiếng ho khan này khiến y cảm thấy như hóa thành tiếng nổ vang trong đầu, dường như nếu người này muốn giết chết chính mình, một ý niệm liền có thể làm được. Vị tiền bối nào đang ở đây, tại Hạ Quý gia? nam tử trung niên trong lòng run lên, ý nghĩ tới vãng sinh động, loại cảm giác nguy cơ lúc này làm cho y hô hấp cũng có chút rùn rập. Quý thập nhất, hắn có khỏe không? Thanh âm già nua, mang theo một tia cảm khái, từ từ mà đến. Thập nhất thánh tổ. Nam tử trung niên lập tức miệng đắng lưỡi khô, trái tim bang bang nhảy lên, quý thập nhất mà đối phương vừa nhắc đến là một cái tên mà ngoại nhân rất khó biết được, tên này đại biểu cho một nhóm người cổ lão nhất của quý gia. Bất kỳ một ai cũng đều là tổ tiên mà toàn bộ quý tộc phải cúng bái, Vãn bối. Vãn bối chưa được gặp qua thập nhất thánh tổ. Nam tử trung niên thân mình run run, cái loại áp lực như có như không đến từ đối phương này, làm cho y cảm thấy thế giới như đang muốn hỏng mất. Được rồi, lão phu cũng không làm khó tiểu bối ngươi, ở chỗ này ngồi xuống một nén nhang, ngươi có thể rời đi. Bốn phía xung quanh nam tử trung niên truyền đến thanh âm mơ hồ, thanh âm này lộ ra vẻ âm trầm, làm cho nam tử trung niên này sau khi nghe, sắc mặt liên tục biến hóa, trần chờ một chút, vẫn là lựa chọn khoanh chân ngồi xuống. Ở trước mặt nam tử trung niên này, vị lão tổ thứ 10 của vương gia kia nhìn xa xa vào chỗ sâu trong hắc vụ, lão đứng ở chỗ này, nhưng nam tử trung niên kia lại là căn bản nhìn không thấy. "Tiểu Oai Nhi, lão phu đã giúp ngươi lưu lại người này, giải quyết vấn đề lớn nhất của ngươi, người còn lại đều đã bị áp chế ở kết đan, nếu như vậy mà ngươi còn không có biện pháp đào tẩu, thì nói rõ cho dù là ta giúp ngươi đào tẩu, ngươi cũng sẽ chết ở bên ngoài." Như vậy lão phu chỉ có thể đem hoàn mỹ hiện tại của ngươi cướp đi. Đáng tiếc, từ xưa đến nay, trạng thái hoàn mỹ là không thể bị người bồi dưỡng, không biết là lực lượng gì đang làm nhiễu. Nếu không thì ngược lại có thể đem ngươi bắt lại, chăn nuôi, chờ ngươi đến nguyên anh rồi lại đi đoạt lấy. Cho nên, ngươi tốt nhất là đừng để cho ta thất vọng, phải cường đại nhanh lên một chút. Lão giả nhẹ giọng mở miệng, trong mắt lộ ra quang mang âm trầm, giờ khắc này lão thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Còn có 120 dặm, ánh mắt mạnh hạo lộ ra tinh mang, vị trí hắn bị truyền tống ra ngoài, Cách vãng sinh chủ động không gần, nếu là lúc bình thường thường, những khoảng cách này đối với hắn mà nói, không coi vào đâu. Nhưng hôm nay đây là khu vực nguy cơ tứ phía, hơn 100 dặm này đối với Mạnh Hạo mà nói, đại biểu sinh tử. Hắn đã triển khai toàn bộ tốc độ, khoảnh khắc đi xa, 115 dặm, 100 dặm, 105 dặm. Mạnh Hạo đã thấy rõ ràng thi thể tiên nhân đang không ngừng nhỏ đi kia, đang lúc muốn nhảy qua, bỗng nhiên sắc mặt Mạnh Hạo đại biến một tiếng nổ vang trong phút chốc từ bốn phía mạnh mẽ truyền ra từng thân ảnh lấy một tốc độ kinh người nhất tề mà đến những thân ảnh này tốc độ cực nhanh trực tiếp khuấy động sương mù nơi đây khiến cho những tu sĩ của các tông môn khác mới truyền tống ra ngoài đều một đám sắc mặt biến hóa nhìn về phía thân ảnh của những lão giả đang bay rất nhanh kia trong đám người có trần phàm có hàn bối có sở ngọc yên có vương hữu tài lý thi kỳ còn có hứa thanh bọn họ đều thấy được một màn này, thậm chí đều thấy được, ở phía xa, mục tiêu mà thân ảnh những lão giả này đang lao đến. Mạnh hạo. Mạnh hạo lúc này do sương mù vây quay bị tản ra, thân ảnh liền hiển lộ, bị người nhìn thấy, và lại hắn cũng chẳng còn tâm tư mà đi che giấu, cứ như vậy trực tiếp hiển lộ trong ánh mắt của mọi người hoặc gần hoặc xa. Mạnh. Mạnh hạo. Trần Phàm hoàn toàn ngẩn người. Đầu óc vù vù, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, gã tìm Mạnh Hạo đã nhiều năm, nhưng từ năm đó, sau khi đối phương mất tích, liền thủy chung không có xuất hiện qua, gã làm thế nào cũng không cách nào dự liệu được, cư nhiên ở chỗ này, có thể thấy được mạnh hạo. Sở Ngọc Yên sắc mặt tái nhợt, thân mình run run, nàng kinh ngạc nhìn quần áo mạnh hạo, trên mặt mang theo vẻ chua sót, giờ phút này, nàng dĩ nhiên hiểu được, phương mộc, chính là mạnh hạo, chính là tu sĩ triệu quốc năm đó ở bên trong sơn cốc. Cùng mình cư ngụ hơn nửa năm, việc này đối với Sở Ngọc Yên mà nói, giống như xét đánh ngang tai, tiếng xét này trên thực tế trước đây trong thế giới ý thức, đã muốn tồn tại, nay tuy nói nàng có chuẩn bị, nhưng vẫn không thể đi áp chế, nội tâm nhắc lên từng trận ý nghĩ phức tạp. Trong sinh mệnh của nàng có hai nam nhân khó quên nhất, một người là Mạnh Hạo, khó quên này, bởi vì dây dưa năm đó, bởi vì một hồi oán hận không thể nói rõ. Người thứ hai, chính là Phương Mộc, từ khi biết được đối phương là đan đỉnh, nàng cũng không biết tại sao, lúc nào cũng nghĩ tới đối phương, thậm chí khi hiện lên thân ảnh hắn thì hoặc là hử nhẹ, hoặc là mỉm cười, hoặc là có chút đỏ mặt. Phương Mộc, Mạnh Hạo, trong đầu sở ngọc yên hình tượng hai người này thủy chung không thể trọng điệp cuối cùng còn lại chỉ có chua sót thật sâu cùng phức tạp vương hữu tài trầm mặc gã nhìn thân ảnh mạnh hạo trong lòng ngược lại là bình tĩnh nhất trong lúc mơ hồ gã giống như thấy được năm đó trong hang động trên đại thanh sơn khi chính mình ngừng đầu nhìn về phía trên thì nhìn thấy thư sinh mạnh hạo lý thi kỳ ngóng nhìn mạnh hạo trầm mặc không nói nàng nghĩ tới một trận chiến của hai người năm đó hàn bối hít sâu một cái với thông tuệ của nàng từ trên vẻ mặt của sở ngọc yên nàng lập tức nhìn ra mấy manh mối nhưng thủy trung nghĩ không ra cụ thể bất quá đối với mạnh hạo nàng có ấn tượng rất mãnh liệt giờ phút này mắt phượng trượt lóe ngưng trọng nhìn qua mạnh hạo cái tên này cái thân ảnh này xa cách nam vực nhiều năm nhưng hôm nay vừa xuất hiện vẫn trói mắt rực rỡ như trước mạnh hạo sắc mặt âm trầm ngay khi nhìn thấy sương mù bốn phía quay cuồng hắn liền lập tức cắn chót lưỡi phun ra một ngụm tiên huyết sau khi ngụm tiên huyết này phun ra trước mặt hắn thì đã trở thành huyết vụ trong giây lát quấn quanh ở dưới chân mạnh hạo khiến cho tốc độ của hắn trong chớp mắt bạo tăng mấy lần gần như thuấn di trực tiếp xuất hiện ở ngoài năm dặm trên cái thi thể tiên nhân đang không ngừng thu nhỏ lại kia ngay khi xuất hiện trên thi thể mạnh hạo phun ra một ngụm lớn máu tươi mái tóc màu đen giờ phút này có một vài sợi đã trực tiếp trở thành màu trắng lúc trước hắn dùng thuật pháp là một trong những cấm thuật pha tạp của huyết tiên truyền thừa thuật ấy tu sĩ kết đan có thể triển khai trong chớp mắt đổi lấy tốc độ vượt xa cực hạn của bản thân tuy nói không phải thuấn di nhưng ở cự ly ngắn so với thuấn di cũng sai biệt không nhiều lắm mà thuấn di vốn là thần thông chỉ tu sĩ nguyên anh mới có thể có được tu sĩ kết đan triển khai bí thuật này cả đời không thể sử dụng vượt qua ba lượt gần như tại thời điểm thân thể mạnh hạo biến mất ở vị trí lúc trước của hắn hư không nháy mắt sụp xuống, loại sụp xuống này, trực tiếp giống như dập nát một mảnh hư vô. Nếu không phải là mạnh hạo quyết đoán triển khai cấm thuật, như vậy dựa vào bản lãnh của hắn, cho dù là nhanh hơn nữa, thì cũng không thể tránh khỏi. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nơi đây cấm truyền tống, cấm chế tất cả truyền tống, nhưng cấm thuật của mạnh hạo lại không phải thuấn di, mà là bạo phát tốc độ cực hạn, giờ phút này phun ra máu tươi, đã đại biểu ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị thương, thậm chí hai chân của hắn cũng ở một khắc này phát ra tiếng động ken két. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm chần chừ, đồng tử trong mắt tràn ngập tử quang, lấy sinh cơ thọ nguyên để đổi lại sự khôi phục của thương thế có thể nói, từ khi bắt đầu kết đan, thọ nguyên của Mạnh Hạo cũng theo đó mà gia tăng, dựa theo bình thường mà nói, hắn là có thể sống khoảng 400 tuổi, nhưng nay đã hao phí một ít. Cái giá cực lớn này khiến cho Mạnh Hạo giờ phút này tuy nói thoạt nhìn vẫn là thanh niên, nhưng sắc mặt tái nhợt, ảm đạm đến mức ngay cả từ đồng thuật cũng không cách nào khôi phục. Cuối cùng vẫn là tới rồi. Xung quanh mạnh hạo, hơn 10 tu sĩ nguyên anh của hai nhà quý, Lý, hiện giờ đều đang bị áp chế ở kết đan đại viên mãn đang hướng về phía mạnh hạo gào thét mà đến. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mới vừa rồi mạnh hạo tránh thoát, làm cho những lão giả này, một đám hai mắt chớp động, lấy tu vi của mạnh hạo, có thể tránh thoát cục diện hẳn phải chết vừa rồi, cho dù là bọn họ, cũng đều có chút kinh ngạc. Về phần đám người hàn bối, sở Ngọc Yên, sau khi ở phía xa thấy một màn như vậy cũng đều là chấn động tâm thần. Mà hứa thanh thì gắt gao nắm chặt hai tay, cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt nhìn mạnh hạo, có ý muốn đồng thời ra tay, nhưng mạnh hạo khi đang thở dốc ánh mắt nhìn như tùy ý lướt qua, cũng là mang theo nghiêm khắc ngăn lại. Đừng để một phen tâm huyết của ta hoàn toàn uổng phí. Đây là lời mạnh hạo sẽ nói với hứa thanh, hứa thanh có thể nhìn ra ở trong ánh mắt này thân thể của nàng run run trong mắt mang theo ánh lệ bọn ta thật là đã xem thường tên tiểu bối ngươi rồi khó trách có thể giết được đạo tử của lý gia ta có điều hôm nay tiểu bối ngươi trốn không thoát đâu giết người thì phải đền mạng một vị lão giả của lý gia nhìn chằm chằm mạnh hạo cười lạnh mở miệng lời thừa quá nhiều rồi đấy tay phải mạnh hạo vỗ túi chữ vật mặt nạ huyết sắc trực tiếp xuất hiện hắn không chút do dự đem mặt nạ huyết sắc trực tiếp mang ở trên mặt ngay khi mặt nạ huyết sắc dung hợp cùng gương mặt hắn, theo hơi thở huyết sắc tản ra, tất cả những ai nhìn thấy đều là chấn động tâm thần. Đám người trần phàm còn đỡ, tuy nói rung động, tuy nói bị hơi thở huyết sắc này bao phủ, nhưng cũng chỉ là sắc mặt tái nhợt lui ra phía sau mấy bước mà thôi, nhưng mấy lão giả hai nhà quý lý này thì sắc mặt ai nấy đều nhất tề biến đổi. Giờ phút này Mạnh Hạo, một thân áo bào xanh bị huyết quang ánh thành huyết sắc, giống như mặc huyết bào trên người, ngoại trừ đôi mắt thì chính là mặt nạ màu trắng không hề có ngũ quan nào cả cùng trong mắt đỏ đậm kia gợi lên một hình ảnh mà tất cả các tu sĩ Nguyễn Anh tại đây đều đã từng được nhìn thấy trong điển tịch của gia tộc mình. Bộ tộc Thái Ách, huyết tiên năm đó, ở trên bộ dáng giống nhau như đúc, sát cơ mãnh liệt, sát khí ngập trời, tất cả đã hình thành nên lượng lớn đan khí màu đỏ phun ra khí tức nồng đậm trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, đan khí quay cuồng, hướng về bốn phía khoét tán, dưới chân Mạnh Hạo thi thể tiên nhân đã thu nhỏ lại chỉ còn lại khoảng hơn 10 trượng. Không biết lượng sức, trong phút chốc, bốn phía hơn 10 lão giả của hai nhà quý lý đã cấp tốc mà đến, có một người tốc độ nhanh nhất, chính là một trong tám lão giả của quý gia. Trong mắt của lão đã hiện lên sát cơ mãnh liệt, quyết định, muốn tự tay giết chết Mạnh Hạo, dùng cái này đến bảo vệ tính mạng của bản thân. Giờ phút này không hề bởi vì Mạnh Hạo là tiểu bối mà lo lắng thanh danh có điểm đen là ý lớn hiếp nhỏ. Sát cơ ngập trời, nháy mắt liền vượt ra khỏi mọi người, thẳng hướng Mạnh Hạo mà đến, chết cho lão phu. Lão giả quý gia này thanh âm âm lãnh, khi truyền ra thì tay phải cũng nâng lên, tốc độ của lão cực nhanh, nếu là lúc bình thường, Mạnh Hạo ắt hẳn nhìn không rõ thân ảnh, nhưng hôm nay trong mắt hắn tuy nói vẫn là mơ hồ, nhưng lại có thể ẩn ẩn nhìn được dấu vết. Càng ngày càng gần. Vô diện. Ánh mắt Mạnh Hạo đỏ bừng, tay phải vung lên, mái tóc dài giờ phút này đã có một bộ phận trở thành màu trắng, nhưng màu trắng này ở trong huyết quang kia, thoạt nhìn lại chính là màu đỏ. Đan khí phía sau hắn lại càng mãnh liệt quay cuồng trực tiếp liền đã hình thành một gương mặt thật lớn con mắt cháy yêu dị mà mạnh hạo thì tồn tại ở trong mắt phải từ gương mặt khổng lồ này trực tiếp bay lên hướng về phía lão giả quý gia đang lao đến kia trực tiếp đánh tới liều mạng mà chiến đưa kẻ địch vào chỗ chết tất cả chỉ vì tranh thủ một đường sinh cơ tiếng động nổ vang chớp mắt kinh thiên động địa chấn động bát phương truyền khắp bốn phía phạm vi xung quanh hắc vụ ngay cả bên ngoài thung lũng ở một khắc này cũng nghe được rất rõ ràng tử la lão tổ của thanh la tông hai mắt chợt lóe phía sau lão là lão tổ trảm linh của thanh la tông, ánh mắt cũng chớp động, hai người nháy mắt bay lên, nhằm phía hắc vụ. nhưng đột nhiên, hai vị lão tổ trảm linh kia của tử vận tông, thân thể khoảnh khắc biến mất, xuất hiện thì đã ở phía trước mặt hai người thanh la tông. tiến thêm một bước, đừng trách lão phu giết người. lão tổ trảm linh của tử vận tông, âm trầm mở miệng, ánh mắt lộ ra sát cơ cùng phẫn nộ mãnh liệt. lúc này trong hắc vụ, cùng tiếng nổ vang truyền ra, gương mặt khổng lồ hình thành bên ngoài thân thể mạnh hạo trực tiếp vỡ vụn hắn phun ra máu tươi toàn thân xương cốt nháy mắt vỡ vụn hơn phân nửa hơn nữa còn có vô số miệng vết thương xé mở máu tươi tràn ra khiến cho quần áo của hắn không còn là bị huyết quang ánh thành màu đỏ mà là trực tiếp bị máu tươi của hắn nhuộm thành màu đỏ đã trở thành huyết bào chân chính thân thể hắn bay ngược ra trực tiếp rơi lên trên thi thể tiên nhân thân hình run lên mạnh hạo cắn răng đứng vững hắn lúc này cũng giống như năm đó ở trong kháo sơn tông khi đối mặt với vương đằng phi chấp nhất của hắn tuyệt cường của hắn tâm cường giả của hắn trong nháy mắt này chẳng sợ thân thể hỏng mất tâm này vĩnh viễn bất diệt trong mắt hắn hồng mang ảm đạm máu tươi từ trên mặt nạ chảy xuống dưới chân hắn thi thể tiên nhân giờ phút này đã thu nhỏ lại chỉ còn khoảng năm trượng về phần lão giả quý gia kia thì chấn động toàn thân sắc mặt biến hóa một chút nhưng không có bị thương ánh mắt nhìn hướng mạnh hạo cũng xuất hiện ngưng trọng một kích mới vừa rồi cho dù là lực lượng bị áp chế ở kết đan đại viên mãn nhưng lão là tu sĩ Nguyên Anh, một kích kia đủ để giết chết bất kỳ một kết đan đại viên mãn nào, nhưng mạnh hạo nơi này, thế nhưng lại không chết. Nháy mắt, trong mắt lão giả này sát cơ mãnh liệt, đồng thời lại nổi lên tham lam. Lão biết rõ, tu vi mạnh hạo chỉ là kết đan sơ kỳ, nhưng một cái kết đan sơ kỳ có thể làm ra được khí thế mới vừa rồi, tất cả, đều là vì mặt nạ huyết sắc kia. Không chỉ có lão là hiểu ra việc này, những người khác bên cạnh lão, cũng là một đám ánh mắt chớp động, nhất tề nhằm phía mạnh hạo. Mạnh hạo chúng một kích kia, bản thân đã trọng thương, nhưng với tu vi của hắn, có thể thoát chết trong tay một tu sĩ Nguyên Anh có tu vi bị áp chế ở kết đan hậu kỳ. Tự thân việc này đã nói rõ sự cường hãn của mặt nạ huyết sắc này. Có thể nói, thực lực của mạnh hạo khi mang mặt nạ và khi không mang mặt nạ là hoàn toàn bất đồng. Nhưng, cho dù là như vậy, mạnh hạo vẫn không thể địch lại, giờ phút này thân thể lung lay sắp đổ, giống như dầu hết đèn tắt gương mặt dưới mặt nạ người ngoài nhìn không tới đã muốn tái nhợt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn nhưng hai mắt của hắn lại là mang theo một chút điên cuồng phát ra quang mang màu đỏ và chút tím hắn lại không tiếc tiêu hào thọ nguyên khôi phục thương thế mắt thấy hơn 10 tu sĩ ở bốn phía tiến đến mạnh hạo bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to nụ cười kia mang theo vẻ ngạo nghễ mang theo một cỗ ý chí quật cường vĩnh viễn không cúi đầu hắn là đan đỉnh đại sư hắn là truyền nhân đời thứ chín của phong yêu hắn là phương mộc hắn là Mạnh Hạo. Hắn vốn là thư sinh, đi tới hôm nay, lấy tu vi kết đan sơ kỳ, đối kháng hơn 10 người vốn là cường giả tu vi nguyên anh, cho dù bị địa thế đặc thù áp chế, dù là bởi vì sự yêu nghiệt của mặt nạ huyết sắc, nhưng phóng nhãn toàn bộ nam vực, phóng nhãn trong mấy ngàn năm của nam vực, có thể làm được điểm này, chỉ có một mình hắn. Cho nên, Mạnh Hạo cười to, nụ cười kia mang theo vô hối, mang theo một cỗ hào hùng, càng mang theo một cỗ chấp nhất ngập trời thương thế của hắn đang lấy sinh cơ đến khôi phục gương mặt dưới mặt nạ đang rất nhanh trở nên già cả tóc của hắn đã hoàn toàn trở thành màu trắng nhưng ở trong mắt người ngoài nhìn lại ở bên trong huyết quang đó không phải là một mái đầu bạc mà đã trở thành tóc đỏ bóng dáng trong cảnh tượng kia đã hình thành ấn tượng mãnh liệt trực tiếp khắc trong mắt thiên tri kiêu tử của các tông môn nam vực ở bốn phía những thiên kiêu được truyền tống về từ thế giới đổ nát trong giây phút này trong đầu óc bọn họ hình ảnh của Mạnh Hạo dường như đã trở thành vĩnh hằng, trăm năm, ngàn năm, dù là cả đời này, bọn họ đều không thể nào quên được. Bởi vì thân ảnh này đã chân chính trở thành mặt trời ban trưa trong thế hệ bọn họ, một thế hệ này sẽ không còn có bất kỳ một ai có thể vượt qua được Mạnh Hạo ở trước mắt, đây là nhận thức chung của tất cả bọn họ. Gì mà thiên chi kiêu tử, gì mà đạo tử nọ kia, tất cả so sánh với Mạnh Hạo đeo mặt nạ ngày hôm nay, một mái tóc đỏ, đối mặt với hơn 10 tu sĩ nguyên anh vẫn ngửa mặt lên trời cười to, bọn họ giống như kiến hôi, này mới là tu sĩ không biết là ai thì thào mở miệng những lời này trong phút chốc đã trở thành tiếng lòng chung của tất cả thiên tri kiêu tử nơi đây trong tiếng cười tóc đỏ bay lên mạnh hạo nâng tay phải lên ở trong tay hắn rõ ràng xuất hiện một viên đan dược màu tím đan dược này như ẩn chứa ma tính ngay khi xuất hiện thiên địa nổ vang một cỗ khí tức khó thể hình dung trong phút chốc theo đan dược quay cuồng lan ra tứ phía khiến mọi người biến sắc Mạnh Hạo đem đan dược này, không chút do dự nào, ném vào trong miệng. Đan dược màu tím lấy tốc độ khủng khiếp, trực tiếp hòa tan, đã trở thành chất lỏng màu tím, khoảnh khắc đã tràn ra như mực, nhuộm đẫm ngũ tạng, tràn ngập lục phủ ở trong cơ thể Mạnh Hạo. Giống. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét kinh người, mặt mày hắn dưới mặt nạ méo mó, trong hai mắt đỏ đậm của hắn lộ ra điên cuồng, lộ ra sát khí ngập trời cỗ hơi thở này giống như phù hợp với mặt nạ huyết sắc, khiến cho bên ngoài thân thể của hắn, đan khí phóng thích càng nhiều hơn, mãnh liệt hơn. Đau, đau nhức khó có thể hình dung. Kinh mạch toàn thân như bị thiên đao vạn quả, dưới một đao như bị lăng trì này, phóng ra toàn bộ tiềm lực cùng tu vi, giống như mở ra bảo tàng của thân thể, nhất là cơn đau nhức lúc cuối cùng, cứ như là có người xé mở lồng ngực của mình, khiến trái tim đang đập liên hồi của bản thân hiển lộ trong hư không. Loạn, loạn nghiêng trời lệch đất, tất cả trí nhớ trong đầu như bị một cỗ lực lượng không thể nào hình dung trực tiếp chấn nát tiếp theo đó ý thức của hắn tinh thần của hắn toàn bộ đều đã trở thành hỗn loạn mà ở trong hỗn loạn này lại ngưng tụ ra từng đạo sát cơ mãnh liệt vô cùng một đạo trăm đạo nghìn đạo vạn đạo mười vạn đạo cho đến thiên vạn đạo sát cơ những sát cơ này hỗn loạn đầu óc mạnh hạo trực tiếp kích nát kết đan của hắn điên cuồng linh hồn hắn khiến cho linh hồn này cũng lây nhiễm sự điên cuồng khủng bố đến cực điểm nọ điên cuồng này, hóa thành sát lực kinh thiên động địa, đảo điên tâm trí hắn, tinh thần của hắn nháy mắt tan ra, dùng loại ý chí phong ma này hóa thành một cỗ tuyệt mệnh chi tâm, dùng tâm này làm cho tu vi bản thân nháy mắt kéo lên. Kết đan trung kỳ, kết đan hậu kỳ, kết đan đại viên mãn. Tiếng gào thét của Mạnh Hạo quanh quẩn bát phương, làm cho mọi người bốn phía một đám toàn bộ hoảng sợ. Mạnh Hạo giờ phút này, không giống như đốt hồn nhưng lại hơn cả đốt hồn, bởi đan này, kỳ danh nhập ma đan, bởi vì ý này, duy ma, bởi người này duy cuồng thiêu đốt tu vi phóng ra linh hồn điên cuồng ý chí tuyệt mệnh kiếp này đã trở thành phong ma của giờ phút này đã trở thành mạnh hạo của lúc này mạnh hạo hai mắt đỏ bừng mang theo tia máu mang theo ma mang theo một cỗ dữ tợn người ngoài nhìn không tới khuôn mặt hắn dưới mặt nạ đang lấy tốc độ cực nhanh mà già đi mái tóc dài ánh đỏ của hắn giờ phút này không gió phiêu diêu mạnh hạo của lúc này hình tượng của hắn hình dạng của hắn trong phút chốc khắc ở bên trong mọi ánh mắt cũng chính là giờ phút này, hơn 10 tu sĩ Nguyên Anh Tu Vi bị áp chế ở kết đan kia đã đến gần kề Mạnh Hạo. Nhân số của bọn họ chiếm phần đông, Tu Vi của bọn họ vượt qua Mạnh Hạo nhiều lắm, nhưng vào thời khắc này, lại nhất tề ra tay. Giống như sợ, nếu không có tự tay giết chết Mạnh Hạo, sẽ dẫn đến phiền toái phiền toái cho chính mình khi quay về gia tộc vậy. Sát cơ ngập trời gào thét mà đến, không một ai có thể trợ giúp Mạnh Hạo, trong chớp mắt này, chỉ có chính hắn mới có thể đi giúp chính mình. Bản thân mới là kẻ chống lưng lớn nhất cho mình, tiếng cười của Mạnh Hạo quanh quẩn vẫn điên cuồng liều lĩnh như vậy, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, trực tiếp vung lên về phía trước. Vô diện, thiên địa nổ vang, gương mặt huyết sắc khổng lồ lần nữa xuất hiện ở bốn phía Mạnh Hạo, khuôn mặt này so với lúc vừa rồi còn to lớn hơn, thoạt nhìn chân thật hơn, giống như không phải hư ảo, mà là tồn tại chân chính. Khuôn mặt khổng lồ này quật khởi trời cao, lại thêm thất khiếu chảy máu. Một màn này thoạt nhìn thì thấy ghê người, giống như phong ma, kích thẳng về phía hơn 10 lão giả đang lao đến kia trong mắt người ngoài mạnh hạo lúc này như thiêu thân lao vào lửa đỏ tỏa sáng ra phương hoa của sinh mệnh nhưng cũng lại cực kỳ lay động nhân tâm thiêu thân lao đầu vào lửa tựa hồ như thiêu thân yêu thích lửa đỏ muốn ở trong lửa sống lại trong mắt người ngoài xem ra hẳn là phải chết không thể nghi ngờ nhưng ai có thể biết có lẽ thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không phải là vì thích lửa mà là muốn dùng tánh mạng của mình đem hỏa diễm dập tắt tiếng động nổ vang trong phút chốc truyền khắp thiên địa khuếch tán bát phương mạnh hạo phun ra máu tươi gương mặt thật lớn bên ngoài thân thể nháy mắt vỡ nát. Tu vi của hắn cho dù là được nhập ma đan mạnh mẽ tăng lên, nhưng đối mặt với hơn 10 người công kích, Mạnh Hạo vẫn là không thể địch lại. Máu tươi của hắn phun ra, toàn thân thì trọng thương, hai mắt vô thần, cười thảm, thân thể như diều đứt dây bay ngược lại. Mà hơn 10 người kia, sắc mặt đều chỉ là có chút biến hóa, rất nhanh lại lao ra, sát cơ mãnh liệt, hóa thành từng mũi tên nhọn, muốn xuyên thấu Mạnh Hạo. Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Nhưng ngay khi những người này đánh tới, trong một cái chớp mắt, hai mắt vô thần của Mạnh Hạo lộ ra một chút điên cuồng hơn. Nhất ngôn, thanh âm Mạnh Hạo khàn khàn, rõ ràng là dựa vào lực lượng khủng bố của nhập ma đan, mạnh mẽ xuất ra thần thông của huyết tiên truyền thừa. Lời nói vừa ra, lập tức khuôn mặt đang vỡ ra ở bốn phía Mạnh Hạo dừng lại quá trình nứt vỡ, mà sau một hồi lâu nứt vỡ, trên đó hình thành hàng loạt những khe đứt gãy, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn từ trên những khe đứt gãy kia trực tiếp phóng xuất ra lượng lớn hồng vụ sương mù này mạnh mẽ khoách tán ở trước người mạnh hạo khiến cho khuôn mặt khổng lồ này như xuất hiện thời gian đảo lưu mạnh mẽ co rút lại khe đứt gãy biến mất vỡ vụn tiêu tán làm cho gương mặt này lại đầy đủ nguyên vẹn trở lại nhưng tại vị trí vốn không hề có đôi môi lại rõ ràng xuất hiện một cái miệng mở lớn cái miệng lớn ấy mở ra như phát ra một thanh âm nhưng cái thanh âm này lại không ai có thể nghe được chỉ là ngay khi cái thanh âm không tiếng động đó xuất hiện, thì hơn 10 lão giả kia, trong nháy mắt ai nấy đều là tâm thần chấn động mạnh, từng vết máu trực tiếp phun ra từ trên người bọn họ, như muốn xé rách bọn họ trong khoảnh khắc. Sau đó, Mạnh Hạo nói ra câu thứ ba. Phong Hỏa Liên, Vô Diện, Nhất Ngôn, Phong Hỏa Liên. Đây là ba thần thông của huyết tiên truyền thừa lúc trước, lúc này bị Mạnh Hạo cưỡng chế thực hiện, chung quanh hắn lập tức nổi lên khói mù, xuất hiện phong hỏa. Những thứ khói mù phong hỏa này khoảnh khắc cuốn động, khiến cho bốn phía Mạnh Hạo nháy mắt quật khởi một cột gió xoáy cự đại, trong tiếng nổ vang phóng lên cao. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng, vết đứt gãy trên xương cốt Mạnh Hạo càng nhiều, máu tươi bắn ra, thân thể trực tiếp bị cuốn ra, trên mặt nạ cũng xuất hiện lực phản phệ cường đại, trực tiếp rời khỏi khuôn mặt của hắn, rơi xuống. Dung nhan của Mạnh Hạo dưới lớp mặt nạ tràn ngập vẻ già lão, sắc mặt tái nhợt, lúc này nằm trên mặt đất, trong mắt vẫn còn chớp động phong ma. Trong cơ thể hắn tu vi đã muốn tan vỡ, thân thể của hắn đã gần như đi đến hủy diệt, thọ nguyên của hắn đã mất đi rất nhiều, nhưng trái tim của hắn lại vẫn chưa từ bỏ, chiến ý còn đang thiêu đốt. Bên trong tiếng nổ vang, cột xoáy lốc kia tiêu tán, thân ảnh của hơn 10 lão giả nọ chậm rãi hiện ra, trong đó rõ ràng là có ba người khóe miệng ấy thế mà lại tràn ra máu tươi. Có thể thấy được sự cường đại cùng kinh người của thần thông này của Mạnh Hạo, hay cho một cái huyết tiên truyền thừa. Hơn 10 lão giả này một đám vẻ mặt âm trầm, nhất là ba người bị thương kia, mặc dù thương thế không nặng, nhưng bọn họ những người này, vây công một tu sĩ kết đan, lại vẫn bị thương, điều này đối với bọn họ mà nói, là không thể chấp nhận được. Kết thúc đi. Hơn 10 lão giả mắt nhìn mạnh hạo giờ phút này đã mất đi tất cả lực chống cự, toàn thân trọng thương, đã nằm trong trạng thái dầu hết đèn tắt, đồng loạt từng bước lại gần, ngay khi bọn họ đến được chỗ mạnh hạo chính là lúc kết thúc mọi chuyện lần này. Hứa Thanh thân thể run run, đang muốn lao ra thì bỗng nhiên Hàn Bối ở một bên kéo lại tay nàng, khí lực thật lớn. Ngay tại khoảnh khắc Hứa Thanh xoay người nhìn về phía Hàn Bối, bỗng nhiên, Mạnh Hạo nở nụ cười. Màu da tái nhợt, dung nhan có phần già nua, mặc dù không còn vẻ trẻ tuổi của lúc trước, nhưng trên khuôn mặt già nua này lại vẫn có thể nhìn thấy bộ dáng thanh niên trẻ trung nhiệt huyết của Mạnh Hạo tiếng cười lúc này, mang theo một cỗ quỷ dị, càng mang theo một cỗ dữ tợn, lộ ra sát cơ mãnh liệt. Thức tỉnh thôi, ngao khuyển của ta, Mạnh Hạo gian nan nâng tay phải lên, khẽ vuốt ở trên mặt nạ huyết sắc, trong mắt lộ ra một chút nhu hòa, càng có vẻ mong đợi. Ngao Khuyển, ngay tại thời điểm Mạnh Hạo kết đan, hắn cảm nhận được đối phương mặc dù vẫn còn tiếp tục ngủ say, nhưng dường như có thể ở trong lúc ngủ say, ngẫu nhiên thức tỉnh một lần. Điều này cần hắn triệu hồi, cần hắn không ngừng gọi tỉnh, mà điều này mới là sát cơ chân chính của hắn, tất cả thủ đoạn lúc trước đều là Mạnh Hạo đang tranh thủ thời gian cho Ngao Khuyển thức tỉnh, hắn đã âm thầm gọi tỉnh nó rất nhiều lần, bắt đầu từ trong thế giới ý thức cho đến lúc này, cho đến trận chém giết vừa qua, sâu trong lòng hắn vẫn không ngừng kêu gọi triệu hồi ngao khuyển, mãi cho đến một khắc vừa rồi, khi mạnh hạo mất đi tất cả sức chống cự, chỗ ngao khuyển cuối cùng cũng chuyển đến một dấu vết rung động, dấu vết kia lộ ra lo lắng, lại mang theo một cỗ điên cuồng rất giống mạnh hạo, giống như ngao khuyển đang dùng toàn bộ khí lực, dãy dụa mở mắt ra, cố gắng thức tỉnh, để có thể giống như trong huyết tiên truyền thừa, đi bảo hộ chủ nhân của nó, ngay thời khắc hơn 10 lão giả kia vọt tới, tay phải Mạnh Hạo vuốt ve mặt nạ huyết sắc, cùng lúc với thanh âm của Mạnh Hạo truyền ra, mặt nạ huyết sắc mạnh mẽ run run, tự mình bay ra, tốc độ cực nhanh, trực tiếp xuất hiện giữa không trung, xuất hiện ở trước người Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, một quầng sáng màu máu lớn chừng trăm trượng bỗng nhiên từ trên mặt nạ huyết sắc này tràn ra, dựng thẳng lên, sừng sững ở giữa trời đất. Quầng sáng màu máu này giống như một tấm gương màu máu cự đại khi xuất hiện, trên mặt gương nổi lên vô số sóng gợn, trong lúc mơ hồ có từng tiếng gầm nhẹ từ trong quần sáng truyền ra. Thanh âm gầm nhẹ kia kinh thiên động địa, vừa truyền ra thì lập tức làm cho hơn 10 lão già đang tiến đến kia, toàn bộ biến sắc, tiếng gầm này, giống như là uy hiếp của loài khuyển phát ra khi gặp địch nhân. Giờ phút này quanh quẩn bát phương, thậm chí vượt ra khỏi hắc vụ, truyền ra đến bên ngoài thung lũng. Trung niên nam tử trảm linh của quý gia bị lão tổ vương gia vây khốn kia giờ phút này mạnh mẽ mở bừng hai mắt, đồng tử trực tiếp có rút lại, ngay cả lão tổ vương gia ở trước người y, cũng phải nhẹ ồ lên một tiếng. Giống, một tiếng rít gào kinh thiên bỗng nhiên từ trong quầng sáng huyết sắc điên cuồng truyền ra, đó là mãnh thú nào đó gào thét, mang theo một cỗ điên cuồng, mang theo sát khí ngập trời. Khi thanh âm này truyền ra thì hơn 10 lão giả ở trước người mạnh hạo kia, sắc mặt đại biến, một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt trước nay chưa có, nháy mắt hiện lên ở trong lòng bọn họ. Đúng lúc này, quầng sáng huyết sắc thật lớn kia, mạnh mẽ vặn vẹo, cũng có gồ lên, giống như bên trong đó có vật thể nào đó như đang phát điên mà lao ra. Cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt này khiến hơn 10 lão già đến từ hai nhà quý lý toàn bộ chấn động tâm thần, trong mắt càng lộ hoảng sợ. Lấy tu vi của bọn họ, lấy tuổi tác của bọn hắn, lấy lịch duyệt của bọn họ, có thể làm cho bọn họ hoảng sợ, trừ bỏ uy hiếp đến từ gia tộc của bản thân ra, nguyên nhân đến từ bên ngoài dĩ nhiên rất ít. Mà lúc này hiện lên đồng thời cùng với cảm giác hoảng sợ, ở đáy lòng của bọn họ, nguy cơ sinh tử lại càng mãnh liệt, dường như hơi chút không cẩn thận một cái, trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ sẽ xuất hiện nguy cơ ngã xuống. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Loại nguy hiểm này đối với bất kỳ một cái tu sĩ nguyên anh nào mà nói, đều là một loại khủng bố rất lớn. Tu đến nguyên anh, đối với tu sĩ mà nói cực kỳ gian nan, con đường này, có thể đi đến trình độ nguyên anh, đã là đào thải rất nhiều người mà bọn họ có thể đi đến nơi đây, không ai là không có cơ duyên, đã trải qua tạo hóa, có được tư chất. Nhưng hôm nay, nguy cơ sinh tử này, mãnh liệt ảnh hưởng đến tinh thần của bọn họ, khiến cho hơn 10 lão giả này, lần đầu tiên đột nhiên dâng lên một tia hối hận. Nhưng không đợi hơn 10 lão giả kia kịp lui lại, đột nhiên, một tiếng nổ vang kinh thiên, trực tiếp từ trong quầng sáng huyết sắc lớn chừng trăm trượng kia nháy mắt truyền ra, thanh âm này giống như bức tường cản trời nào đó vỡ vụn. Khi thanh âm này truyền ra, tất cả những người nghe được, phần lớn là tâm thần rầm rầm, mấy người tu vi yếu ớt thì trực tiếp phun ra máu tươi. Ngay sau đó, trong rung động của hơn 10 lão giả kia, bọn họ tận mắt thấy, quần sáng huyết sắc lớn khoảng trăm trượng kia, giờ phút này trực tiếp bị xé nứt mở ra. Từ trong quần sáng tán phát ra hồng quang ngập trời, trong hồng quang, có một cái móng vuốt thật lớn, bỗng nhiên vươn ra. Chỉ có một cái móng vuốt, một cái móng vuốt của một mãnh thú khổng lồ nào đó, trên đó có móng tay sắc bén, lông bờm màu đỏ, còn mang theo một cỗ khó hơi thở hung thần khó có thể hình dung. Chỉ một cái móng vuốt đã to chừng hơn 10 trượng, trực tiếp đi ra từ trong huyết sắc quần sáng, giống như không chịu sự áp chế tu vi ở đây, như tia chớp lao ra. Ngay khi cái móng vuốt nọ xuất hiện, một cỗ hơi thở khủng bố, rõ ràng mãnh liệt trực tiếp bộc phát ra, truyền khắp bốn phía, khiến cho hơn 10 lão giả kia, toàn bộ sắc mặt hoàn toàn đại biến hai mắt có rút lại, một đám như phát điên cấp tốc rút lui, đầu óc vù vù. Đây là hơi thở trảm linh. Chết tiệt, bên người tên mạnh hạo này tại sao có thể có hơi thở trảm linh chứ? Hơn 10 lão giả kia ra đầu run lên, cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn. Nhưng ngay khi bọn họ muốn phân tán ra bốn phía để bỏ chạy, thì cái móng vuốt thật lớn vươn ra từ trong quầng sáng huyết sắc từ giữa không trung, mạnh mẽ, hung hăng vỗ về phía bọn họ. Đây là móng vuốt của huyết ngao, huyết ngao ngủ say mười mấy năm qua nó thực sự là không thể chân chính thức tỉnh nhưng sau khi mạnh hạo bước vào kết đan giữa bọn hắn xuất hiện cảm ứng dưới sự cảm ứng này khi mạnh hạo không ngừng mà triệu hồi khi chủ nhân của nó đến thời điểm nguy cơ sinh tử kích thích mãnh liệt này rốt cục khiến cho huyết ngao thức tỉnh trong chớp mắt chớp mắt này nó chỉ có thể nâng lên móng phải vươn ra thế giới bên ngoài hung hăng vỗ xuống phía dưới tiếng nổ vang kinh thiên động địa quý gia có ba lão giả, bọn họ vẻ mặt điên cuồng, tu vi toàn thân bùng nổ, mắt thấy không thể né tránh, đang muốn đi liều mạng chống cự thì móng vuốt của ngao khuyển đã tiến hóa đến trình độ chảm linh gào thét mà đến. Vào thời khắc va chạm với ba lão giả này, ba lão liền phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp vỡ nát, nguyên anh xuất khiếu, nhưng không chờ ba lão chạy quá xa, liền trực tiếp bị móng vuốt kia đánh ra dập nát. Mấy lão giả của Lý gia thì có bốn người cũng chạy chậm một chút, chỉ là một chút này, đối với bọn họ mà nói, chính là tử vong đến. Trong tiếng nổ vang, móng vuốt khổng lồ của huyết ngao trực tiếp hạ xuống, hoàn toàn bao trùm bốn người này ở bên trong, hóa thành nổ vang, thân thể của bọn họ đã trở thành thịt nát, dù bọn họ nguyên anh cũng đều không thể bỏ chạy, trực tiếp hỏng mất dập nát. Một màn này, ngoài ý nghĩ của quá nhiều người, gần như là trong chớp mắt, hơn 10 tu sĩ nguyên anh, trực tiếp chết bảy người. Bảy người này dưới móng vuốt của huyết ngao yếu ớt không chịu nổi một kích bị triệt để hủy diệt loại chuyện này hù đến những lão giả còn lại kia bọn họ sắc mặt tái nhợt tim đập rộn lên da đầu run lên giờ phút này ý niệm duy nhất trong đầu bọn họ chính là nhanh chóng tản ra nghịch chuyển chớp mắt này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ bọn họ vô luận như thế nào cũng đều không có dữ liệu được mạnh hạo này chỉ là một cái tu sĩ kết đan nhưng lại khó giết như thế bởi vì bọn họ căn bản cũng không biết đối với mạnh hạo mà nói kết đan chỉ là khởi điểm của hắn mà thôi sau kết đan, rất nhiều thuật pháp, rất nhiều thủ đoạn của hắn mới có thể triển khai ra được. Có thể nói, đây là sự bộc phát của Mạnh Hạo sau khi tích lũy cực sâu dày. Tiếng nổ vang còn đang quanh quẩn, móng vuốt của Ngao Khuyển dần dần tiêu tán, quần sáng huyết sắc thật lớn kia cũng đã biến mất vô ảnh, mặt nạ rơi xuống được Mạnh Hạo một phát bắt được. Giờ phút này, đám người Hàn Bối ở bốn phía, nguyên đám giống nhau, không còn hô hấp, bọn họ ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo đã dầu hết đèn tắt, bọn họ như thế nào cũng đều không thể nghĩ đến sẽ xuất hiện nghịch chuyển như vậy huyết thần, đó là huyết thần. Lý Thi Kỳ bỗng nhiên mở miệng, thân thể có chút run run. Nàng vừa nói, những người khác lập tức liền nghĩ đến, ngao khuyển huyết sắc trong truyền thừa huyết tiên năm đó kia. Ngao khuyển này năm đó bọn họ không biết thuộc về ai, lúc này, thậm chí phải nói là từ lúc trước, bọn họ đã có phản ứng lại, nhưng lại không kịp liên tưởng quá nhiều, cho đến lúc này tận mắt thấy, đầu óc lập tức vù vù. Mạnh hạo cất đi mặt nạ huyết sắc, lấy ra đan dược một ngụm nuốt vào, sau đó cắn răng đứng lên ánh mắt đảo qua mọi người ở trên người hứa thanh có chút dừng lại cuối cùng vẫn xoay người hướng về phương hướng vãng sinh chủ động dùng tốc độ cực hạn mà giờ phút này mình có thể triển khai mạnh mẽ phóng đi phương mộc sở ngọc yên tại cái chớp mắt này hô lên nàng có loại cảm giác mãnh liệt dường như cái xoay người này đem ngày gặp lại kéo dài ra đến không có kỳ hạn nếu không hô lên một câu này có lẽ chính là vĩnh biệt thân mình mạnh hạo có chút dừng lại nhưng ngay sau đó đã lập tức tiếp tục đi xa trong lòng Mạnh Hạo biết rõ, những lão quái nguyên anh này chính là mới vừa rồi bị huyết ngao đột nhiên xuất hiện, trực tiếp giết hết bảy người tạm thời kinh sợ, e là không được bao lâu sau, bọn họ cũng sẽ nhìn ra manh mối, có chút nghi ngờ, rồi thì khó tránh khỏi sẽ đoán được Mạnh Hạo nơi này chẳng qua là miệng cọp gan thỏ mà thôi. E rằng chẳng cần bao nhiêu thời gian, những người này sẽ lại tiến đến. Mà huyết ngao sau khi xuất thủ xong lại ngủ say, lúc này đây vô luận Mạnh Hạo triệu hồi như thế nào, cũng đều không thể thức tỉnh đường bên ngoài đã bị phong kín, chỉ còn vãng sinh động. Mạnh Hạo cắn răng một cái, gào thét đi trước. Đúng lúc này, mấy lão giả tránh thoát được tử kiếp mới vừa rồi kia, giờ phút này trước sau đều dừng lại cước bộ, một đám lộ ra vẻ mặt trần chờ, giống như đang suy tư chuyện vừa xảy ra lúc trước, lấy tuổi tác của bọn họ, chỉ cần thời gian hơn 10 cái hô hấp liền suy nghĩ cẩn thận tất cả, nhất thời sắc mặt khó coi, lập tức xoay người thẳng đến phía sau mà đi. Không bao lâu, không sai biệt lắm tất cả những lão quái nguyên anh vừa đào tẩu, đều suy nghĩ cẩn thận tất cả, gào thét trở về, thẳng hướng Mạnh Hạo mà đuổi theo. Ngay khi Mạnh Hạo chỉ còn cách Vãng Sinh chủ động một khoảng cách hơn 50 dặm, bỗng nhiên, trong Vãng Sinh động truyền đến một tiếng thở dài. Tiếng thở dài này là thanh âm của nữ tử, thanh âm này đột ngột, nhưng cố tình xuất hiện ở ngay lúc đó, trực tiếp làm cho mấy lão giả nguyên anh kia sắc mặt đại biến, nhưng lại nhất tề phun ra máu tươi, toàn bộ rút lui, thân thể run run, vẻ mặt hoảng sợ, giống như so với gặp phải huyết ngao khi nãy còn cường liệt hơn vô số lần. Trong cơ thể run run của bọn họ, ngay cả Nguyên Anh cũng đều run run, sợ hãi đến cực hạn. Không chỉ là bọn họ, giờ phút này bên ngoài thung lũng, tất cả tu sĩ, toàn bộ mọi người khi nghe thấy tiếng thở dài này đều là tâm thần kịch chấn, phun ra máu tươi. Về phần lão tổ trảm linh của các tông thì sắc mặt đều xuất hiện đại biến trước nay chưa từng có. Đây là... Ngay khi sắc mặt bọn họ đại biến thì cư nhiên cũng đều phun ra máu tươi, giống như đều bị thương nặng trong thung lũng, trong sương mù, nam tử trung niên tu vi chảm linh của quý gia cũng phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ đến cực hạn, y đã hiểu, thanh âm này, chính là từ trong vãng sinh động truyền ra. Đây không phải là thanh âm của sinh mệnh kỳ dị, đây hoàn toàn là tiếng thở dài của một nữ tử. Là ai? Nàng là? Tiên! Trong sương mù, lão tổ vương gia mà người ngoài nhìn không tới, chấn động toàn thân, thân thể mạnh mẽ như gió bão sắp nổi vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, ánh mắt mang theo tinh quang, càng có một tia kiêng kỵ cùng rung động mãnh liệt, nhìn về phía Vãng Sinh Động. Đúng lúc này, một thanh âm của nữ tử truyền khắp vạn dặm Vãng Sinh Động. Năm đó ngươi trong lúc vô ý nới lỏng phong ấn của ta, xem như một hồi nhân quả. Nay ngươi vẫn không thể đi vào động này, đi thôi, ta giúp ngươi lúc này rời đi thôi, cũng coi như chấm dứt nhân quả. Theo tiếng nữ tử thở dài, đồng thời truyền ra thanh âm trầm thấp dịu dàng của nàng, thanh âm này quanh quẩn bát phương, ngay khi truyền ra một luồng bạch quang nháy mắt từ trong vãng sinh động bay ra đó là một cái lân phiến ngư lân nhưng tiếp theo trong nháy mắt nhìn lại giống như lại đã trở thành lông chim lông chim của côn bằng vật nhìn như lông vũ lại như lân phiến này chớp mắt bay ra tốc độ cực nhanh khoảnh khắc liền xuất hiện ở trước người mạnh hạo trực tiếp khắc ở trên mi tâm của hắn mạnh hạo chấn động toàn thân một cỗ lực lượng nhu hòa trong nháy mắt từ trên vật như vũ như lân này đảo mắt lưu chuyển toàn thân mạnh hạo ấy thế mà lại khiến tu vi của hắn trực tiếp củng cố, không còn là thiêu đốt tan vỡ nữa, mà là khôi phục lại như trước, vẫn là kết đan sơ kỳ, nhưng thương thế ấy vậy mà trong phút chốc đã phục hồi được một, hai tầng rồi. Thậm chí đến cả thọ nguyên cũng đều trong một cái chớp mắt này nhiều hơn một chút, khiến cho gương mặt mạnh hạo không còn là thương lão, mà là khôi phục lại vẻ thanh niên lúc trước, nhưng sắc mặt tái nhợt lại không cách nào thay đổi. Một đầu đầu bạc, cũng khó mà khôi phục. Cho ngươi lực lượng của côn bằng, đi thôi, lúc này rời đi thôi thanh âm còn đang quanh quẩn thân thể mạnh hạo khoảnh khắc liền cảm nhận được một cỗ lực đẩy rất lớn vòng quanh thân thể của hắn như hóa thành một con côn bằng một cái chớp mắt rút lui gào thét mà đi mấy lão giả nguyên anh kia ngay tại cái chớp mắt này ấy vậy mà lại không hề nâng lên được chút ý ngăn trở nào nữ tử đến từ vãng sinh động dù rằng chỉ là thanh âm cũng đủ để uy chấn bát phương nơi đây tốc độ cực nhanh mạnh hạo nơi này cũng không kịp suy tư trong nháy mắt đã chạy ra khỏi mảnh thung lũng này xuất hiện ở ngoại giới trong mắt tu sĩ của tất cả các tông môn gia tộc nam vực bọn họ nhìn qua là một đạo lưu tinh là mạnh hạo một thân trường báo huyết sắc một mái đầu bạc bên trong lưu tinh ánh mắt mạnh hạo lộ ra vẻ mờ mịt nhưng mờ mịt này chỉ là khoảnh khắc hắn lập tức đã hiểu ra được đối phương là ai côn bằng nàng chính là côn bằng mà năm đó bay lượn bên trên vãng sinh động đó sao nhưng nàng vì sao phải cứu ta nhân quả cùng ta lại là kết từ khi nào chứ phong yêu nhất mạch đều là người vô tình, hy vọng tự giải quyết cho tốt. Nàng kia thở dài, chớp mắt đó chỉ quanh quẩn ở bên tai Mạnh Hạo, làm cho hai mắt hắn mạnh mẽ trợn to. Nhiều năm sau, tu sĩ các tông ở bên ngoài vãng sinh động vẫn không thể quên được một màn năm đó. Ở trong trí nhớ của bọn họ, một đạo lưu tinh từ sương mù trong thung lũng lao ra, lưu tinh này giống như thiêu đốt, phóng xuất ra hỏa diễm kinh thiên, phát ra quang mang có thể khiến cho người ta cả đời khó quên bên trong hào quang hỏa diễm kia chính là mạnh hạo đệ tử truyền thừa của tử vận tông vị đại sư thứ tư của nam vực đan đỉnh kẻ có được thái linh kinh người được truyền thừa huyết tiên những thứ trên nếu ở trên người bất kỳ một tu sĩ nào cũng đều đã là thanh danh hiển hách rồi còn nếu là toàn bộ đều thuộc về một người thì người này có thể trở thành một hồi truyền kỳ ở nam vực mà mạnh hạo không thể nghi ngờ đã trở thành truyền kỳ mặc dù tu vi của hắn không cao Mặc dù hắn ở Nam Vực không lâu, nhưng bất kể thế nào đều không thể ngăn cản quang mang của hắn, bắt đầu từ ngày hôm nay, như mặt trời ban trưa. Không ai có thể quên, bên ngoài đạo lưu tinh kia trong hư vô kia, được một hư ảnh côn bằng thật lớn bao bọc, cự thú côn bằng này như đã đem mạnh hạo thành hạch tâm của nó. Từ thung lũng sông ra ngoài, tất cả các tu sĩ của các tông môn ở phía dưới đều chỉ có thể ngước nhìn. Bọn họ nhìn mạnh hạo chạy ra khỏi thung lũng, chạy thoát khỏi sự phong tỏa của hơn 10 tu sĩ nguyên anh hai nhà quý lý, trực tiếp phá mở phong ấn vờn quanh bốn phía, khiến cho phong ấn kia trở thành mảnh nhỏ, tầng tầng hỏng mất, sau đó, lưu tinh này, côn bằng này lao ra thiên địa, biến mất ở bên ngoài vạn dặm, biến mất ở ngoài phạm vi vãng sinh động, biến mất ở tại chân trời. Sau đó, truyền tống vào bên trong một chỗ lốc xoáy trong hư không, hoàn toàn không thấy. Tu sĩ Tử Vận Tông, bao gồm cả hai lão tổ Trảm Linh kia, đều ngóng nhìn chân trời, ngóng nhìn Mạnh Hạo biến mất một khắc khi tận mắt thấy mạnh hạo an toàn rời đi, đáy lòng của bọn họ cũng nhẹ nhàng thở ra. Ngô Đinh Thu ở bên, vẻ mặt có chút phức tạp, đáy lòng có chút cảm khái. Ông nghĩ tới mạnh hạo năm đó ở triệu quốc, nghĩ tới một màn lúc trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy đối phương tay cầm thiết thương kia. Giống như một giấc mộng, Ngô Đinh Thu giờ phút này hồi tưởng còn cảm thấy có chút không thể tin tưởng được. Tống lão quái cũng nhìn bầu trời, vẻ mặt cũng giống như Ngô Đinh Thu, cảm khái. Về phần tống dai, sớm đã trở về, nàng trầm mặc nhìn bầu trời, trong lòng u oán, giống như thủy chung không thể hóa mở, nhìn phu quân trên danh nghĩa của nàng, trên thực tế, hai người từ đầu tới cuối đều không có nói với nhau qua một câu. Ủng hộ kênh qua linkhaleyzi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tử La lão tổ trầm mặc, lão cười gượng lắc đầu, Thanh La tông đối với Mạnh Hạo rất quen thuộc, từng màn trong phúc địa thượng cổ, cực yếm nhận chủ, tất cả những điều này khiến cho Thanh La tông cùng Mạnh Hạo đã trở thành tử cục, nhưng lão vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mạnh hạo sau khi hóa thân phương mộc lại dám nghênh ngang tiêu sái vào thanh la tông và lại ở trong đan đạo thanh la tông chiến đan sư thậm chí còn vì bọn họ luyện đan tất cả những điều này giờ phút này hồi tưởng lại cực không chân thật đồng thời ngay cả lão đáy lòng cũng có bội phục nhất kiếm tông kim hàn tông còn có người vương gia giờ phút này ai nấy đều là vẻ mặt bất đồng cũng may vương đằng phi không ở đây nếu không thì sự phức tạp của y sẽ như thủy triều bao phủ bản thân ngũ tông tam tộc của Nam Vực, ở những năm gần đây, trong lúc bất chi bất giác, hoặc là cùng Phương Mộc, hoặc là cùng Mạnh Hạo, đã sớm quen thuộc. Hàn bối than nhẹ, Mạnh Hạo cùng Phương Mộc trong đầu nàng, dần dần trọng điệp lại một chỗ, hóa thành một hình tượng khắc sâu trong trí nhớ nàng. Hình tượng này là một thân ảnh cao ngạo, thân khoác hồng bào, mang theo mặt nạ, ngửa mặt lên trời cười to. Vương hữu tài trầm mặc, gã nghĩ tới Đại Thanh Sơn, nghĩ tới huyện Vân Kiệt, Sở Ngọc Yên cắn môi, nàng phân không rõ mình đang suy nghĩ cái gì, giờ phút này có đau đớn, lại có phiền muộn, càng có mất mát, giống như vừa mới mất đi cái gì đó, bắt không được. Diệp Phi Mục cúi đầu, không tiếp tục nhìn lên thiên không nữa, nhưng trong mắt của y lại lộ ra quang mang chấp nhất, y tin tưởng Mạnh Hạo ở những địa phương khác cũng tất nhiên sẽ quật khởi, mà chính mình nơi này, không thể có chút lơi lỏng, nhất định phải ở một ngày nào đó trong tương lai, khi hai người gặp nhau lần nữa thì trên phương diện đan đạo phải hoàn toàn thắng được đối phương trần phàm giờ phút này thở dài y đã nhìn không thấu tiểu sư đệ năm đó nữa rồi con đường của hai người trên thực tế từ lần chia lìa ở kháo sơn tông năm đó thì đã phân ra hai cái phương hướng bất đồng rồi dưới đáy lòng y bỗng nhiên rất là hâm mộ mạnh hạo không phải hâm mộ thân phận của đối phương mà là hâm mộ nhân sinh của đối phương so với chính mình phấn khích hơn rất nhiều có lẽ đây mới là tu sĩ trần phàm thì thào trong mắt lý thi kỳ nở rộ quang mang kỳ dị nàng nghĩ tới những lời mà vị lão tổ thần bí nhất kia trong tông môn nói với mình trước chuyến đi này còn có thể gặp nhau sao lý thi kỳ mỉm cười nhất định sẽ gặp nhau lần nữa hứa thanh nhìn xa xa dưới đáy lòng kiên định thì thào tính cách của nàng đơn giản bộ dáng của nàng lãnh lãnh thanh thanh nàng không thông minh nhưng chấp nhất của nàng nếu là so với người bên ngoài nồng đậm hơn rất nhiều phần chấp nhất này đã trở thành một cái hứa hẹn muội trở huynh hứa thanh dưới đáy lòng nhẹ nói Thiên Hà Hải phân cắt vùng đất Nam Thiệm Gia thành hai phần Đông Bắc cùng Tây Nam. Đông Thổ Đại Đường, Bắc Mạc Khương Địch, Nam Vực Quần Hùng, Tây Mạc Đồ Đằng. So với Đông Thổ Đại Đường Cường Thế, Bắc Mạc Khương Địch Hào Giã, Nam Vực Quần Hùng Tịnh Khởi, như vậy Tây Mạc, khu vực có rất nhiều danh xưng các loại như Tây Man, Tây Ma, trên thực tế chỉ là danh từ thay thế cho cuồng loạn loạn, chính là thế cục duy nhất của Tây Mạc, ở Tây Mạc, không có tông môn, có chỉ là từng khu từng khu bộ lạc, lấy bộ lạc làm liên minh, hợp thành một đám thế lực lớn, bởi vì cằn cỗi bởi vì tài nguyên rất thưa thớt bởi vì hoàn cảnh tàn khốc cùng thiên địa ác liệt khiến cho tu sĩ tây mạc giết chóc tàn nhẫn tu lực lượng đồ đằng khát vọng có một ngày có thể nhập chủ nam vực hai lần cùng nam vực đại chiến khiến cho hai đại khu vực tồn tại phong ấn cường đại chặn đứt con đường lui tới duy chỉ có tại khu vực không thể bị phong ấn kia đã hình thành mặc thổ trở thành thông đạo duy nhất nối liền tây nam mặc thổ hình thành bởi đủ loại cơ hội không thuộc về Nam Vực, cũng không thuộc về Tây Mạc, nơi này càng tự do, cũng đồng dạng tàn khốc hơn hẳn. Mặc thổ cằn cỗi, cũng có bộ phận khu vực dồi dào, khiến cho hai cực nơi này phân hóa cực kỳ nghiêm trọng, động cái là giết chóc, càng làm cho phiến đại địa này tự hồ cũng ẩn chứa hương vị huyết tinh. Giờ này khắc này, ở một nơi cách nơi giao giữa Nam Vực cùng mặc thổ tầm lộ trình một ngày đường, bên một bụi cỏ dại trên bình nguyên, đột nhiên, xuất hiện một cái lốc xoáy giữa hư không lốc xoáy này như một đại khẩu màu đen, vô thanh vô tức xuất hiện giữa không trung. Bây giờ là thời gian buổi trưa, bốn phía thổi lên từng làn gió thê lương, khiến cho cỏ dại lắc lư, phát ra thanh âm sàn sạt. Lốc xoáy đột nhiên xuất hiện này tự nhiên cũng sẽ không khiến cho người nào tới chú ý. Bốn phía tám phương tại đây, trong khu vực rất lớn này, lại có rất ít tu sĩ nam vực. Rất nhanh, ở trong lốc xoáy màu đen kia, đi ra một thân ảnh, thân ảnh ấy sau khi đi ra, giống như lào đảo vài bước, quay đầu thì một mái tóc bạc theo gió bay lên, trên mi tâm có một ấn ký hình thoi, giống như lân, giống như vũ. Hắn chính là Mạnh Hạo. Sau khi nương theo lực lượng của côn bằng lao ra khỏi thung lũng, Mạnh Hạo triển khai như ý ấn, từ trong phạm vi vãng sinh động truyền tống đi, khi xuất hiện thì đã ở tại nơi này. Mạnh Hạo yên lặng đứng ở giữa không trung, nhìn lốc xoáy biến mất, trên mặt của hắn mang theo một chút mờ mịt, bốn phía rất yên tĩnh, trừ bỏ tiếng gió, không có gì khác. Hồi lâu, Mạnh Hạo cúi đầu, sau khi lấy ra ngọc giản ngưng thần nhìn, xác định phương vị của mình than nhẹ một tiếng hướng về phương hướng tử vận tông cúi đầu thật sâu cái cúi đầu này sau một hồi lâu mạnh hạo mới ngẩng đầu lên khi ngẩng đầu thì mờ mịt trong mắt hắn đã biến mất thay vào đó là kiên định ở tử vận tông an nhàn gần 10 năm cũng đã sắp quên mất cuộc sống tán tu một mình bên ngoài mất rồi mạnh hạo bình tĩnh thì thảo tay phải vung lên một hạt giống màu tím bay ra sau khi rơi trên mặt đất mặt đất ẩm ẩm chấn động một cây dây leo thô to nháy mắt bay lên vườn quanh ở bốn phía mạnh hạo mạnh hạo khoanh chân ngồi trên một nhánh dây leo hai mắt chợt lóe sau khi truyền xuống ý niệm dây leo đột nhiên từ trên mặt đất bay lên mang theo mạnh hạo đi thẳng về phía mặt thổ phía trước mạnh hạo hai mắt nhắm nghiền hắn muốn nhanh chóng ly khai nam vực không thể có chút chậm trễ nào chỉ là hiện nay tu vi của hắn mặc dù có củng cố nhưng thương thế cũng rất nặng sinh cơ thọ nguyên mặc dù được vật giống như lân giống như vũ kia khôi phục lại nhưng cũng chỉ còn lại không đến một giáp mà thôi không phải đến vạn bất đắc dĩ có thể không hao tổn Mạnh hạo thật sự không muốn tiêu hao. Cần phải nhanh chóng tiến vào mặc thổ, ở đấy tìm kiếm một khu vực chữa thương. Không biết người quý gia qua bao lâu nữa sẽ đuổi giết lại đây. Mạnh hạo vẻ mặt bình tĩnh, khoanh chân ngồi trên dây leo, tùy ý dây leo triển khai toàn lực bay nhanh, tiện cho mạnh hạo chữa thương. Hắn vỗ túi chữ vật, lấy ra một tấm gương đồng, sau khi nhìn kỹ thì đem cất đi. Lúc trước khi kết đan thành công, ta ẩn ẩn có loại cảm giác, chỉ cần lúc ấy tĩnh hạ tâm lai, dung nhập vào trong gương này, liền có thể thức tỉnh khí linh của kính này. đáng tiếc lúc ấy tình huống nguy cơ. Mạnh Hạo trầm mặc, hắn không biết khí linh xuất hiện sẽ có cái gì ngoài ý muốn, giờ phút này cũng không phải là lúc tĩnh tâm cầu thông khí linh, cần toàn tâm chữa thương. Trên đường hắn đem túi chữ vật của Quý Hồng Đông lấy ra, nhìn thoáng qua, mặt trên có một đạo ký hiệu phong ấn, Mạnh Hạo không dễ dàng thử mở ra, mà là suy nghĩ một chút, lại đem nó cất đi, lật tay thì trong tay xuất hiện một cái chuông chính là pháp bảo quý hồng đông ngày đó xuất ra nghiên cứu một chút mạnh hạo nhắm mắt lại tiếp tục chữa thương hoàng hôn ngày hôm sau vô kinh vô hiểm dây leo của mạnh hạo mang theo hắn bước vào khu vực mặc thổ khu vực này rất dễ phân biệt mặt đất là màu đen thực vật sinh trưởng cũng đều là màu đen chiếm đa số cho nên nơi này có tên là mặc nhưng ngay khi mạnh hạo bước vào mặc thổ đột nhiên trong đầu của hắn hiện lên thanh âm tang thương cổ lão kia của phong yêu cổ ngọc cửu sơn chi tiên Nhất bút chi điên, chúng sinh chi phù, băng diệt thương thiên, thử lực dung thổ, hóa liễu diệt tử, nạp liễu yêu sinh, thử địa, khả tu, phong chính thuật. Mạnh Hạo tâm thần chấn động, mạnh mẽ mở mắt ra. Thời điểm mở mắt, hắn lấy cổ ngọc phong yêu ra, nháy mắt chạm vào ngọc này, một cỗ hơi thở lạnh như băng theo ngón tay của hắn, dung nhập đầu óc, hóa thành một đoạn khẩu quyết, đã hình thành một thức thần thông thuật pháp độc hữu của phong yêu nhất mạch. Phong chính thuật, phong vạn vật thành yêu hoàng hôn của vùng đất mặc thổ thương ma tại thiên mặt đất tối đen một mảnh hưu quạnh không thể thấy được một phàm nhân nào cả bởi vì với hoàn cảnh của vùng đất này phàm nhân rất khó ở lại cho nên người nơi đây phần lớn là tu sĩ chiếm đa số cho dù ngẫu nhiên có một ít phàm nhân cũng đều là thân thể cường tráng khí huyết cường thịnh là hậu duệ được tạo thành từ các gia tộc tu chân nơi đây nhiều năm qua ngay khi mạnh hạo bước chân vào mảnh đất mặc thổ này hắn quay đầu lại trên mặt lộ ra một chút hồ nghi hắn ẩn ẩn cảm thấy sau khi bước vào đây giống như trên người có một sợi tơ vô hình bị che đậy lại cố tình là ở khi chưa có bước vào nơi đây sợi tơ vô hình này mạnh hạo căn bản cũng không có phát hiện chút nào chỉ có ở một khắc bị che đậy này mạnh hạo mới phát hiện sự tồn tại của nó trầm ngâm một lát mạnh hạo như có chút suy nghĩ dây leo nâng thân thể hắn tại trên vùng đất này gào thét mà đi một lát sau mạnh hạo thu hồi tâm tư hai mắt chớp động tản ra linh thức linh thức của hắn tản ra, phương viên chăm dặm nơi đây, khoảnh khắc liền hiện lên trong đầu óc hắn. Phải tìm một nơi yên tĩnh chữa thương. Ngoài ra Chu Đức Khôn lúc trước chính là bị bắt vào mặc thổ. Hơn nữa ở chỗ này có tin tức của Vô Mộc Tầm, nếu có thể, có lẽ có thể đem Vô Mộc Tầm luyện chế thành. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, lại lấy ra túi chữ vật của Quý Hồng Đông, trên đó có ký hiệu của y, giờ phút này thế mà lại mỏng manh đi một chút, như bị áp chế, chính là sau khi Mạnh Hạo làm thử, vẫn chưa thể mở ra, nhưng hắn cũng nhìn ra, loại áp chế này thời gian dài một chút, chính mình hẳn là có thể mở túi chữ vật này ra. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt, tùy ý dây leo cấp tốc đi trước, không hề có nghỉ ngơi, liên tục tiến về phía trước hơn một tháng. Trên đường gặp mấy tu sĩ mặc thổ, những tu sĩ này một đám thân thể gầy gò, hơi thở hung thần cực kỳ mãnh liệt, và lại rất ít tốt 5 top 3, phần lớn là một mình một người, cho Mạnh Hạo cảm giác giống như cô lang. Một điểm này, có bất đồng mãnh liệt với Nam Vực dường như người nơi này đã trải qua quá nhiều trong sống chết, nhưng phàm là người có thể còn sống sót, gần như đều là dính không ít máu tươi. Nhưng những người này cho dù là hung hãn hơn nữa, khi thấy Mạnh Hạo thì toàn bộ cũng đều có rút hai mắt lại. Mạnh Hạo một mái đầu bạc, quá mức nổi bật, mái tóc bạc này phiêu diêu, phối hợp với gương mặt tái nhợt, lập tức liền khiến cho người ta có một loại ý vị âm trầm. Hơn nữa dây leo giữ tợn kia, vừa thấy chính là vật hung ác, Phát ra hơi thở trúc cơ, ẩn ẩn còn mang theo hương vị máu tươi, khiến người nhìn thấy đều mơ hồ trực giác phán đoán. Người này không thể trêu chọc. Cho dù là mấy hạng người tu vi không tầm thường, nhưng sau khi nhận thấy được hơi thở tu vi của Mạnh Hạo, cũng đều có chỗ trần trở, đều tránh đi, không có ngăn trở. Ở mặc thổ, giết người là việc quá mức bình thường, người chết cũng là thường xuyên có thể thấy được. Trên đường Mạnh Hạo đi đến, thấy được mấy chục lần tu sĩ đấu pháp chém giết, thấy được không ít một màn tử vong. Dần dần đối với Mặc Thổ, có được hiểu biết trực quan hơn. Bất quá khiến Mạnh Hạo cảm thấy kỳ dị, là một tháng đi qua, hắn thời thời khắc khắc cảnh giác, nhưng mà lại không thấy người quý gia đuổi theo, việc này làm cho Mạnh Hạo không khỏi nghĩ tới một tháng trước, khi bước vào Mặc Thổ thì bị sợi tơ vô hình kia che đậy. Chẳng lẽ sợi tơ này là sau khi ta giết Quý Hồng Đông mới xuất hiện, là vật mà quý gia dùng để tìm kiếm ta? Nếu là như vậy, vì sao vùng đất Mặc Thổ này lại có thể tạo được tác dụng che đậy chứ? Mạnh Hạo chần chờ một chút, cũng không xác định thời gian lại trôi qua, rất nhanh lại thêm một tháng nữa trôi qua, so sánh với Nam Vực, mặc thổ không lớn, nhưng Mạnh Hạo đi ở chỗ này, phóng mắt nhìn quanh, nơi này thành trì không nhiều lắm, khiến cho người ta một loại cảm giác rộng lớn xa xôi, và lại phần lớn là một mảnh hoang vắng, mặt đất tối đen, lộ ra một cỗ tĩnh mịch nặng nề, những nơi có linh khí lại càng thưa thớt. Cũng may Mạnh Hạo đối với linh khí không có yêu cầu gì, một ngày này, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi ở trên dây leo, bỗng nhiên song nhãn mở bừng ra, nhìn về phía xa xa, trong linh thức của hắn, ở bên ngoài hơn 80 dặm, có một ngọn núi thấp, tồn tại một động phủ đơn giản, động phủ này không phải là ở trong núi, mà là dưới chân núi, giống như địa động vậy, bên cạnh địa động này có một đầm nước do sơn tuyển tụ tập mà thành. Nước này không sạch sẽ, xung quanh còn có phân chim thú các loại, cỏ dại không ít, thoạt nhìn hình như có chút hoang phế. Nếu không phải mạnh hạo cố ý đi tìm nơi chữa thương, sẽ rất dễ dàng bỏ qua nơi này. Ngược lại là một nơi không tệ, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, chuyển ra ý thức, dây leo lập tức thay đổi phương hướng, đi thẳng về phía ngọn núi thấp kia. Không bao lâu sau, liền đi tới khu vực này, Mạnh Hạo đứng dậy bước đi từng bước, dây leo thì chìm vào mặt đất, che giấu. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạnh Hạo đi qua tấm cỏ dại này, khi đi ngang qua thủy đàm thì vừa khéo có một con thú con màu đen đang ở bờ đầm uống nước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, lộ ra vẻ hung ác. Mạnh Hạo không có chú ý thú con này, bay lên vòng quanh núi này xem một hồi, trên mặt lộ ra vẻ vừa lòng, nhoáng lên một cái, bay thẳng về phía một khe nứt gãy trong núi. Cái khe này uốn lượn, nối liền với phía dưới, rất nhanh ở ngay trước mặt Mạnh Hạo, xuất hiện đại môn một động phủ, Mạnh Hạo vung tay phải lên, đại môn này lập tức run run, từ từ mở ra. Động phủ không lớn, bốn phía còn có một chút cho bụi, hình như có một đoạn thời gian không có người ở lại, lưu lại mấy hơi thở là bộ dạng ngưng khí tầng 5 tầng 6, có thể thấy được nguyên chủ nhân của động phủ này, tu vi không cao. Mọi nơi nhìn nhìn, Mạnh Hạo vung tay áo lên, nơi đây lập tức như nổi gió, tất cả cho bụi toàn bộ tiêu tán, hơi ẩm cũng trong nháy mắt biến mất. Mạnh Hạo lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, thở vào một hơi, trong mắt lộ ra trầm tư, một lát sau, tay phải hắn bấm tay niệm thần chú hướng đại môn động phủ chỉ một cái, đại môn này lập tức đóng lại, phía trên còn xuất hiện vài cái ký hiệu, phong ấn động phủ lại Thương thế lúc này đã khôi phục năm thành, lần này bị thương thực quá nặng. Mạnh Hạo lấy ra đan dược nuốt vào, nhắm mắt ngồi xuống, tranh thủ thời gian để khôi phục thương thế của mình. Bản thân hắn chính là đại sư đan đạo, đối với đan dược chữa thương thì cứ dựa vào thương thế của mình mà đi luyện chế, cho nên hiệu quả tự nhiên tốt nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua, nơi này rất yên tĩnh, ở bên trong yên tĩnh nơi đây, trong động phủ một mảnh tối đen, Mạnh Hạo một mình một người khoanh chân ngồi xuống. Khi tử trong nhập định thức tỉnh, mở mắt ra thì thấy một mảnh tối đen đầu óc không khỏi sẽ hiện lên từng màn ở tử vận tông, quý gia, ánh mắt mạnh hạo lộ ra một chút hàn mang, một lần nữa nhắm mắt, ba tháng bất chi bất giác dần dần đi qua, thương thế của mạnh hạo cũng khôi phục hơn phân nửa, giờ phút này đã hồi phục tám phần, dựa theo dự tính của hắn, thêm mấy tháng nữa là có thể hoàn toàn khôi phục như thường, đạt tới trạng thái cao nhất, thậm chí còn tinh tiến thêm. bất quá khiến mạnh hạo cảm thấy kỳ dị là ba tháng đã trôi qua nhưng lại vẫn chưa có một người nào của quý gia đuổi theo, việc này khiến cho Mạnh Hạo không khỏi có rất nhiều liên tưởng. Chẳng lẽ là Sư Tôn? Mạnh Hạo bỗng nhiên nghĩ tới khả năng này, trầm mặc xuống. Hồi lâu, Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng. Đang muốn nhắm mắt tiếp tục chữa thương thì bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía ngoài động phủ. Lúc này cách ngọn núi thấp chừng trăm dặm đang có một trung niên tầm 30 tuổi, thân hình gầy gò cẩn thận nhìn bốn phía, rất nhanh đi về phía trước. Y tu vi không cao, bộ dạng chỉ khoảng ngưng khí tầng 6, trong ánh mắt có quang mang hung tàn, nếu là ở nam vực, gặp phải tu sĩ trình độ ngang nhau, người này hơn phân nửa là sẽ thủ thắng. Lần này thật là xui xẻo, cái chỗ rách nát kia, cư nhiên mệt nhọc lão tử 2 năm. Nam tử trung niên nghiến răng nghiến lợi, cảnh giác nhìn bốn phía, rất nhanh đi về phía trước, phương hướng đến chính là ngọn núi thấp. Giống như ngựa quen đường cũ, nam tử trung niên này sau khi tới gần núi thấp, đầu tiên là nhìn nhìn bốn phía, xác định không gặp nguy hiểm cũng không có người đi theo, lúc này mới nhảy vào trong cái khe, từ cái khe đi xuống phía dưới. Về sau tuyệt không thể lại đi địa phương quỷ quái kia nữa, cũng may lúc này tuy nói bị nhốt 2 năm, nhưng nhưng không có lo lắng tính mạng, không giống như một số người khác, đều chết gần hết rồi. Nam tử trung niên thở dài, từ sau khi bước trên con đường tu chân này, y đã trải qua không ít chuyện, thấy được không ít sinh tử, giờ phút này không nói chết lặng, nhưng cũng có chút tập mãi thành thói quen. Nói trắng ra là, còn không có đan dịch Nam tử trung niên thầm thì nói vài câu, đi tới ngoài cửa lớn động phủ, tay phải vung lên, ném ra một miếng lệnh bài. Nhưng mà có thể có được động phủ của mình, ta coi như là người có cơ duyên tạo hóa. Nam tử trung niên có chút đắc ý, cả người trầm tĩnh lại, tính quay về động phủ nghỉ ngơi. Nhưng rất nhanh y liền mở to hai mắt, nhìn lệnh bài mình ném ra chợt lóe chợt lóe, nhưng đại môn động phủ này lại không có mở ra. Hỏng rồi. Nam tử sừng sốt, tiến lên gỡ lệnh bài xuống, nhìn kỹ một chút, đang muốn thử lại bỗng nhiên dư quang thấy được dấu vết bụi đất đại môn động phủ từng bị mở ra trên mặt đất so sánh với cho bụi bốn phía dấu vết rất rõ ràng vừa nhìn thấy cái này trong mắt của y lập tức lộ ra tức giận há có thể không rõ động phủ này của chính mình là bị người ta đoạt mất rồi tên đuôi mù nào dám đoạt động phủ của hoàng gia ra ngươi còn không lăn ra đây cho lão tử nam tử họ hoàng này lập tức tức giận mở miệng y có phán đoán của mình chỗ động phủ này linh khí đã sớm khô kiệt tu sĩ ngưng khí đẳng cấp cao có thể xem trọng nó rất ít lại càng không cần phải nói tu sĩ cường đại khác. Và lại động phủ này bị y chiếm cứ những năm nay, tuy nói cũng có người nhân cơ hội đến đây đến cướp đi, đều là người cùng cảnh giới với y, không hơn là bao, đều là từng người một bị y giết hết, thế nên cuối cùng y mới trở thành chủ nhân của động phủ nho nhỏ này. Vì thế lần này y lập tức liền đoán được, đích thị là chính mình hai năm không trở về, vì thế động phủ lại bị người đoạt đi. Mở cửa, con bà nói chứ, nơi này là địa bàn của hoàng gia gia ngươi, là động phủ của hoàng gia gia ngươi, phụ cận bát phương, người nào không biết bát tí long vương hoàng đại tiên ta. Trong động phủ, Mạnh Hạo nhíu mày, động phủ này phía trước thoạt nhìn hoang phế, thật không nghĩ đến lại còn thực sự có chủ. Ta xem ngươi là ăn gan hùm mật gấu rồi, ngay cả động phủ của hoàng gia gia ngươi cũng dám đoạt. Hoàng đại tiên giống lên vài câu, mắt thấy trong động phủ không có thanh tức gì, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên bấm tay niệm thần chú, ấn mạnh về phía trước một chỉ. Một chỉ này Y mặt đỏ tay hồng, nhưng lại có một luồng hỏa diễm nháy mắt phun ra, hóa thành một cái hỏa đoàn cao hơn người, phóng thẳng về phía đại môn động phủ. Một tiếng nổ vang quanh quẩn tại cái chỗ chật hẹp này, thanh âm của Hoàng Đại Tiên lại truyền ra. Còn không mở cửa, ngươi đây nên. Không đợi Y nói xong, bỗng nhiên, đại môn động phủ vô thanh vô tức mở ra, lộ ra khe hở, Hoàng Đại Tiên hử lạnh một tiếng, thầm nghĩ xem ra thuật pháp của bản thân đã uy hiếp được đối phương. Giờ phút này Y mang theo tức giận nhưng cũng không có lập tức bước vào mà là trong mắt lộ ra cảnh giác cho đến khi đại môn động phủ hoàn toàn mở ra bụi đất nơi đây không hề bay lên thì hoàng đại tiên lập tức liếc mắt liền thấy được trong động phủ mạnh hạo giờ phút này vẻ mặt bình tĩnh bà nội ngươi hoàng đại tiên vừa thấy mạnh hạo chỉ có một người nhất thời nội tâm nắm chắc đang muốn gầm lên thì thình lình thấy được hai mắt mạnh hạo ánh mắt kia thâm thúy giống như mang theo uy nghiêm lạnh như băng ủng hộ kênh qua linh com gạch chéo ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé Mái tóc bạc trắng kia lại càng lộ ra một cỗ khủng bố khiến lòng người kinh hãi, còn có màu da tái nhợt, dường như cần phải có đủ máu tươi mới có thể làm cho đối phương hồi phục một chút màu da bình thường. Tất cả những điều này nhất thời làm cho Hoàng Đại Tiên như bị một chậu nước lạnh chút từ đỉnh đầu xuống, thân mình trực tiếp run run một chút. "Đạo, vị đạo hữu này, vị đạo, đạo hữu này." Hoàng Đại Tiên cố nén run run, run trong lòng, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này trong run run nặn ra tươi cười tràn đầy thiện ý thân mình thì theo bản năng muốn lui về phía sau ha ha gặp nhau cái kia gặp nhau chính là có duyên đạo hữu ở nơi này được rồi không có việc gì không có việc gì hoàng đại tiên thân mình run run sau khi mở miệng thân mình rất nhanh liền muốn rời đi nhưng vào lúc này ánh mắt mạnh hạo mang theo bình tĩnh quét lại đây khi rơi vào trên chân hoàng đại tiên thì hoàng đại tiên bỗng nhiên chấn động toàn thân không dám nhúc nhích chút nào chán chảy xuống mồ hôi lạnh sắc mặt nháy mắt tái nhợt, giống như bị ánh mắt đối phương đảo qua, hai chân đã không thuộc về mình nữa. Theo ánh mắt mạnh hạo đảo qua, cuối cùng dừng ở trong mắt Hoàng Đại Tiên thì đầu óc Hoàng Đại Tiên lập tức quay một tiếng, cả người như mất hồn, một cỗ sợ hãi mãnh liệt trong khoảnh khắc liền giống như thủy triều bao phủ y. Chúc Cơ, người này nhất định là Trúc Cơ, người mạnh nhất Hoàng Đại Tiên đời này gặp qua, chỉ là Trúc Cơ, giờ phút này mạnh hạo làm cho y cảm thấy hoảng sợ, đồng thời, cái loại cảm giác sâu không lường được này, khiến cho trong đầu y lập tức liền hiện lên người mạnh nhất mình gặp qua đời này. Không đợi Mạnh Hạo nói chuyện, Hoàng đại tiên phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ xuống, sắc mặt trắng bệch. Tiền bối tha mạng, tiểu nhân miệng tiện, mới vừa nói sai rồi, tiền bối đại nhân đại lượng, tha mạng. Hoàng đại tiên nội tâm run rẩy, giờ phút này một bộ cầu xin tha thứ, sau lưng quần áo đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Mạnh Hạo trần chờ một chút, cũng không phải muốn làm khó tu sĩ ngưng khí nho nhỏ này, mà là cảm thấy nơi đây là động phủ có chủ, bản thân ở nơi này thật có chút giống như cướp đoạt. Nhưng một chút chần chờ của hắn, dừng ở trong mắt Hoàng Đại Tiên, lập tức hóa thành sợ hãi mãnh liệt dưới đáy lòng. Hắn muốn giết ta. Xong rồi xong rồi, ta nghe nói qua, những tu sĩ trúc cơ này, bọn họ giết người như ngoé, thậm chí có một vài ham mê đặc thù, nghe nói còn có người ăn thịt người sống. Nghĩ đến đây, Hoàng Đại Tiên chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, một cỗ bi phẫn ở trong lòng hiện lên y cảm giác còn không bằng mình tiếp tục bị nhốt ở chỗ lúc trước tối thiểu không có nguy hiểm đến tánh mạng nhưng hôm nay nghĩ đến đây bỗng nhiên hoàng đại tiên giật mình một cái y không muốn chết đầu óc của y lập tức hiện lên vô số ý niệm trong đầu ngay tại khi mạnh hạo ngẩng đầu dường như muốn mở miệng hoàng đại tiên lập tức quát to lên ồ động phủ này còn là động phủ của ta sao kỳ quái ta như thế nào cảm thấy cái động phủ này linh khí nồng đậm nhiều hơn vậy hơn nữa nhìn bốn phía trong suốt trong sáng giống như tồn tại một cỗ hơi thở tiên gia tiền bối quả nhiên là cao nhân ngươi xem động phủ này nguyên bản là bình thường nhất không bắt mắt nhất tiền bối vừa mới ở lại nhất thời liền vẻ vang cho kẻ hèn này giống như tiên cảnh hoàng đại tiên gấp giọng mở miệng lời nói vừa ra mạnh hạo sửng sốt hắn vừa sửng sốt lập tức làm cho hoàng đại tiên tinh thần run run cảm giác mình bắt được một đường sinh cơ càng thêm vội vàng ra sức xem hết cái động phủ này tâm tình của ta đúng là thật lâu không thể bình phục ta hiện tại rốt cục hiểu được ta khuyết thiếu cái gì rồi chính là sự chấp nhất theo đuổi tu hành của tiền bối cùng với cái loại khí chất ưu việt hơn tất cả này của tiền bối hoàng đại tiên ngóng nhìn động phủ tại trong động phủ tầm thường này y dường như đã phát hiện kỳ tích nào đó ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt cũng có sùng kính cái loại hơi thở tiên phong đạo cốt này của tiền bối khiến ta nhịn không được liên tục cúng bái trong nội tâm mỗi một lần cúng bái loại tình cảm kích động liền không thể khống chế, ta cảm thấy, ngay cả tu vi của ta giờ phút này cũng đều đang nhảy nhót. Hoàng đại tiên càng nói càng là kích động, giờ phút này nước miếng bay lên, vì lấy lòng mạnh hạo, gần như là không tiếc sức lực. Mạnh Hạo nghe được trợn mắt há hốc mồm, chần chờ một chút, chung quy là cảm thấy có chút đỏ mặt. Ta suy nghĩ, này có phải là thiên ý hay không? Là thiên ý làm cho tiền bối xuất hiện ở nơi này, vãn bối không còn sợ cầu, chỉ cầu có thể bên người ở tiền bối lây dính chút tiên khí kính xin tiền bối thanh toàn hoàng đại tiên càng nói lại càng nhập vai giờ phút này nói xong vẻ mặt lệ quang chân thành nhìn mạnh hạo ý chờ mong cực kỳ mãnh liệt mạnh hạo nghe mà ra đầu run lên hắn cho là mình ở kháo sơn tông cũng học không ít công phu vỗ mông ngựa thậm chí đối mặt kháo sơn lão tổ cũng vẫn có thể dùng thành thạo nhưng giờ phút này hắn mới đột nhiên phát hiện quả nhiên thiên hạ năng nhân bối xuất trong mặc thổ này lại có người tài ba như vậy chỉ là những lời này đối với mạnh hạo là vô dụng giờ phút này liếc mắt nhìn tu sĩ trước mắt này một cái, vẻ mặt mạnh hạo có chút nghiêm túc. Hắn vừa bày vẻ nghiêm túc, lập tức làm cho nội tâm Hoàng Đại Tiên lại run lên một cái, kiên trì vội vã mở miệng. Tiền bối còn có một ưu điểm lớn nhất, đó là có thể ở thời khắc mấu chốt không vì được định hót mà thay đổi. Tất những lời nịnh nọt như gió thổi qua tai, nói trở mặt liền trở mặt, gọn gàng, làm việc quyết đoán, đây mới là đại anh hùng, đại hào kiệt. Mạnh hạo nghe đến đó, rốt cục chịu đựng không nổi, bật cười nụ cười này cũng khiến nội tâm đang chịu áp lực do một loạt sự tình ở vãng sinh động phát sinh gây ra cũng được thả lỏng không ít được rồi ta đã quen một người yên tĩnh động phủ nơi đây là của ngươi ta cũng sẽ không chiếm cứ không công ngươi xem một chút chính mình cần gì xem như là cho ta thuê nó mạnh hạo cắt đứt những lời nịnh nọt hoàng đại tiên đang chuẩn bị nói tiếp hoàng đại tiên một đầu mồ hôi đáy lòng lúc này mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ cái mạng nhỏ của mình bảo vệ được rồi vì cái mạng nhỏ này y cảm giác mình mới vừa rồi gần như dùng ra toàn bộ cân não cùng khí lực giờ phút này nghe lời mạnh hạo nói sao dám đưa ra yêu cầu gì tiền bối xem trọng tòa động phủ này vãn bối có thể nào lại đòi hỏi gì đó được chứ không cần không cần tiền bối cứ ở tự nhiên mạnh hạo liếc mắt nhìn hoàng đại tiên một cái suy nghĩ một chút hắn giờ phút này khuyết thiếu nhất chính là linh thạch vì thế vỗ túi chữ vật lấy ra một viên ngưng khí đan không có khắc đỉnh ấn ngưng khí đan này là hắn luyện chế lúc đầu dược hiệu tầm thường trong số đan dược hắn luyện chế thuộc về loại tầm thường nhất nay trong túi chữ vật cũng không có nhiều sau khi lấy ra một viên cầm trong tay mạnh hạo cảm thấy hình như có hơi ít đang muốn thu hồi đổi một viên khác thì bỗng nhiên hắn nghe được tiếng thở dốc dày đặc hoàng đại tiên mở to mắt hô hấp dồn dập gắt gao nhìn chằm chằm đan dược trong tay phải mạnh hạo ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin cùng kích động mãnh liệt thân thể y cũng đang run run lúc này đây không phải là bị dọa mà là kích động Đan dược kia y vừa nhìn thì thấy trong suốt lấp lánh, mượt mà đến cực điểm, thậm chí vừa mới xuất ra, trong động phủ không lớn này lập tức tràn ngập một cỗ linh khí mà theo như y cảm nhận là cực kỳ nồng đậm. Linh khí này bao phủ trong động phủ, khiến cho y cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra, tốc độ vận chuyển tu vi trong cơ thể cũng tăng nhanh mấy lần, làm cho Hoàng đại tiên giờ phút này đầu óc nổ vang. "Đan, đây là đan dược." Hoàng đại tiên miệng đắng lưỡi khô, nếu không phải là còn có một tia lý trí, sợ là giờ phút này đã sớm đánh lên đem đan dược cướp đi y đời này chỉ có may mắn ăn qua một lần đan dược mà viên đan dược đó còn là vào thời điểm mới bắt đầu đi theo sư tôn khi sư tôn y trọng thương dẫn theo y đào tẩu trước khi chết giao lại cho y một viên đan dược đen thui méo mó viên thuốc đó sư tôn y cũng cực kỳ coi trọng đem cho hoàng đại tiên đó là lần đầu tiên y được ăn đan dược cũng là một lần duy nhất trong trí nhớ từ trước đến nay so sánh cùng viên thuốc trước mắt này Viên thuốc mà y nuốt trước kia căn bản không cùng một đẳng cấp, cách biệt như trời với đất. Vùng đất mặc thổ cằn cỗi, tu sĩ gian khổ, nơi này dược thảo rất khó gieo trồng, càng không có đan sư, đan dược liền cực kỳ thưa thớt. Trọng yếu hơn là tu sĩ hai cực nơi đây phân hóa nghiêm trọng, như thể vùng đất mặc thổ một nửa thuộc về Nam vực, một nửa thuộc về Tây mặc vậy. Tu sĩ nơi này hoặc là đan dược không thiếu, hoặc chính là như Hoàng Đại Tiên vậy, tu hành đến nay cũng chỉ gặp qua bộ dạng đan dược một hai lần. Về phần tu hành thường ngày dùng đến đại đa số đều là đan dịch, đan dịch này trên thực tế chính là sau khi đem đan dược không ngừng pha loãng ra vô số lần, hóa thành chất lỏng, tác dụng mặc dù rất nhỏ, nhưng đã trở thành vật không thể thiếu khi tu hành của tu sĩ mặc thổ. Tiền bối, này, đan dược này là cho ta sao? Hoàng đại tiên run giọng mở miệng, hô hấp dồn dập, nhìn chăm chăm đan dược. Mạnh hạo hai mắt chợt lóe, hắn đi vào mặc thổ cũng đã mấy tháng, mặc dù nói không có tiếp xúc cùng ngoại giới, nhưng dọc theo đường đi cũng nhìn thấy không ít. Giờ phút này hiểu ra, phán đoán của chính mình đối với giá hàng lúc trước, trong lúc vô ý, đã dựa theo tư duy của nam vực mà suy nghĩ, xử lý. Giờ phút này sau khi hiểu ra, hắn vung tay phải lên, đan dược lập tức bay vào trong tay Hoàng Đại Tiên. Một viên đan dược này thuê động phủ của ngươi chút thời gian. Mạnh hạo thản nhiên mở miệng. Hoàng Đại Tiên kích động đem đan dược cực kỳ trân trọng thu hồi. Nhìn về phía mạnh hạo thì đã mang theo cung kính so với trước còn cường liệt hơn. Sau khi cúi đầu thật sâu, nhớ tới mạnh hạo nói thích yên tĩnh, lại lo lắng mạnh hạo hối hận, vì thế nhanh như chớp cáo từ, vội vàng rời khỏi động phủ trong núi thấp, sau đó y hít sâu một cái, ánh mắt lộ ra kích động cũng không cách nào áp chế. Phát tài rồi, viên thuốc này, đây là một viên mai linh đan. Hoàng đại tiên mang theo kích động, nhanh chóng rời đi, y không nỡ uống, chuẩn bị đi hóa thành đan dịch, để có thể sử dụng dài lâu. Mạnh hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, trong mắt lộ ra suy tư, thông qua tu sĩ ngưng khí kia, hắn đã có được nhận thức sâu hơn đối với sự cỗi cùng với khuyết thiếu tài nguyên tu hành của mặc thổ trong túi chữ vật của ta cũng không có thiếu đan dược tuy nói đều khắc đỉnh ấn nhưng cũng có thể xóa đi có thể bù lại sự khuyết thiếu linh thạch khi khẩn cấp chính là cho dù có cẩn thận mấy đi nữa thì mặc thổ cũng vẫn là không có đan sư nếu đột nhiên xuất hiện lượng lớn đan dược sẽ bị người hoài nghi mạnh hạo trầm ngâm một lát hắn ở trên người tu sĩ ngưng khí kia để lại một đạo linh thức một khi đối phương có mưu đồ gì đó linh thức này lập tức phát tác y là phải chết không thể nghi ngờ trầm ngâm qua đi mạnh hạo nhắm nghiền hai mắt tiếp tục chữa thương về phần thọ nguyên mạnh hạo không lo lắng vô luận là thiên phương đan hay là một trong ba loại đan dược thượng cổ hỗn nguyên bổ thiên đan kia đều có thể giải quyết vấn đề sinh cơ thời gian trôi qua một ngày này sau khi thương thế mạnh hạo hoàn toàn khôi phục hắn mở mắt ra ánh mắt chợt lóe từ trong túi chữ vật lấy ra gương đồng lúc kết đan chính là một khắc khí linh của gương đồng này thức tỉnh. Mạnh hạo nhìn gương đồng trong tay, đây là bảo vật hắn lấy được ở Kháo Sơn Tông năm đó, nó đã cùng đi với hắn tới ngày hôm nay. Giờ phút này, hắn phải khiến cho khí linh trong đó, thức tỉnh xuất hiện. Có thể nói, không có bảo vật này, mạnh hạo không có khả năng có được tu vi như ngày hôm nay, phỏng trừng cũng không có cách nào đến Nam Vực, tự nhiên cũng không thể tiến vào được tử vận tông, nay hẳn là vẫn còn ở triệu quốc, theo lão ô quy kháo sơn lão tổ kia, không biết phiêu ở nơi nào trong mắt mạnh hạo lộ ra hồi ức trong đầu hiện lên rất nhiều trí nhớ từ việc gương đồng thích phun ra hơi thở vô hình chuyên khi dễ mãnh thu có lông dày cho đến công năng phục chế nghịch thiên của gương này còn có căn bệnh thâm căn cố đế của miếng mỡ đông đối với gương đồng này còn có những năm gần đây con anh vũ suốt ngày liên miên cằn nhằn nói đến thì nghiến răng nghiến lợi mạnh hạo nghĩ tới năm đó sau khi rời khỏi huyết tiên truyền thừa lần đầu tiên chạm vào mặt nạ huyết sắc thì chính mình bị lão tổ lý ra tính kế xém chút nữa thì bị nhấp thần lúc ấy trong gương đồng này còn có một tiếng chim hót truyền ra giúp mình né qua được một kiếp còn có chính là bên trong phúc địa thượng cổ kia nếu không phải là lực lượng của gương đồng này chính mình không có khả năng bước vào cái đỉnh vuông bởi vì hắn không phải là huyết mạch thượng cổ lại có là trước kia khi mạnh hạo kết đan cảm nhận được trong gương đồng có một cỗ hơi thở thức tỉnh anh vũ mạnh hạo hai mắt chợt lóe tử đan trong cơ thể bỗng nhiên chuyển động bộc phát ra lực lượng tu vi mạnh mẽ khi vận chuyển toàn thân mạnh hạo thì theo ý thức của hắn khoảnh khắc từ tay phải trực tiếp dũng mãnh nhập vào trong gương đồng. Gương này dần dần tràn ra u quang, hào quang càng thêm mãnh liệt, thì bỗng nhiên, trong túi chữ vật của mạnh hạo, miếng mỡ đông trong mặt nạ huyết sắc hóa thành một đạo cầu vòng trong khoảnh khắc bay ra, trôi nổi ở giữa không trung. khi hóa thành bộ dạng miếng mỡ đông thì hiện ra gương mặt giả nua. Giờ phút này trong mắt nó mang theo chấp nhất, mang theo một cỗ kiên định cùng nghiêm túc, như lâm đại địch, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có biểu tình thần thánh giống như muốn đi tiến hành một hồi đại chiến cùng sứ mệnh có thể quyết định vận mệnh toàn bộ tinh không. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Kẻ địch tà ác môn kiếp, ngươi rốt cục xuất hiện rồi. Lão Phu đợi ngươi thật lâu thật lâu, lúc này đây, ngươi vừa tỉnh lại liền có thể nhìn thấy Lão Phu. Lão Phu nhất định phải độ hóa ngươi. Đem ngươi mang ra khỏi con đường tà ác. Miếng mỡ đông mang theo vẻ mặt thần thánh, trầm trọng mở miệng, giờ khắc này nó giống như bớt đi sự rông dài thay vào đó hơi thở cổ giả càng thêm nồng đậm không thèm để ý tới miếng mỡ đông mạnh hạo vẻ mặt ngưng trọng hắn cảm nhận được tu vi của chính mình giờ phút này đang không ngừng mà dũng mãnh nhập vào trong gương đồng gương này giống như là một cái động không đáy thời gian trôi qua rất nhanh mạnh hạo đã xuất ra gần sáu thành tu vi đúng lúc này gương đồng phát ra quang mang mạnh mẽ lóng lánh trong lúc mơ hồ giống như có một ảo ảnh được bao bọc trong đó hiện lên nhìn như hình chiếu từ trên mặt kính nổi lên ngay lúc đó nhưng vẫn là mơ hồ xuất hiện đi kẻ địch ta ác môn kiếp của ta xuất hiện đi vận mệnh đã sắp xếp cho ngươi và ta nhất định phải tiến hành một trận chiến này xuất hiện đi ách mạnh hạo ngươi dùng thêm chút sức lực đi nó muốn đi ra rồi miếng mỡ đông nghiêm túc mở miệng nghe vào trong tay mạnh hạo không khỏi sinh ra mấy loại liên tưởng vội ho một tiếng trên thực tế mục đích thực sự của việc hắn gọi khí linh của gương đồng này ra chính là vì đối phó miếng mỡ đông này Mạnh Hạo kỳ vọng khí linh này xuất hiện, có thể áp chế miếng mỡ đông rông dài. Giờ phút này hắn hít sâu một cái, lại tống suất tu vi, bảy thành, tám phần, chín thành. Hình chiếu trên mặt kính giờ phút này dần dần rõ ràng, chậm rãi hình thành bộ dạng một con chim, một thân tạp mao, màu sắc rực rỡ. Từ từ nhắm lại hai mắt, còn có móng vuốt sắc bén, nhưng không có chút ý đáng khinh nào như biến hóa của miếng mỡ đông năm đó, ngược lại là có một cỗ hơi thở cuồng vọng mãnh liệt giống như cho dù nó đang ngủ say cũng đều đập vào mặt hơi thở thật tà ác chính là nó đây là khí tức của nó ngay cả bộ dáng cũng đều chính xác nó chính là kẻ địch muôn kiếp của ta sứ mệnh cả đời này của ta chính là phải độ hóa nó thân mình miếng mỡ đông run run hơi thở thần thánh cũng nồng đậm hơn rất nhiều ngưng thần nhìn anh vũ một cỗ cảm giác suy yếu hiện lên trên người mạnh hạo hắn âm thầm kinh hãi cảm giác mình quyết định sau khi thương thế khôi phục lại mới triệu hồi khí linh là lựa chọn chính xác nếu giờ phút này hắn còn mang theo thương tích, e rằng căn bản là không đủ để chống đỡ sự đòi hỏi của gương đồng, và lại còn có thể làm cho thương thế càng thêm xấu đi. Thời gian trôi qua, khi tu vi mạnh hạo gần như toàn bộ đều chảy vào gương đồng, đột nhiên một tiếng kêu bé nhọn như mang theo ý ngạo nghễ, giống như duy ngã độc tôn trên thiên địa, bỗng nhiên từ trong gương đồng này truyền ra. thanh âm này quanh quẩn, giống như tất cả sinh linh nghe được đều nhịn không được mà đi cúng bái. theo thanh âm xuất hiện, thân ảnh của anh vũ ngưng tụ ra trên gương kia trong giây lát mở mắt đồng thời với việc tràn ra tinh mãng cũng có một cỗ hơi thở tiên linh nháy mắt khoách trương tản ra tràn ngập toàn bộ động phủ ánh mắt nó mang theo vẻ mờ mịt trong mơ hồ hình như còn có một chút tăng thương nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ cuồng ngạo rõ ràng chính là thân chim nhỏ bé yếu ớt nhưng cố tình tại một cái chớp mắt này lại làm cho người cảm thấy như nó có thể khai thiên tích địa ngay cả hư vô bốn phía cũng đều ở một cái chớp mắt này dường như động lại kẻ địch tà ác môn kiếp của ta, ngươi nhìn một chút xem lão phu là ai." Miếng Mỡ Đông hét lớn một tiếng, cũng không biết là kích động hay là phẫn nộ, giờ phút này thân mình mạnh mẽ xuất hiện ở trước mặt con anh Vũ, nghiêm túc nhìn nó. Anh Vũ thản nhiên nhìn Miếng Mỡ Đông một cái, trong mắt lộ ra một chút khinh miệt, biểu cảm này cuồng ngạo đến cực điểm, nó hất cằm lên, ánh mắt nháy mắt đã rơi đến trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bất động thanh sắc, lui ra phía sau vài bước, ở một bên vừa khôi phục tu vi, vừa quan sát anh Vũ cùng Miếng Mỡ Đông dựa theo kinh nghiệm của hắn lúc trước, khi mới tiếp xúc cùng miếng mỡ đông, thì hắn cảm giác mình hẳn là nên quan sát triệt để trước đã. Miếng mỡ đông nổi giận gầm lên một tiếng, thân mình nhoáng lên một cái, cản trở ánh mắt của anh Vũ. Kẻ địch muôn kiếp mà vận mệnh an bài, là trời cao mở mắt rồi nên mới cho ta và ngươi gặp nhau lần nữa. Ngươi là đồ tà ác, đồ vô đạo đức, ngươi không nhớ lão phu sao? Miếng mỡ đông lạnh lẽo nhìn chằm chằm anh Vũ, dường như thù hận trước đây lập tức đã xông lên đầu rồi, ngay cả nhan sắc của thân thể cũng đều có chút thay đổi, đục ngầu nói chuyện với ngươi ngươi vì sao không nói lời nào ngươi là con chim tà ác đồ chim biến thái ngươi tại sao không nói chuyện miếng mỡ đông lớn tiếng mở miệng nó đợi nhiều năm như vậy giờ phút này lại nhìn thấy được con chim anh vũ này lại phát hiện đối phương thế nhưng không nói lời nào em gái ngươi ngươi có bệnh con chim anh vũ lộ ra biểu cảm không kiên nhẫn lần đầu tiên mở miệng thanh âm bén nhọn vừa xuất khẩu lập tức làm cho miếng mỡ đông sáng ngời hai mắt Dường như cái dạng này của đối phương mới phù hợp với hình tượng tà ác trong trí nhớ của nó. Mắng chửi người là không đúng, ngươi lại thêm một cái tội ác." Miếng Mỡ Đông nghiêm túc nói, "Con bà nó chứ, cô nội ngươi, bà ngoại ngươi, cậu ngươi, tôn tử ngươi, muội muội ngươi." Con chim Anh Vũ cứ thế chậm rãi một câu lại một câu, không hề để ý tới Miếng Mỡ Đông đã run rẩy cả người, cánh đập đập mấy cái, thân mình lập tức bay lên, sau khi bay vài vòng trong động phủ thì trực tiếp đáp lên trên vai Mạnh Hạo hất cầm lên mang theo vẻ điên cuồng ngạo nghễ ngươi chính là chủ nhân một đời này của ta nhớ kỹ danh hào của ngũ gia ta là tiên điểu thượng cổ từ sau khi xuất thế ta là trí tôn trời cao cúi đầu trước ta chúng sinh không mặc quần áo sau khi ta sinh ai dám không mặc quần áo trước ta chúng linh đều không lông sau khi ta sinh phát ra đại trí nguyện thiên địa cần có thu có lông tóc cho nên chúng giới chi thú ai dám không mọc lông về sau xuất môn ra ngoài ta cho phép ngươi báo ra danh hào ngũ gia danh hiệu của ta vừa xuất, chúng sinh nghe tin đã sợ mất mật, sẽ không ai dám trêu chọc ngươi, ở giữa trời đất, trong ngoài thương khung, ai dám chọc ta, ta liền giết chết nó. Con chim anh vũ cùng vọng ngạo nghễ mở miệng, khí phách vang dội, bát phương nổ vang, chính là biểu cảm mạnh hạo có chút cổ quái, hắn luôn cảm giác mình là đang nhìn thấy một con tạp điều khoác lác khắp nơi. Thổi phồng là không có đạo đức, ngươi lại nhiều thêm cái một cái tội ác, ta muốn độ hóa ngươi miếng mỡ đông ở một bên, còn thật sự nghiêm túc nói, vẻ mặt chính khí, mạnh mẽ lao về phía chim anh vũ. Nhưng không đợi nó tới gần, anh vũ nâng lên vẻ mặt khinh miệt, cuồng ngạo càng tăng lên, giống như nó mới là lão đại thật sự, trời chỉ là lão nhị vậy. ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Pho tượng trên hỏa diệm sơn năm đó là do vô số đại năng vì ta luyện hóa mà thành. Ngươi có muốn biết bọn họ vì sao làm như thế hay không? Đã từng một thời, mỗi đêm khuya nơi thâm khu của tinh hải, là ta ép ba vạn cô nàng của Thái Bình Đạo cô không thể không tắm rửa trước mặt ta, ngươi có muốn biết các nàng vì sao lại như thế không? Vô số năm qua, ai là ác bá lớn nhất của tinh không này chứ? Còn có tên mập đánh lén ngươi năm đó, từng đối với ta cúng bái 10 vạn năm, ngươi có muốn biết gã này ở đâu hay không? Một hai ba, sau đó đến số mấy, ngươi có muốn học hay không hả? Lời nói của chim anh Vũ thong thả, mỗi một câu nói đều làm tốc độ của miếng mỡ đông chậm lại một chút, Chờ sau khi chim anh vũ nói xong toàn bộ, miếng mỡ đông cũng đứng ngẩn ra, vẻ mặt rối rắm, nhưng lại áp chế không nổi tò mò. Muốn biết liền thành thật một chút cho ngũ gia ta, muội ngươi, bao nhiêu năm không gặp, ngươi vẫn là nhược trí như vậy. Chim anh vũ trừng mắt nhìn miếng mỡ đông một cái, cuồng ngạo đến cực điểm. Mạnh hạo nhìn đến đây, bỗng nhiên hiểu ra phương pháp chim anh vũ dùng để đối phó với miếng mỡ đông. Miếng mỡ đông tò mò, nhưng tò mò này, cũng chính là nhược điểm trí mạng nó. Chính là, hắn vẫn cảm thấy tính cách của chim anh vũ này cùng với con anh vũ mà miếng mỡ đông từng biến hóa ra có điểm khác biệt ở trên người nó nhìn không thấy vẻ đáng khinh nhìn qua chỉ là cuồng vọng không có giới hạn đúng lúc này bỗng nhiên con anh vũ khẽ động lộ ra biểu cảm hồ nghi nhìn khắp mọi nơi thân mình lại còn bay lên vòng quanh động phủ bay tầm vài vòng ồ oh, không đúng đây là mùi gì vậy chim anh vũ vừa bay lên vừa kinh ngạc mở miệng một màn này lại lập tức gợi lên tâm hiếu kỳ của miếng mỡ đông nó không phục cũng xem xét mọi nơi nhất là khi nhìn thấy chim anh vũ dùng miệng để ngửi cái gì đó thì thân mình miếng mỡ đông phịch một tiếng, biến thành một con chó trắng lớn, trên mặt đất, ở bốn phía, ngoắt ngoắt cái đuôi, cái mũi không ngừng hít lấy hít để, ngửi tới ngửi lui. Cho gì đây, đâu có mùi gì đâu, ngươi đang ngửi cái gì chứ? Miếng mỡ đông ngửi tới ngửi lui cả nửa ngày, mà chẳng ngửi thấy quái gì cả liền ngẩng đầu tò mò nhìn về phía chim anh vũ. Ngươi biết cái gì, cho dù ngươi biến thành cẩu, cũng không ngửi thấy được, ta là tiên điểu thượng cổ, độc tôn trời cao, mảnh đất màu đen này tồn tại hơi thở rất kỳ dị ta đã nghĩ đến là gì đó rồi lợi hại thật lợi hại thì ra là có chuyện như vậy chim anh vũ vẻ mặt khinh miệt lộ ra vẻ cuồng ngạo như thể toàn bộ thiên địa chỉ có mỗi mình nó biết vậy miếng mỡ đông mặt mày méo mó nội tâm tò mò ngứa ngày khiến nó càng ngày càng sốt ruột nhưng bất luận là nó biến thành cái gì cũng không phát hiện ra được cái hơi thở mà đối phương nói là gì mạnh hạo vốn ở một bên xem náo nhiệt giờ phút này nghe chúng nó đối thoại bỗng nhiên nội tâm khẽ động, hắn nghĩ tới lúc vừa bước vào Mặc thổ thì có thanh âm của Cổ Ngọc Phong yêu truyền ra. Phiến đại địa này có chỗ nào kỳ dị? Mạnh Hạo hỏi một câu. Chim Anh Vũ Ngạo ngễ mặt nhìn Mạnh Hạo, một bộ ta là tiên điều thượng cổ, một bộ ta khinh thường nói chuyện cùng ngươi, mang theo một chút cao ngạo giống như thiên địa thật tịch mịch, bay tới bay lui. Mạnh miệng ai chẳng biết nói, ngươi nếu không biết thì sau này cũng đừng có ra vẻ, Cố Lộng Huyền hư như thế. Mạnh Hạo nhíu mày, thản nhiên mở miệng, giờ phút này hắn đã kết đan, bước vào hàng ngũ cường giả, lại trải qua sinh tử ở vãng sinh động, cho nên lời nói thì nhìn như bình thản, nhưng lại ẩn ẩn có ý không giận tự uy. Một câu này xuất khẩu, chim anh vũ kia ở giữa không trung đột nhiên đình trệ, tạp mau toàn thân dựng thẳng lên, nhìn chằm chằm mạnh hạo, trên mặt lộ ra thần thái như bị nhục nhã. Ta không biết, ta là tiên điểu thượng cổ, trên biết tiên nhân, dưới biết phàm trần, có chuyện gì mà ngũ ra ta không biết chứ, ta cái gì cũng biết. Ngươi đừng có chém gió nữa đi, Mạnh Hạo nội tâm khẽ động, mắt lộ ra kỳ quang, rất nhanh lại nói một câu. Ngũ gia biết, ngươi không biết, phải cho ngươi biết sự lợi hại tiên điểu thượng cổ. Ánh mắt chim anh Vũ cũng tái đi rồi, Tôn Nghiêm bị khiêu khích, thê thế mở miệng, đôi cánh bỗng nhiên quạt một cái, nhất thời trên người xuất hiện một mảnh tạp quang, khoảnh khắc liền khuếch trương tản đi ra, ngay lập tức dung nhập toàn bộ núi thấp. Tiếp theo trong nháy mắt, khi những thứ hào quang này có rút lại thì dường như mang về một ít đồ vật từ trong núi thấp, ngưng tụ lại một chỗ thì rõ ràng biến thành một nắm đất màu xanh đen to cỡ nắm tay. Thấy không, đây là bí mật của phiến đại địa màu đen này, đây mới chỉ là ở bên trong ngọn núi này, được ngũ gia ta luyện chế ra. Chim anh vũ vẻ mặt cùng vọng, the thế mở miệng. Miếng mỡ đông ở một bên, trợn mắt há hốc mồm, cực kỳ yên tĩnh, dường như giờ phút này nó bị thể hồ quán đính vậy, dần dần bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh lại có hiếu kỳ mới. Đây là cái cho gì vậy? nhãn châu của miếng mỡ đông chuyển động, nghĩ tới lời nói lúc trước của Mạnh Hạo, nghĩ tới bộ dạng phát cuồng của chim anh vũ, nội tâm lập tức có chút kích động. Cái thứ rách nát này là do con gà già ngươi lừa người ta đi, ngươi căn bản chính là cái gì cũng không biết. Miếng mỡ đông vội vàng mở miệng. Chim anh vũ khinh miệt nhìn miếng mỡ đông một cái, lúc này ấy thế mà lại không hề có phản ứng như vừa rồi, khiến cho miếng mỡ đông sửng sốt một chút. Mạnh Hạo hai mắt hơi hơi lóe lóe lên, ngắm nhìn nắm bùn đất màu xanh đen nọ, ở phía trên đó, hắn không có cảm nhận được chút kỳ dị nào, dường như rất là tầm thường. Chẳng biết là từ chỗ vớ vẩn nào lấy được một nắm bùn đất, cũng dám nói mình không gì không biết. Mạnh hạo thản nhiên nói, hắn đã phát hiện, con chim anh vũ này, dường như, có chút sợ bị người kích. Tuy rằng vừa rồi miếng mỡ đông dùng phương pháp này cũng không có hiệu quả, nhưng mạnh hạo vẫn là quyết định thử lại một lần. Lời của hắn gần như vừa mới nói xong, tạp mao của chim anh vũ lập tức toàn bộ dựng thẳng lên trong mắt thoát ra lục quang đỉnh đầu dường như còn có xuất hiện bạch khí giống như cảm thấy tôn nghiêm của bản thân bị khinh thường một cách nghiêm trọng làm cho kiêu ngạo nó không thể thừa nhận dường như nó có thể không thèm để ý đến lời miếng mỡ đông nói nhưng chỉ duy có với mạnh hạo này chỉ cần hơi hơi khiêu khích một tẹo thôi nó liền chịu không được ngươi dám xem thường ngũ gia ngũ gia là tiên điểu thượng cổ không có chuyện gì mà ta không biết cả sơn hải thương khung có người nào không biết tin ngũ gia được cả đời chứ. Người nghe kỹ cho ngũ gia, đây là tiên thức thổ. Đây là do rất nhiều năm trước, một vị đại năng ở trong tinh không vẽ ra một tấm phù, đem nó ném xuống, vốn là muốn phong ấn viên tinh thần này, nhưng cuối cùng bị người trở ngại, phù văn nọ sau khi tiến vào tinh thần này thì bị thiêu đốt thành bụi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.